lộn, ở đây không có. Hả? Thẳng ở đây. Thẳng ở đây, quẹo phải. Bán nó bán cái gì bà đó? Cái bãi dựa dây chai, chỗ đó có đó. Rồi, tới đó liên hệ buôn bán. Dựa gì ông nội? Tào lao dựa gì? Dây chai gì? Đâu gì vậy? Trời ơi, tôi đi vô đây, tôi đi vô coi xe. Ông giỡn mặt với tôi, ông ăn mặc kiểu vậy, ông xách cái ba cái gì? Trời gì? Đi ra ngoài. Bây giờ tôi không giỡn, bây giờ tôi không ra ngoài, tôi ngồi đây nè. Tôi đi mua xe là tôi ngồi đây nè. Ông làm gì tôi? Tôi ngồi đây nè. Đi ra ngoài tôi. Tôi nói nhỏ nhẹ, chú ơi chú, tụi con khổ lắm chú ơi. Chú ơi, cho tụi con buôn bán đi chú. Bây giờ tôi không giỡn nữa. Cậu mà nói một tiếng nữa là tôi gặp sếp ở đây liền. Bây giờ cậu đi vô trong đó lấy cái matalo ra đây cho tôi. Cái gì? Cái tính anh nóng lắm. Cái tính anh nóng lắm. Ừ, em biết anh nóng. Đang bị tuồn động mà ông này nãy giờ ông vô phá đó. Em không giải quyết cái vụ đằng này hồi. Sao tự nhiên anh dớp ổng luôn á. Đi giao lộn lộn cái gì vậy? Giải quyết cái này. Cái tính anh nóng. Mình tự nóng. Mình phải từ từ giải quyết mọi vấn đề, anh hiểu không? Cái tính anh nóng. Dạ con chào chú. Ừ. Bây giờ chú đi xin đúng không? Đi xin thì bây giờ con chỉ một cái chỗ mà để mình xin, tại chỗ con buôn bán là không có vô đi xin được. Trời má ơi má. Tôi mua xe hơi. Xe 4 chỗ hiểu không? Thôi bây giờ tôi cái xe mà đem catalog, em catalog đây. Anh có biết cái đây là một cái loại bệnh, một cái loại bệnh người ta quan tưởng á. Không ấy anh đợi bây đi đợi em vô em lấy điện thoại bàn em gọi xe cấp cứu. Không không đừng mình phải chiều người ta đi nè. Để cho nó thỏa mãn xong là. Đợi đi. Chào như đi em. Chào mấy em. Chị hôm nay chị muốn mua lại xe gì? Chỗ em là mới nhập rất là nhiều dòng xe mới về đó chị. Hôm nay chị đến đây để chị muốn mua một số xe đó. Một số xe? Một số xe. Tôi cũng đó. Mua một số xe. Tôi cũng mua một số xe. Tôi biết mà, từ từ sẽ chữa bệnh cho chú. Chú sẽ chữa bệnh cho chú. Tự nhiên ở trong cái chỗ bán xe có người là lượm bao ni lông. Không phải. Cái chú này là nãy giờ coi như là đi ngang qua đây mà tụi em là nhân viên bán xe hơi nhưng mà có một tấm lòng rất là lương thiện. Thôi không sao, chị không quan tâm. Cái quan tâm là chị muốn mua một số xe. Một số xe, ok chị dưới đây. Chị mua xe 2 cửa, xe 4 cửa, xe tải. Vô ngồi chị mua xe thì cùng vô ngồi. Khách hàng với nhau mình ngồi. Chị định mua xe gì vậy? Trời ơi, vô mà cái khứa này. Trời ơi, tôi... Bây giờ kêu ông bảo vệ vô. Kêu sao mà ở đâu mà cứ đòi nói chuyện với tôi vậy? Nó không có cùng cái level okay, đó chị, nó không chị, có cùng chị, cái đẳng cấp. Ok chị qua đây với em nha. Tôi biết mà, tôi biết bệnh của chú mà. Chú bình tĩnh. Không cho cháu mượn điện thoại, tôi gọi con tôi cái. Tôi mượn điện thoại. Ngồi yên đi. Chị thích chiếc nào? Đây một số xe. Chiếc này wow. Này chiếc này là mui trần luôn, mình đi là gió thổi phà luôn. Nếu mình sợ nắng mình đi chiếc này. Cho hỏi cái gì? Ủa trong cái dàn xe này là cái xe nào mà nó có cái dung tích chở lúa nhiều nhất? Cái dung tích mà muốn chở lúa nhiều nhất á, theo tôi nghĩ là anh nên mua xe bò nha. Không, cô này kỳ, tôi nói tôi đi mua xe mà mấy người nói chuyện kiểu gì kỳ trời. Thì tôi biết chú mua xe rồi nhưng mà xe này là sao? Anh bây giờ chưa bảo vệ vô chứ bây giờ làm sao? Không, bây giờ cho tôi mượn điện thoại. Tại hồi sáng tôi đi tôi bị rớt cái điện thoại. Tôi gọi tôi hẹn con tôi tới đây mà. Cho tôi mượn điện thoại cái. Đi. Điện thoại còn không có rồi, tiền nó mua xe ba. Phải, tôi bị rớt mà mấy người rớt sao? Rớt gì đây, tôi bực mình không? Tôi ứ không? Từ nãy giờ chỗ tôi bắt đầu làm ăn đang có khách. Bây giờ chưa có mãn người đâu. Bây giờ tôi muốn mua xe. Bây giờ ai tiếp tôi đây? Đây đi tiếp rồi chị vô đây ha. Tôi cũng mua xe mà. Rồi. Bậy rồi. Tôi cũng mua xe mà sao bắt đầu không ai mời, không ai tiếp tôi vậy? Bậy. Không, chú ơi, con hiểu chú mà. Trời ơi, khổ quá. Đây, bây giờ chị coi. Tôi muốn mua xe mà kiểu này chắc tôi không có mua được. Không quá. Không, chị cứ coi ha đó. Xe rất đẹp, rất hợp với dáng chị. Cái bà đó nãy giờ tôi thấy bà giống như là bà coi thường tôi lắm nha. Nha. Wow. Cái bà nó giống như là bà coi thường chị tôi lắm nha. Chị mua chiếc này đi, chiếc này là đi hai người. Ồ. Phía sau này mình chở đồ. Tôi muốn mua lại chiếc xe mà chỉ đi một người thôi đó. Xe một người, ok. Bây giờ xe rất là nhiều chỗ, chỉ đi một người không cho ai đi chung cũng được. Không cho ai chung hết. Không cho ai chung, không thích cho ai chung. Xe này cũng đẹp nè chị, xe đẹp. Tôi muốn mua có loại xe chỉ đi một người thôi, là một mình tôi lái, tôi không thích chở ai hết. Chú loại xe chú cho con mượn cái bao được không? Rồi, dạ mày giải quyết đi, tao cầu xe mà.
Ồ, xe hay quá chị. Ồ. Ê, xe này nó chạy cái đường D được không? Ờ, chú à, cái xe đó chạy đường D thì nó banh xe. Tao muốn mua cái xe nào mà chạy trên đường D đó, chạy mà đi thăm ruộng đâu á. Tôi đã nói với ông anh rồi, anh muốn chạy chở xe lúa, lúa hay là trên đường D, anh có thể mua xe thồ hoặc là xe bò nha, xe lam nha. Mấy cái xe này không hợp cái đẳng cấp với level của ông chị anh nói nha. Nói sao quá chị cũng mua xe về, chị mua xe gì tôi mua xe đó đó. Đó, giờ tôi dám nói luôn á. Chị chọn xe nào tôi chọn xe đó, tôi mua hai chiếc vậy đó. Đừng có nói chuyện mà kiểu mà giống như tôi không có tiền của bạn nha. Tôi xin phép tôi đi nha. Ờ, chị ơi, chị đi bình tĩnh, bình tĩnh chị. Anh ra ngoài chi bảo vệ vô. Bảo vệ cái gì? Mua điện thoại đi, mua điện thoại đi. Khổ quá. Ở vậy. Chị mua điện thoại cái chị. Dạ. Cái gì vậy anh? Cái gì vậy? Chú. Tôi mượn cái điện thoại tôi gọi cho con tôi. Cái gì mà sàm sỡ tôi dữ vậy trời? Biết cho mượn cái điện thoại. À, tôi không có điện thoại. Trời ơi, cái công ty này làm sao vậy trời? Giải quyết dùm cái trường hợp này tôi anh ơi. Cái gì? Giám đốc kêu bảo vệ không giải quyết chứ bây giờ thiệt tình. Cái gara lớn như này mà. Chị bình tĩnh, giải quyết hả? Bây anh giờ ơi. là hồi sáng là cái chú này chú vô đây mà coi như chú mang thêm một cái bọc ni lông. Mà lúc đó là không, tôi nói vậy là bậy rồi. Chú mang theo một cái bao tải. À, bao tải đúng rồi. Bây giờ chính là, tôi cho là... chú vô mà. Đúng rồi. Sao chú cho chú này vô? Thì chú nói chú muốn vô mua xe. Trời ơi anh ơi, anh nghĩ sao hôm này mua xe trời, ông xách cái bịch dây chai vô mua phá. Cái chai chai nhựa không, xe không, được không mới đổ ra. Nãy giờ khách hàng không? Vô người ta đúng rõ ràng là tôi thấy chú đi trên đường chú lụm không phải chai nhựa không đâu mà có lụm rác lụm đồ nữa. Trời ơi không, ông bị cái gì mà ông vậy mà ông vô mua xe rồi mua những xe chạy đường đê không gió gì anh ơi. Tôi chỉ bảo vệ khi mà người ta ra vô để tránh trộm cắp thôi chứ còn người ta muốn vô mua xe thì cứ để cho người ta vô chứ. Tiếp tôi chứ. Nhưng mà anh bây giờ là ông vô ông phá rối mà khách là hàng của mình mọi người sang trọng là phá rối rồi đó. Sang trọng gì mà bây giờ đang khó chịu vậy? Bây giờ mời anh chị mời khách hàng ngồi đó đi. Đúng đúng. Mời cô đó ngồi đi. Đúng đúng. Rồi ngồi, ông định đi gì? Đừng đừng. Tôi muốn mua xe mà. À tôi mời cô ngồi. Có chắc tôi đi thôi. Ờ đây giải quyết cái an ninh ở đây chút xíu chị. Rồi chú ngồi bên này. Sao rồi? Tại sao hai người cả mấy tháng nay không bán được một chiếc xe nào cho cái công ty? Sắp rồi, cô này có sắp cái gì? Tôi nhắc, tôi nhớ nha. Phải bắt trước cái công ty mà ở chi nhánh ở dưới Vĩnh Long nha. Dạ sao? Người ta bán mười mấy chiếc rồi. Mỗi tháng mười mấy chiếc. Ở đây á, mỗi tháng không có chiếc nào hết là sao? Giờ nó cũng đang đồng phục đâu? Dạ. Đồng phục đâu? Dạ, bữa nay thì cái áo của em nó sáng... Bị hôm qua đi mưa vậy nó... Không có được. Bỏ qua cái này nha. Phải ráng làm việc hết chứ. Tiền thưởng thì cứ cuối năm lúc nào cũng đòi. Mà làm việc không bao giờ mà nghiêm túc hết trơn á. Rồi sao chú Linh? Sao cái khách hàng này sao rồi? Hồi nãy thấy chú đi ở ngoài. Chú muốn coi xe cho nên là em đưa vô đây. À đưa vô đây. Rồi có nói chuyện với lại những người này chưa? Dạ có chưa? Nói chuyện rồi, nói chuyện sao rồi đó mới kêu em vô đây. Trời ơi. Ủa chuyện gì? Khổ quá. Tại sao không bán xe cho người ta? Dạ không phải, như nãy là tụi em có trình bày là bây giờ là hỏi chú ở đâu rồi chú. Giống như là hỏi chú có tiền, chú cũng có tiền mà chú nói giờ chị muốn gọi con chú tới mà điện thoại chú cũng không có luôn thì làm gì có tiền mua xe sếp. Sao lạ vậy? Nó nói nào nghe, hồi sáng tôi gọi con tôi tới đây. Nó hẹn tới đây, nó kêu vô lửa xe đi, nó qua liền. Mà đi lo lụm ba cái chai, nó rớt cái điện thoại. Nó rớt mất tiêu luôn. Bây giờ tôi kêu, gọi kêu nó tới sớm chứ không mấy đêm mấy người này cứ nhìn tôi giống như tôi không có tiền của đây. Dạ cuối cùng nãy giờ sếp nói chuyện với mấy người kia, em có giới thiệu xe rồi. À vậy hả? Tao gấp. Thằng quỷ. Hả? Ba đi đâu? Ba đi đâu vậy? Con dặn bao nhiêu lần rồi, cứ ở nhà mà hưởng thụ thôi. Đi đâu mà để tiền, không ai coi nhà có cửa mà để tiền, cái đóng mà đóng rồi nè. Hẹn tao tới mày, người ta nhìn tao, người ta chửi bới sầm kìa. Để rồi, bây giờ xe hơi thì mua hai chiếc Mercedes rồi, giờ mua chi nữa? Trời ơi, cái xe đó, cái mùi nó trần, nó nắng vô đầu tao với bà chịu, có nổi đâu. Thì đi ruộng, đi ruộng thì đi xe máy cài được đâu, đi ruộng mà mày đặt rồi đi rôn rôi. Người lớn đang nói chuyện, ô cái gì đi chỗ khác đây. Không phải, em muốn xe cho anh. Cái này á, cái cửa hàng này á là tôi mua được luôn. Cho nên đừng nói chuyện xe cộ đây. Vậy không mấy anh mua luôn cửa hàng để em lấy doanh thu liền đi anh. À, mấy chú phụ qua xếp tiền cho nó đẹp lại coi chứ. Không mau qua bệnh tiếp đãi người ta đi. Cảm ơn chú nha.
Trời ơi, thiệt tình. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ mà mua thì mất công đem mấy chiếc xe này về, rồi không có chỗ để. Thôi mua luôn cái cửa hàng này đi. Trời ơi, rồi để xe ở đây, khi nào thích thì tới lấy chạy. Trời ơi, mày. Trời, cái gì mà dữ vậy? Vậy là ổn rồi, bữa nay là cửa hàng mình ổn hơn ở Vĩnh Long rồi đó. Bữa nay là ổn hơn ở Vĩnh Long, mua luôn cái tiệm của sếp luôn rồi, ổn hơn ở Vĩnh Long. Em ơi, không ai tăng lương tụi em gấp 10 lần nha. Ông anh mệt không? Mệt, bây giờ chạy giải lộn mệt quá. Ngồi đây đi ông anh. Ôi, tội nghiệp quá. Ai đây? Nắng thôi mà chị khổ quá vậy. Ba đi ạ. Tạp vụ ở đây hả? Cô vô đây cô mua xe mà ba con không có người thân lo, nãy giờ cô lo. Đúng cho rồi, ba chị. Con giữ nãy giờ không có ơi. Mày tao vô đây tao ngồi một mình ba chửi tao không á. Trời ơi, tội nghiệp ông quá rồi, má con đâu lo mà chửi vậy hả? Má, má con chia ra, ba đi mua xe, má đi mua máy bay. Cái gì vậy hả? Trời ơi, cái này sao mà giàu dữ vậy? Tưởng con không có má để cô về cô lo. Chú phụ chú ngồi đi chú. Cô thì ném về bà nội chứ má gì. À, trời ơi ông anh, mồ hôi mồ kê tao nó hả? Nó thấm thấy thương dễ sợ luôn á. Trời ơi, tội nghiệp quá luôn à. Cho tôi hỏi cho tôi. Sao chứ chú bà nhét cái gì vô trong họng tôi vậy bà nội? Để tôi đang lo cho anh. Trời ơi ông anh ơi. Cái tôi hỏi cái bao đựng rác hồi nãy đâu rồi? Cái bao đựng lo. Dạ con mang đi dục bao, cái bao đựng lo đâu rồi kìa. Cái gì vậy tự nhiên dục của người ta bấy. Trời ơi, mày giải quyết cho ba Giang. Giải quyết cái vụ này cho ba coi. Bây giờ ba muốn mua cái gì nữa, ba mua hết luôn cho rồi. Bây giờ tao nói tao chỉ muốn mua xe mà ở đây nó không chịu bán rồi, mày coi mày giải quyết cho trời ba đi. Có, hồi nãy kia chắc hiểu lầm. Bây giờ không bán đó. Thì mình xuống Vĩnh Long mình mua. Ôi, bình tĩnh đi. Cảm ơn. Nãy chắc là có hiểu lầm của nhân viên của tôi, là tôi sẽ thay mặt xin lỗi. Không. Bây giờ. Dạ ông chủ à, con thấy ở đây là không có hiểu lầm gì hết. Ông phải coi lại nhân viên của mình. Khách hàng là thượng đế. Đúng rồi. Đừng có nhìn bề ngoài của người ta như vậy mà coi thường người ta. Đúng. Ai cũng giống nhau hả? Hay quá. Xã hội này là công bằng. Giữ cục trời. Trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn anh. À. Em ở đây em làm công, em lãnh lương. Em lãnh lương theo cái công sức của em. Có lòng tự trọng. Cho hai cục. Theo con thấy là vậy. Đừng có nhìn cái vẻ bên ngoài của người ta như vậy mà khinh thường người ta. Đúng rồi. Họ đôi lúc họ không thích chân diện, cho nên là họ như thế này. Chắc có lẽ là những nhân viên của tôi là... Ê, ông chủ. Cái chủ, gì? Nhìn lại đi, tôi thấy phát hiện đây là tiền giả đâu, không phải tiền thiệt ông chủ ơi. Bà đi về liền. Giả hay thiệt có chuyện nó của người ta bà. Không phải tiền đi. Thiệt nè, trời ơi nè. Cứ nhìn nè. Dạ. Bây giờ bà đừng nói nữa, tôi cho ông nguyên cái gia tài. Tôi yêu cầu cô bước ra khỏi chỗ này. Đúng rồi đó. Ủa sao vậy? Tôi là bảo vệ ở đây. Đúng rồi. Người ta đang buôn bán. Cho bà đi ra đi. Thôi. Bây giờ vậy, bây giờ tới rồi. Tiền đã đem tới rồi, ba muốn thích chiếc nào thì mời vô chọn. Rồi, con mời, xin lỗi, mời vô chọn đi chú. Không ai chú mua hết luôn đi chú. Không, tôi là sẽ mua, tôi thích cái công ty Nam Long này lâu lắm rồi. Dạ. Tôi tới đây tôi sẽ mua. Chú ơi. Dạ. Theo con nghĩ là ở đây không thích hợp với chú đâu. Sao vậy? Bây giờ mặc dù là người ta có xin lỗi, nhưng mà tại vì chú có con chú cầm tiền lên người ta mới xin lỗi. Còn không á, người ta vẫn coi thường những đúng người gì ăn mặc bình thường như vậy. Rất là nhiều chỗ bán xe, con giới thiệu chú qua chỗ khác. Con cũng nghĩ luôn à, con có làm được đâu. Quá trời ơi, đi, qua đây mày phụ lắm tiền nè. Đâu rồi, thấy chưa? Không lại người hại tôi đâu, phụ lắm tiền xe. Mày đổ cái xe rồi, xe tôi rồi, lại đây. Trong cuộc sống này, đôi khi đừng nên nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Đó là một điều hoàn toàn sai lầm. Đây, đâu phải mặt đẹp vậy là giàu có đâu, đúng không? Đúng. Đâu phải nhìn đẹp trai là không bị bệnh tiểu đường đâu. Không. Hợp lý. Nói cho vui thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục tình huống tiếp theo để xem người chơi sẽ xử lý như thế nào. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Tiếp mục này là anh thích lắm. Bây giờ mình sẽ đi ăn tối. Ăn tối ăn tối với lại con gái. Cái cũ con gái là ở trên sân khấu thôi. Chứ bây giờ là giờ mình tham gia trò chơi. Còn cái chuyện sau đó mình không biết. Bây giờ chúng ta hãy nghiêm túc để chuẩn bị hóa thân vào cái nhân vật bị ăn buổi tối với lại nữ duyên viên trẻ đẹp Dương Cẩm Linh. Linh ơi, thấy cười gì đó chứ, cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi đó. Có lẽ Dương Cẩm Linh là một trong những nhân vật may mắn nhất
Khi ở mùa 1 trong vai con gái chủ quán đã tha hồ hành hạ khách mời, thì mùa 2 cũng như vậy, do biết trước kịch bản. À mà khoan, biết trước kịch bản vậy thôi, còn hành hạ được hay không thì phải chờ xem. Dương Cẩm Linh lần này thì tham gia Hội quán Tiếu Lâm không phải là cái hình ảnh của một cô gái mà nhí nha nhí nhảnh điệu đàn nữa, mà thay vào đó là một cái hình ảnh cũng đứng tuổi, là một vai của một người mẹ của Trường Giang. Và để chuẩn bị cho cái vai diễn này thì cũng Linh cũng được ekip hóa trang cho Linh già hơn. Vì cái đám cưới của thằng con trời đánh này thôi á, mà tôi phải chuẩn bị cả tháng trời, hết dây mượn nợ rồi tới mượn đầu trên xóm dưới. Chuẩn bị được cái áo coi bộ cũng được nè. Ủa rồi cái đám lô tô này không biết chừng nào nó tới nữa đây. Rầu quá. Cái gì mà chị? Trời ơi, tôi mừng quá. Trời ơi. Chị ơi, mừng quá. Làm gì mừng? Vô trời ơi, ngồi bàn chuyện làm cái gì hối ha hối hả? Tôi á, là tôi coi như là bao nhiêu tài sản của tôi á, tôi mới mướn cái mà một cái đội lô tô nổi tiếng ở trong cái xã. Đúng này rồi, đội nổi tiếng đó. Đội có hai đứa à? Hai đứa được rồi. Được, hai đứa mà áo đỏ đó, áo vàng là quá nổi rồi. Ổn luôn. Nói rồi. Chung là tôi hy vọng là cái đám cưới này á làm sao mà hoành tráng. Tôi cũng tiết kiệm cho bà lắm, tôi là bây giờ MC kim ca sĩ luôn, mày tăng mo là nhỏ này lên hát luôn. Ủa cái gì kỳ. Ủa rồi kim ca sĩ rồi nhỏ lên hát lại làm cái gì nữa? Thì lỡ mà đi toilet hay gì nhảy tôi hát cho. Ừ. Hai chương trình của hai mình à. Ok. Kệ, ở dưới quê người ta thích cái gì lạ. Bậy, bây giờ lòng đâu mà còn cái nữa bà nội. Cái gì? Bà chuẩn bị vô gì nữa? Nói nghe. Trời ơi. Nói nghe. Tôi quá à. Trời ơi, xuất sắc. Trời ơi. Wow. Gì bà hai? Cái này không phải là rụng lông nữa mà bây giờ bà muốn gì nữa? Rớt xuống một cái là có mình cái tay nhập hết chương trình. Trời ơi, ngày mai mà làm mà lỡ mà hàng xóm nó coi người ta cười chết. Bây giờ MC ca sĩ bây giờ lại nó dùng thì siết luôn hả? Đúng rồi, siết múa lửa gì đó giống như bữa coi bữa cái lô tô chơi ở chợ đó. Cái này giờ bây giờ đứng nè, bây giờ cởi ra vậy nha. Sao? Bà phải chỉ tôi đứng ở đây á hả? Không ấy gì chị làm thử trước đi. Rồi tôi đâu cái biết. Này mà chị. Tôi đi coi thấy mấy người diễn hay quá mới ham hố mới mượn tiền về muốn cái đoàn xiếc này về. Nhưng mà sao chị có cái này được? Phải đi đặt. À đi đặt. Sao? Trời đi kiếm tiền mà phải đi có mượn nợ đi tiền để mà đặt ra cho mấy người làm nó cho cái tiết mục nó hấp dẫn. Trời ơi. Bà kêu tôi đứng lên, tôi phải đứng lên cái té cắm đầu chắc chết tôi luôn á bà nội. Ôi cái gì ghê vậy trời. Bây giờ sao? Bây giờ vậy nè. Ví dụ giờ múa mâm thì được. Rồi, múa mâm cũng được, ví dụ như tiếng người ta tăng mo hay gì đó. Xin kính chào hai họ. Ngày hôm nay nhân lễ đám cưới của cô dâu và chú rể, đoàn xiếc lô tô của chúng em xin gửi tới một tiết mục có tên là múa mâm dập hết trái cây. Đó, vô nè. Vô. Lên đầu luôn nè. Đó, vô bài hát luôn nè. Nắng ấm tay dần là chơi sắp mưa. Nắng ấm tay dần rồi nắng ấm tay dần là chơi sắp mưa. Trời ơi, mày bỏ cái gì đâu nữa vậy? Được không? Được. Rồi lên đầu hết luôn nè. Lên mâm hết luôn nè. Rồi lên luôn nè, vô. Nắng ấm tay dần. Trời, nắng ấm tay dần. Trời, nắng ấm tay dần là chơi sắp mưa. Trời ơi, là trời. Biểu diễn gì kỳ vậy? Thôi bỏ cái chương trình này bà em, ơi, em, cho em, tôi em, hát chị, thôi. Em nghe chị trên số người có hàng trên cho cái hát lô tô với đọc lô tô được rồi. Thôi em mà bữa đó chị thấy em cũng hát hò vậy mà đi ra hát thử rồi tập. Bà yên tâm đi, bà tin sao? Tưởng ở cái đội ngũ hát tôi là được. Hát sao mà nó sung sung lên đó cho đám cưới người ta. Ừ, cho anh người ta hát ngon lên. Giờ chị muốn em hát. Bữa hổm em cũng tập vợt mấy bài gì hay lắm á. Có em. Thí dụ này cầm mi vô đi ra hát cho nó vui. Thì mình muốn gấp vui hơn thì okay. Múa ra múa vậy đi. Vậy giờ em sẽ hát một bài mà sung sung lên đó nha. Có vừa hát chú rể mà liên quan tới ba má của dâu chú rể luôn. Hay quá trời luôn. Bằng lòng đi em anh về quê hương quá lên liền. Hay quá trời luôn. Ngày mai đám
thôi. Ở dưới quê á, là người ta, tôi thấy là hình như người ta không thích nhạc sung đâu. Sao cho chị ba gai, chị mới nói hát nhạc sung vậy? Sung như nó vui đám cưới, phải sung mới vui chứ đám cưới ai buồn. Hát cải lương, ở dưới quê là người ta thích hát cải lương. Cải lương cài nghề của anh kìa. Không, em hát đi mới được. Bữa tôi thấy hát đàng hoàng. Em bắt em ra cải thì em lãnh lương thì được chứ không hát cải lương. Phải hát cải lương, trời ơi tôi thê má về đây má dạ, hát chứ đâu phải ơi. Là má ra má cải. Trời ơi mấy nay mình ế xô quá chứ hát cải lương đi. Hai đứa em hát đối thoại được không? Hát đối thoại là làm sao? Là hai đứa hát cũng hát cải lương mà phải có hai đứa chị em diễn tập thoại cũng được. Là hai người hát cải lương chung nhau. Ừ đúng rồi. Được. Lan và Điệp hay là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài cũng được, cũng hai người. Rồi dừng. Ai kêu? Điệp, Điệp tới đây làm gì? Điệp tới đây tìm Lan. Tình yêu chúng ta đã tan vỡ từ lâu rồi. Tại sao Lan lại nói như vậy? Chứ bây giờ nói sao về kịch bản thôi vậy? Tao biết gì đâu diễn cương đi bà nội ơi. Hát cải lương. Trời ơi. Điệp ơi, mai lên trưởng thành đội nhà xe ngực lỡ vô. À Điệp ơi, ngày mai lên chốn thành đô nhà xe hoa rực rỡ. Hay quá. Xin anh đừng quên bến đò xưa nơi con sông nhỏ chốn quê xưa em đang dò gió mong chờ. Được rồi đó. Hả? Hết rồi. À thầy kêu vô rồi, ngày mai tới giật chuông kiếp nha. À, ok. Hết tuồng mà nội ơi. Bắt kẻ lương biết tuồng chứ mà. Rồi tôi biết rồi đó, cái đám cưới ngày mai nó có kết quả làm sao rồi đó. Chuẩn bị tới đâu rồi? Là chị tới đâu rồi chị? Bây giờ mọi chuyện là thủ tục là sửa sàng xong hết chưa? À, em vô em nấu ăn rồi em sửa sàng rồi, à, rồi mấy mà. Đồ cưới cho chị chứ. Cảm ơn chị. À, bị bây giờ rồi. Em sẽ đem thức ăn lên để dọn ở đây để coi mọi người thử coi nhìn cái món em chuẩn bị có được không. Sao đó chị vậy? Chuyện đó để em, chị ngồi đây đi, để em, chị ngồi đó. Cái ba cái chuyện bếp núc mà để em mà chứ. Bởi vậy á, nó thiệt có cái bà hàng xóm này cũng tốt bụng ghê á. Có đám tiệc gì á là bà qua bà phụ à. Hay quá ha. Chị yên tâm đi, trời đám cưới xin nổi tách bành. Đây cái nè. Gì vậy, bà? Trời ơi, tôi là tôi chơi sang lắm. Tôi hả, tôi mượn tiền và tôi mua bia. Bia bao size. Cái hiệu của nó là bia bao size. Bao size luôn. Trời cái gì vậy? Giờ sao? Đi bay đó, đây là bia là không biết bao giờ em chút xí đi. Ôi trời. Nói thiệt cho đúng à, thì cái món gà nó ngon thiệt là ngon. Chị thấy không, con gà thấy không? Tụi em là luộc hết sẵn mà tao nói hả? Cái trứng gà là cái món mà ngon nhất ở trong con gà. À có con có trứng gà đó không? Một cái con gà đừng nói có. Chị ơi. Luộc hai cái trứng. Mà này nó có bốn cái trứng nào không nhìn ra nè. Cái này phải ăn chứ. Chứ không phải để ăn nè, hai trứng ngon không? Mà không, cái này ông ăn rồi. Không mà thiệt tình thì mà ăn đồng chia đủ rồi chứ. Để hết đi, ra đi cái này. Trời ơi công nhận. Trời cái ơi. Món mà bà chủ bà vô thử á, à đó, ngon. Trời làm cái gì vậy? Vui quá. Tôi chưa cho khách cửa gì hết, qua đây tự nhiên ăn nói vậy đó. Tôi ăn thử. Ở dưới còn cả ngàn dĩa nữa. Trời ơi vui quá trời luôn á trời. Ngon à. Ăn ngon á. Để tôi ăn cái đũa. Chị sao mất cái mề rồi? Đây nè, tôi ăn ở trong bếp rồi bà ơi. Lấy ra mừng luôn. Hay quá trời. Rồi mấy em ăn cái nước nha bà ơi. Quá trời. Trời ơi. Cái gì? Vụ gì? Chị qua nhà tôi mới có chút xíu gì đó, chị luôn chị phụ tôi. Mà chị ăn hết sạch đó thì ngày mai lấy dâu tôi đãi con tôi. Mà sao? Trời đất ơi. Sao anh qua trễ quá vậy? Tôi qua đây nè, tôi có công chuyện. Trời ơi, ăn uống sai xưa hết trơn hết trời rồi. Mấy đứa nhỏ ở nhà không có ăn. Trời ơi là trời. Cái đám cưới của con tôi mà toàn là gặp cao thủ ở nhà này không à. Không bà chị nữa. Ăn uống gì chị yên nổi. Còn gì nữa không? Cho con luôn đi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Lấy mấy cái ly.
Ủa anh ơi, lấy mấy cái ly. Anh ơi, thôi bây giờ này nè. Em biết là anh Bốn á là mê ca nhạc, mê nhảy múa nhất cái đống làng này. Má ơi, cái đó má. Nha mà về kìa. Rồi, nó cưới rồi chứ nha. Lấy cưới rồi, có không? Má, con nói là con không muốn lấy vợ mà, con chỉ muốn ở với má thôi. Ôi trời ơi. Thôi mẹ ơi, cái thằng trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Thôi ngồi đi. Tôi nói nghe nè, bây giờ á, má mày quyết định rồi. Đó. Phải hoành tráng lên cho xóm người ta sợ chứ, thấy ông hoành tráng hết trơn hà. Trời, bởi đồn chứ hoành tráng hả? Bây giờ đang tính bằng lắm với má mày nè, coi hoành tráng cỡ nào. Còn... Bây giờ tôi á, tôi tính vậy nè. Thì tôi thấy cái đội này á là cái đội lô tô, hát với lại nhảy múa xiếc gì đó rất là hay. Mời đấy. mời chương trình lớn, mời nghệ sĩ về biểu diễn đi, mời lô tô chơi vậy. Mời quầy lên đi. Mời quầy lên tiền đâu trả mày. Đúng rồi, đâu nó đâu có tiền à. Mày không nghe báo đăng hả, nó 200-300 triệu xô đó mày. Cái tỷ bạc xô đó. Dễ ăn quá. Má mày nghèo mà. Mời xô mấy tỷ, má mày bán mấy cây xào ruộng cũng đủ nữa. Chơi nhiều đi. Trời ơi, bây giờ coi cái chơi ít đi. Người con khúc gã được đi là may lắm rồi. Thôi bây giờ đó, anh Bốn nói quá rồi, bây giờ anh Bốn làm thử. Trời ơi, anh Chính anh Tư hả? À. Trời ơi, tôi đi tôi làm hộ khẩu rồi. Mẹ có gì mà ngồi chơi. Đi đòi nợ đó là không có nhớ tên thứ ai vậy. Ngồi chơi. Nè. Hả? Nè. Tôi qua đây là gặp anh hỏi thăm anh có vụ tiền mượn bữa trước làm đám cưới cho thằng cháu anh tháng trước á. Mượn tôi 20 triệu đó giờ sao? Lâu quá rồi không trả. Cái vụ mà đám cưới thằng cháu tôi à? Ừ. Trời ơi anh ơi. Bữa đó anh làm hoành tráng lắm mà. Tôi nó khổ tâm dữ lắm. Đó, ừ. Nó là cháu của tôi. Ừ. Đó, anh tới đòi cha mẹ nó mất mới đòi tôi. Trời ơi, thì anh nói anh mượn tiền anh nói tôi đúng không? Không có mượn à. Giấy tờ đâu? Trời ơi, giấy tờ tôi để nhà rồi. Giấy tờ để nhà, đem giấy tờ qua đây. Đây nè. Nó có cha có mẹ mất mới đi đòi người bà con. Mà chú là ai mà chú vô nhà chú đây chú nói chuyện ông trùm như vậy? À. Chú là bạn của chú Tư. Chú bạn ông qua nhà ông nói chuyện đi. Gia đình ta đang bàn đám cưới xôn xao ở đây vô tới đòi nợ. Đây nè, bây giờ nè. Cái vụ đó đi trả vụ đó vụ nào? Cái vụ đó là vụ vụ tiền đó, trả đi nè. Ông này ông vui lắm nha, đám cưới là ông có cái đặc biệt của ông á, mỗi lần đám cưới là có nhạc là ông nhảy dữ lắm. Đây nè, bây giờ đám chuyện sách đám cưới phải không? Đúng rồi nè, đây nghe đây còn đồ mã chứ đám cưới nào mà. Thôi, tôi biết tánh anh mà, anh vui mà. Tôi nói anh nghe. Tôi với anh quen nhau là từ cái lúc ở trên huyện mình á tổ chức chương trình văn nghệ cho mấy người cao tuổi. Ừ. Tôi lên tôi thấy anh nhảy giỏi quá cho nên tôi mới bái anh làm sư phụ. Bây giờ anh nhảy lại đi, tôi nhảy theo anh. Bậy, mở nhà đi bậy, mở nhà đi mày. Mở nhà. Nhảy đi. Hốt đi. Nhạc gì đó? Hốt đi, đừng hỏi. Hay quá trời trời nghe nhạc. Nhạc mày không nhảy nổi hả? Lớn lên mới được. Lên coi. Dạ. Còn có nhạc nó lên tự nhiên cái tôi muốn quẩy liền vậy đó trời. Thôi có anh quay quá. Đây là đâu? Đây là đâu? Chị thấy hay không? Hay. Chị thấy hay không? Hay. Tôi thấy Chị thấy anh nhảy hay không? Tôi thấy ra nó muốn sập đất rồi nhưng mà ổng cũng chịu khó ổng xoay. Biết anh nhảy biết hay rồi, không? Nhưng mà chị thấy nhảy hay không? Rồi hay. Đó, thầy tôi sao tôi vậy đó. Khỏi mấy công thử. Đó là đám cưới thử. Ông này. Nào đám cưới rồi mình nhảy chứ bây giờ chưa cưới mà nhảy chi? Thì hàng xóm láng giềng bây giờ cũng như coi như cái đêm cuối này ngày mai tống cái thằng con nó đi rồi. Ôi trời ơi, gả nó đi. Trời con nó là tống trong cái đó. Con suốt đời chỉ muốn ở với má thôi. Trời thì anh phải làm cái gì đó cho nó vui nhà vui cửa. Chẳng lẽ giờ anh muốn tôi làm? À chị làm đi. Anh muốn tôi làm à? Đúng rồi, ngày mai đám cưới phải có tiết mục của anh muốn tôi làm à? Hay là anh thương tôi anh? Thôi thôi, tội nghiệp chị, tôi biết. Tội nghiệp chị. Bây giờ tôi nói chị nghe nè. Mình có nhiều á, mình làm nhiều á, bà con trong xóm người có gà, người có vịt đồ này nọ đem tới phụ chị á, hát hò thì cây nhà lá vườn á, anh em tụi tôi súng tới hát trong xóm trong làng hát cho vui. Chị đem chị trả cái số nợ đó đi.
được không? Anh nói vậy thì tôi yên tâm. Nhưng mà tao chỉ muốn suốt đời ở bên má thôi. Có nghe chưa? Mẹ ơi. Cưới về mày cũng ở bên má mày chứ mày ở với ai? Đúng rồi. Ủa chứ mày gì? À chứ mày đâu ở riêng đâu. Mày đâu có ở riêng đâu. Bây giờ sao đó? Nhưng mà sau này là mày ôm là mày ôm Phương chứ mày không có ôm má mày nữa. Đấy rồi. Bà. Trời đất ơi, nhà này nhà tôi mà bà cục tác cái gì thì bên đây vậy? Trời ơi, thì tôi biết là nhà bà, nhưng mà tại vì cái đàn gà nhà tôi nó chạy, nó đi ăn, phải đứng tôi cho nó ăn. Ồ, bà biết đàn gà của bà chạy đi chơi hả? Có ai không? Mần cái hàng rào mà mần có một chút ép vậy hà, muốn đi ngang qua cũng được là sao hả? Bà có biết một cái vấn đề rất là nan giải không? Vụ gì nữa? Là nhà tôi kế bên nhà bà. Thì đúng rồi, thì hai tụi mình là gần nhau. Ừ, mà nhà bà ở trên cao hơn nhà tôi. Mà nhà bà giàu hơn nhà tôi, bà nuôi tùm lum con gì bà cũng nuôi. Mà bà có biết là tôi ở dưới nhà bà, cho nên là hễ mà phân nè, rồi mùi nè, bất cứ một cái gì ở nhà bà là nó tràn qua nhà tôi hết không? Bà nói thì tôi nghe, ai cũng tưởng là tôi nuôi súc vật tôi sai. Chứ bà nghĩ đi, chồng bà kìa, lấy bà về, lấy con vợ đã xấu rồi nhà còn nuôi nguyên bầy cá sấu nữa. Bà, cái nhà bà nuôi cá sấu, nên là nó mới thúi. Tôi nuôi gà là không bao giờ thúi, nuôi chó là không bao giờ thúi. Ở đâu ra mà bà nói là nuôi gà mà không thúi? Má! Mi! Con! Không có má con gì hết á. Bây giờ em phải đóng đúng vai trò của em. Ừ đúng rồi, em lúc nào cũng công tâm, người công tâm nhất cái xã em này. Em là người công tâm nhất cái xã này đúng không? Giờ chị với mẹ em đang vướng bận cái vấn đề gì? Cái vấn đề là chủ yếu là nhà em bây giờ muốn nuôi cái gì thì nuôi, làm ơn nó đừng nói có đó. Là hả? Cái nhà mình nuôi gà, nuôi heo, nuôi chó làm ô nhiễm môi đúng trường, là làm ô nhà nó, mất vệ sinh. Bây giờ là chê cái vụ là không biết mùi thuốc xuất phát từ đâu. Thứ bây giờ em... không, con giải quyết cho má cái vụ này là ai là người làm cho cái xóm này nó ô nhiễm. Má là má thấy không rồi đó. Thì bây giờ đây con giải thích. Thứ nhất rồi là nhà em là coi như là có em làm không cán bộ. Khoan, trước khi mà em giải thích như vậy đi. Đứng như vậy cái người ta mất công, em mà lỡ mà có xử mà cho chị Hơn á thì người ta cũng suy nghĩ rằng là tại vì rồi, vậy. Đúng rồi, ok em đứng này cho em đứng vậy đi. Rồi bây giờ á, thứ nhất là nhà em là như chị nói là nhà giàu, có ăn có học đàng hoàng. Thứ hai nữa em làm cán bộ nè, thì không thể nào em để cho nhà em mà nó có một cái mùi hôi nào mà làm cái ảnh hưởng tới xóm làng của mình hết. Đúng không chị? Rồi chị rồi nha, chính xác rồi nha. Vậy thì không xuất phát từ nhà em thì chắc chắn là ai chị mày đúng mày quá. Ôi cho nó bớt. Cái gì vậy? Cho nó bớt mình có khế ăn. Mọi người làm cái gì vậy? Chơi trò chơi trò trái cây à? Không có, đang tụi tôi đang nói chuyện với nhau. Chị đứng dậy. Vậy đứng dậy. Vậy luôn, ra đây luôn. Đứng dậy. Tôi bức xúc quá. Anh, bây giờ Tôi mới là người bức xúc nè. Sao bức xúc vụ gì? Tôi đang nằm ở nhà ngủ, không có chuyện gì xảy ra hết. Bà con hàng xóm ngồi ở trên ủy ban kêu tôi phải nằng nặc ra đây nè, đi ra đây để giải quyết vụ này. Anh chị, hai chị giải thích, ba người để giải thích tại sao ở hai nhà của anh chị có mùi túi nổi tiếng nhất thơm. Mùi gì? Nó túi tập trung bây giờ người ta ngủ không được, ăn cũng không được. Coi như hai nhà chỉ là túi bây giờ ảnh hưởng xung quanh rồi, giải thích tôi tại sao túi quá vậy. Đây bây giờ em nói cho anh nghe là bây giờ anh phải xác định được là bây cái giờ mùi... vậy nè. Thì đó thì tôi cũng là đang đi tìm ngọn ngành là cái nguồn nước như thế nào mà tại sao là hai nhà nó chia sẻ nhau mùi này túi, bên đây cũng túi. Nhà em gộp lại túi. Bây giờ nguyên sớm gọi là túi quắc luôn. Bây giờ là mình phải có lý do tại sao nuôi cá sấu rồi thúi. Nuôi cá sấu làm sao mà thúi được? Phải là những cái loại rác thải mà từ những cái loại gia súc gia cầm mới thúi. Ai mà nói là nuôi cá sấu mà thúi, cái chuyện đó là chuyện vô lý lắm, đúng không? Không, có một phần. Nhà em là nhà này thì nuôi thôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy mà hai dì cháu mày cứ la nhau hoài vậy? Bữa hôm tao đã nói với thằng Tài rồi, bên nhà mày á. Thằng Tài là thằng nào? Chồng mày chứ thằng nào? Trời đất ơi, chồng nó trời ơi, nhớ. Đây nè, tao nói mày nghe, mày ra đây. Chú đã nói rồi, bên nhà con á cũng chăn nuôi, bên nhà chú cũng có chăn nuôi. Bây giờ bà con lối xóm ai cũng nói hết trơn hết trọi. Bây giờ tao nghĩ vậy nè. Dạ. Ông bà mình có câu ruộng thì nương, giường thì tược. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Tối lửa tắt đèn có nhau.
Dạ. Bây giờ chồng mày nó đi làm xa. Dạ. À, mình mày ở nhà, trái gió trở trời mày kêu gì mày qua, thiếp mày qua. Có cái gì ngay nào cũng cãi lộn tôi chứ. Mà cái này con mình cũng vậy. Mà cái chuyện thúi nó đơn giản. Tại đi. Có cái chuyện thúi nói hoài. Thúi là bà thúi đó. Nói vừa. Đây cũng thúi nè. Hai người là thúi não hết rồi. Bây giờ bà con người ta ai cũng nói hết trơn hết trọi. Mà tôi là biết được cái thông tin là vậy nè, là bà con hàng xóm nó hai người này ghét nhau, và cái đường mà đường cống này mà cái để cái nguồn nước thải đó nó thoát ra cái chỗ khác, còn thoát ra sông hay là cái nguồn nước thải nó thải đâu, hai nhà sao mà ứ nguồn của nhau, bởi vậy cái mùi thúi mà nó dồn ở đây mỗi người dồn làm ra nguyên một cái xóm người ta khó chịu. Tôi biết rồi, tôi đã nói bà bao nhiêu lần rồi, làm gì thì làm. À, bây giờ mình cứ cho hết cái nước thải đó xuống cái hầm đó, rồi mình làm dùng cái hầm đó mình làm biogas, để mình dùng ga đó mình coi ở trên mạng, trên đồ này nọ, trên tivi rồi người ta chỉ quá trời, nói bà một hai bà không chịu thì tôi đâu có biết đâu. Nói hoài con như vậy. Dạ. Chú không phải binh bả, đây có cái hàng rào đây không, ăn rồi cứ phá xuống rồi lấn lên lấn xuống lấn qua lấn lại. Tất đất hai tất đất ăn thua gì? À, dạ dạ. Ai ăn hiếp vợ tôi? Lộn ơi, từ từ, chú. Bây giờ có tin là tôi quất là. Trời ơi. Té. Trời ơi, đâu vậy? Đâu nhậu thiểm vậy? Cái gì vậy? Ai ăn hiếp vợ tôi? Thôi đi mẹ ơi. Không được cái gì. Đây. Trời ơi. Đây nè, tao không ăn hiếp vợ mày à. Tao dạ, đánh mày nè. Tao nói cho mày nghe nha, con vợ mày á, nó đầu tắt mặt tối lo cho cái gia đình này. Dạ. Tại sao mày ăn rồi mày ăn nhậu hoài vậy? Mày ăn nhậu hoài vậy hả? Chú con xin chú đừng đánh chồng con nữa, tội nghiệp. Đánh con vợ tôi đi, đừng đánh tôi. Trời đất ơi. Trời ơi. Mày qua đây. Mày cứ điểm đi, để em đó. Dạ. Chú nói cho mày biết, dù gì đi nữa nó cũng là bà con xa với chú. Dạ. Nhưng cũng còn trong dòng họ máu mủ. Tao mà không dạy đó nha, thì dòng họ này á, người ta chửi trên đầu. Sao mày ngu trời vậy ơi, hả? Tao nha. Đau rồi mày làm gì tao? Đau rồi mày làm gì tao? Nhậu bê tha. Đau rồi mày làm gì tao? Đau nha. Đau nha. Mày sai mày xỉn mà tao biết. Tao quánh mày mà mày còn biết đau nghe, là tao quánh cho mày nghe đau rồi mày hết. Suốt ngày ăn nhậu. Trong khi đó con vợ mày à, mày coi nè, ngày nó mày rước nó về á, nó đẹp đẽ biết bao nhiêu, bây giờ quần áo không ra quần áo, đầu bù tóc rối, còn mày ăn đồ nhậu nhẹt quay. Trời. Cái gia đình mà có một đứa như mày vậy á, chừng nào mới cái xã hội này mới khá được. Đúng. Chú tao. Cái gì? Mày cãi hả? Chúa trùm. Trời ơi. Đâu rồi? Chú nói mày nghe. Dạ. Bây giờ á, thằng chồng mày á, nó hư đốn như vậy, con ở nhà bao nhiêu công chuyện con bằng hết, bà cũng vậy. Đáng lý ra bà là đàn bà, với bà lớn á, bà phải sao bà phải chỉ cho cháu nó, an ủi cháu nó, chứ sao mà ăn rồi cứ gây lộn hoài vậy? Đâu rồi, gây lộn hoài. Tôi nói cho ông là lúc đầu tôi về đây tôi cũng lo cho nó, anh kiếm chuyện tôi hoài. Chuyện gì mà tụ tập đông đủ ở đây vậy hả? Nhà tôi mất mới không tụ tập đông đủ. Đây nhà tôi mà, đứng né qua. Phải không? Đây nhà tôi. Dạ, ở nhà bển. Bên này nhà bên con. Bên kia cán bộ xã. Dạ. Nhà tôi, tôi về nhà tôi. Anh đi về lẹ. Mày nó bị tàn tật hả? Dạ không. Chào. Cái gì? Anh có kiểu điên của anh, kệ anh đi chứ. Dạ. Trời ơi, chuyện quá nhiều. Tại sao mà là bà con hàng xóm với nhau tối ngày gây lộn hoài vậy hả? Ông là ai vậy? Ông này vậy? Cái gì? Ông là ai vậy? Không cần biết. Trời ơi, không biết sao tôi tại biết. Sao giờ này còn ở đây? Trời ơi, nhà tôi ở. Nhà ta ở, mắc mới vậy ông ở đây vậy? Tại sao không lên xã? Tự nhiên xã là thông báo của một cái loại giống lúa mới về để trồng trọt, hiểu chưa?
Con tôi nó làm trên xã, nó về nó thông báo được rồi, mắc mớ tôi lên chi? Thông báo chưa? Dạ rồi. Con thông báo rồi. Rồi ông vô đây chi? Tôi lại không cần quan tâm. Trời vậy ơi. Vậy mắc mớ tụi tôi phải quan tâm ông. Trời ơi. Quê tôi nhắc nhở. Vô đây, vô đây. Mình tập trung vô đây. Để ông đứng, dạ, ông nhắc, dạ. Mình ông đi. Bây giờ mình nói riêng phần của mình, dạ. Ông đứng ngoài kia. Ông không phải gia đình này, ông đứng ngoài kia. Đó, đó. Ông mắc mới tụi tôi quan tâm không? Vô đây, dạ, dạ, dạ. Tiếp tục nói chuyện. À, mình vô đây mình. Từ mình... nay trở đi có, dạ, chuyện gì con cứ nói với chú. Dạ. Thiếm bay nhiều khi bà nóng nảy. Đưa ông ra ngoài. Đưa ông ra ngoài. Không quan tâm mà. Ê đây. Đúng tôi muốn nghe. Muốn nghe. Con phải muốn làm gì thì làm. Tụi mình như mường tượng là mới vừa treo một cái gì tìm người lạc ở trên xã mình là cái gương mặt này đúng không? Giống giống à. Tôi nghi nghi rồi. Tôi nói chuyện đi. Tôi đứng đây tôi nghe. Trời ơi là trời. Thôi, tao nói rồi. Dạ. Từ nay trở đi á, vì cái môi trường của cái xã này. Dạ. Đó, rồi vì cái tình hàng xóm láng giềng, rồi còn cộng thêm cái bà con xa nữa. Tất cả mọi người phải sống á, phải đều có cái chuyện gì á phải giải quyết trong ôn hòa, không có gây gỗ nhau nữa. Đúng rồi, dạ. Mình phải quen, mình phải giải quyết ôn hòa, mình phải thân nhau mới có bạn nhậu chứ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nhậu không? Khuyên à, chồng của chị lại đi. Trời ơi, cứ suốt ngày đang nhậu kiểu gì hoài, sao làm ăn gì cứ. Đúng chị rồi. Cũng khổ chị nữa. Không có làm ăn gì được luôn. Chú Tư, con nói thiệt chú Tư chứ bây giờ phận con là con lo hết cái việc ở trong nhà rồi, chứ còn ảnh vậy giờ con biết sao khuyên nữa. Chú có cách nào mới khuyên chứ, giờ con khổ. Thôi được rồi, bây giờ chú như cha, tao sẽ có trách nhiệm tao khuyên nhủ nó. Dạ. Còn con á, mỗi người mỗi số, mà mày gánh vác được gia đình như vậy á là mày á là người phụ nữ giỏi rồi. Dạ. À, thôi ráng cố gắng đi con. Dạ. À, rồi chú khuyên nó từ từ. Dạ. Mà, cha, gia đình người ta nói chuyện ông tôi đây, ông đứng ông nghe vậy. Không cần quan tâm. Không chưa. Kệ tôi, gia đình tôi không cần quan tâm. Gia đình ta chưa xong mà. Chưa xong thì tôi chưa có đi về được. À. Thôi vậy nghe không? Từ nay trở đi có chuyện gì cứ nói với chú. Dạ. Thôi vô lo cơm nước đi. Để tôi là. Thôi đi vô đi. Đừng ai quan tâm ổng là được. Đi lên, đi lên giải quyết. Có một cái kế hoạch chồng tròn mới. Em Trang sẽ nói. Chưa xong đi nghe vậy. Ủa gì vậy? Tôi chưa hỏi mà. Biết trạm y tế đâu không? Trải qua mỗi tình huống là mỗi vấn đề căng thẳng xảy ra, thấy không? Đó, ở dưới quê là vậy, phải có chòm xóm láng giềng, phải có tình hàng xóm láng giềng thì mới sống bền lâu được, có phải sống một ngày một bữa. Phải sống có bà con hàng xóm thì mới lo cho nhau được. Rồi mình còn phải hỗ trợ lẫn nhau đêm hôm tắt đèn. Nói cho mình có những vật trong xóm nó cũng nguy hiểm. Đó, nói cho bây giờ chúng ta tiếp tục tình huống tiếp theo để xem cái người chơi sẽ xử lý như thế nào. Ông lại. À, tao đứng đó đi. Và bây giờ buổi trưa thừa mình dùng bữa với ai đây? Hoàng Phi. Nhân vật vừa hơi nguy hiểm nè. Từ cái bề ngoài đi trong rất là nguy hiểm, linh nhìn lúc nào cũng là hơi kỳ kỳ. Chắc chắn là cái đầu không có đơn giản. Chúng ta hãy cùng chờ xem có đơn giản hay là không. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Từng gây được tiếng vang khi xử lý những tình huống hài tương tác một cách khéo léo, tinh tế. Lần đến với Hội Quán Thiếu Lâm này, có lẽ Hoàng Phi sẽ khiến mọi người phải dè chừng. Phi sẽ đưa một ông già rất là giàu có dưới quê lên Sài Gòn để mua xe. Thì Phi sẽ mặt ngoài này đủ chuyện hết về vấn đề mua xe của mình. Và sẽ có thêm một vài vị khách nữa xuất hiện trong đó. Ngoài ra thì Phi còn biết thêm là hỗ trợ cho Phi đó chính là chị Giang. Chị Giang sẽ vô vai con trai, ăn mặc rất sạch sẽ chứ không phải là ăn mặc quê mùa cho Phi bây giờ. Dù là sẽ có những cái tình huống này. Vậy đi, để đi, tôi lại cho con, vợ con, không ôm má nữa. Thôi vậy đi nha. Cha làm mẹ đó, cưng chiều con quá đó. Từ khi nó xảy ra nhiều chuyện,
sao muốn vô thằng con mình nó là đám cưới lớn để đi mượn tiền làm không có nên. Không được. Ai nói chung là có nhiều thì sống sao, bà con quê mà có sao sống vậy người đúng ơi. Rồi bà con mình lúc nào cũng là sẵn sàng là giúp đỡ lắm nha. Đây bây giờ mình sẽ coi một cái đám cưới nữa nè. Có được hả? Có chứ, sao không, nó xảy ra như thế nào nè. Tiếu Lâm Hội, ba khách mời họp lại để đấu với chủ nhà của Hồ Quán Tiếu Lâm. Chúng ta hãy chờ xem tình huống gì xảy ra ngay sau đây. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Dậy đi. Dậy làm gì? Dậy đi ăn khuya. Thôi ăn khuya mập lắm. Nhiều người ăn đâu phải mình ăn đâu, có con gái anh nữa. Ờ thấy chưa? Có ăn vậy thì đi. Đang lo đi đâu vậy? Nghe gái đẹp rồi. Đi đâu đi đâu? Tiếu Lâm Hội để cùng ăn với lại Dương Cẩm Linh, Hoàng Phi và Mai Phương. Tình huống như thế nào và phản ứng ra sao, vượt qua như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Bỏ con Phi nhà được không? Không được. Anh biết phải có trai có gái có đời mới vui. Hôm nay vui quá là vui. Ta đã gù được một ông đã cưới ta rồi. Trời ơi vui quá là. Trời ơi, đừng có nói là tôi là ế nha. Tôi là đắt lắm. Trời ơi. Chào tụi con. Chào bà. Ai là sếp của đây? Dạ đây. Dạ tôi xin tự giới thiệu. Tôi là giám đốc công ty chuyên tổ chức sự kiện event. Vậy đó hả? Dạ. Đây là ai? Đây á là đầu bếp 5 sao của ekip chúng tôi. Và hân hạnh giới thiệu, đây là DJ nổi tiếng. Và DJ có nghĩa là chắc là ở dưới quê người ta không có hiểu DJ chắc là gì đâu. Có nghĩa là người phục vụ âm nhạc. Là sao cũng có hiểu à? Tôi với này nói chung là đám cưới rồi ở dưới quê là tổ chức phải linh đình dữ lắm. Thường á là người ta đám cưới là ta tổ chức ở nhà hàng 5 sao. Bác nhớ là coi trên báo mạng là thấy là có cái hồ bơi. Nhà bác thì đặc điểm là hồ bơi cũng có. Có cái ao ở trước. Rồi tụi con sao thiết kế làm sao mà tổ chức đám cưới quanh cái ao vậy đó. Khách khứa chơi bời quanh cái ao vui lắm à. Tôi thấy cái ý kiến này hay. Là bởi vì bây giờ thay vì nấu ăn bình thường thì em tổ chức phát cho mỗi người một cái cần câu. Ai câu được cá thì nấu món đó liền. Thôi giờ ăn cá bỏ rồi, không ăn cá nữa. Không cái ao mà, ở đây mình ăn miếng Tây đâu phải miền Trung đâu. Được rồi. Mình phải mang đồ ăn xuống. Anh lấy hả? Má sau này nhà cô mình đông quá vậy? Giới thiệu với mấy con. Đây là con trai bác. Là một đứa con trai cao to, dạm dở, đẹp nhất cái làng này. Thất nghiệp. Cái này là dùng biện pháp nói quá đúng không? Cái tướng anh bỏng lét kìa. Mà sao vụ gì vậy? Đây nè, má mời cái nhóm này công ty xuống đây. Người ta làm một cái sự kiện để chuẩn bị cho cái đám cưới của má. Trời ơi, má đám cưới luôn hả? Trời lại luôn hả? Cái đâu mà ở không hoài được mình làm sự kiện sao sao trời con khoái con ham vui nó vui lắm. Cái này là cái cô này là cổ là giám đốc công ty sự kiện. Đúng rồi, tôi là chuyên đây là nhà sự kiện. Cái đầu bếp được biết. Cái kỳ vậy là cái gì vậy? Tay ở trên thành phố hay chào vậy đúng không? Cậu này ai? Tôi phải hỏi đầu bếp. Nhỏ này đầu bếp. Ơ hạnh được biết. Trời ơi, mình tay chút xíu đi mà. Cho nó ôm cái đi con. Tôi coi phim á, gì đâu. Đó. Thấy hạnh được biết. Ok rồi, đến cái gì anh? Mày vô đây, mày vô đây. Đập tay nè, đập tay nè. Mày đâu? Hay quá, đi à. Ôi em gái tôi, ôi ở đây vui lắm. Má đang quy tụ nguyên vàng về tổ chức gì nè. Giới thiệu gì đi. Má điên quá trời người vậy. Má sao? Gì con? Sao tự nhiên anh hai nói con là hôm nay má kêu anh em con về gì làm gì vậy? Đám cưới má. Trời ơi.
Má giờ ông nào xấu số hốt má vậy? Trời ơi, xấu số gì, người ta lấy má là cái phước, người ta tu chính kiếp người ta lấy được má cho con nghĩ sao vậy? Nãy giờ là chưa có bàn gì vậy? Vô vấn đề đi, vô vấn đề, vô vấn đề. Nhà tôi đây nè, đây, đó không? Rồi chị nói gì vậy? Bây giờ anh chị nghĩ là sự kiện event làm sao cho nó linh đình long trọng. Sao nè, cô có cảm thấy đồng ý với lại trưởng đầu bếp của con đưa ra cái ý kiến là nhà cô có cái ao thì mình phải có cần câu và ăn cá ở dưới sông? Không, cá dưới sông cô giờ còn có mấy con à, ăn sao được? Không thể. Ai vậy? Sự kiện hả? Ai vậy? Có cái gì vậy? À, xin giới thiệu với mọi người, đây là anh xã tương lai của tôi. Người đàn ông không phải chú. Ủa chứ bữa nay tập trung đây chi đông dữ vậy? Khách bà mời Sài Gòn vậy hả? Trời ơi, khách trên Sài Gòn nè, về đây là bàn cái event là chuẩn bị đám cưới tụi mình đó. Nói chung là gì cái đám cưới của gì tương lai hai vợ chồng tôi mà phải làm một cái đám cưới rất là hoành tráng. Rồi, vô đây ngồi. Bây giờ về cái phần lễ nó khác, về cái phần hội nó khác. Bây giờ cô cho tôi biết là về phần lễ sao? Bây giờ có cái ao đó, bây giờ cậu này làm gì? Dạ. Cậu này làm gì? DJ. À rồi biết rồi. Cô là giám đốc đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình nên làm sao? Cô góp ý giùm. Vì tụi tôi nhà quê không có biết cái gì hết trơn rồi. Rất dâu á, thì bên ông anh đây á, sẽ đi 12 quả đi. Không biết là ở chỗ khác thì nói chung quả gì đừng có chưng mấy cái quả nó đó thường lắm. Tôi thích đám cưới là 12 cái quả là phải là voi chín ngà, gà chín cựa, trời ơi má, chín thần ma rồi đó, má tôi rồi đó. Chú hết gân rồi. Hết gân nhưng mà đây là cái này hỏi đây. Cũng có hỏi ở đây. Rồi còn đồ ăn. Đồ ăn đây bao nhiêu món? Dạ. Hiện nay á là mình dự định là đãi bao nhiêu bàn vậy chú? Cũng đãi 4 chập. Mỗi chập là khoảng chừng 50 thồi. 4 chập 50 thồi là gì? 50 thồi là gì? Biết gì thồi chết liền luôn. 50 thồi 50 thồi, thồi là một bàn 10 người á. Bàn 10 người thành là 500 người á, đãi 500 người khách đó. Đãi xong ăn uống say sưa rồi bắt đầu có ngủ. Cái tiệc động phòng nữa. Xong rồi. Trời ơi, sao cái ca này khó dữ vậy ta? Em tính đi em. Dạ con hiểu rồi, thật ra là mình phải cần có một cái tiệc động phòng chứ bây giờ mình lớn tuổi rồi, nhìn nhau cũng không có tâm sức gì hết, phải có một cái tiệc đó. Tiệc đó thì con sẽ đầu tư vào hào này nọ các thứ gì đó để mình có thêm sức lực. Gì vậy? Đâu ra đâu vậy? Đi đâu hả? Thằng đi đâu? Tại sao vậy ba? Đi dây, tại sao ba đi lấy vợ vậy? Mà phải chi ba lấy ai đi? Ba lấy bà thì ba xấu quỷ à. Bây giờ tao nói mày nghe nè, tao với má mày đã đẹp rồi, đẻ ra mày không đẹp. Bây giờ tao lấy bà xấu, đẻ ra đứa em mày đi đẹp, nó sẽ xấu hơn mày. Lúc đó mày sẽ hãnh diện với dòng họ, mày là đứa đẹp nhất đó, thấy chưa? Trời quá. Trời ơi, bây giờ đi vô với bà này, bà có gì hay ho hả? Bà vừa xấu bà vừa già, mỗi lần bà cảm là bà hay ho. Không, mày nói bà có gì hay ho, bà cảm bà hay ho. Lấy. Chưa giải quyết xong rồi, không chết rồi, bạn đâu cái đám cưới này. Trời ơi, cái gì vậy? Anh Tân, nhà anh làm cái gì mà ồn ào vậy? Hả? Có gì đâu ồn ào. Nói nào ngay là tụi tôi chuẩn bị tổ chức đám cưới. Cái gì? Anh tính là lấy ai vậy? Đây, anh Tư lấy chị Sáu. Hả? Trời đất ơi, Tư ơi, mình là tình làng nghĩa xóm mà sao anh tôi là tưởng ban văn nghệ của cái liên gia rồi sao anh không nói tôi phụ anh một tay thôi. Tôi đã có bàn gì tới văn nghệ đâu, có thằng mình thằng này nó vô hầm cái vô nó ngồi nó chà dĩa thôi. Nói nghe nè, tôi nói cô nghe, cái cách bài biện sắp xếp để tổ chức là bả yêu cầu như vậy, nhưng tôi thì đơn giản hơn đó. Bây giờ về phần nấu ăn, dạ, về phần rước dâu đồ này nọ, dạ, nhạc nhiếc tôi giao hết cho bên cô làm. Dạ. Với điều kiện rất đơn giản đó, rước dâu thì là rước ở trên đọt dừa, bả leo trển, rồi cô tạo điều kiện làm sao cho đàn trai lên trển rước dâu. Trời ơi muốn làm đơn giản gì ghê vậy? Cái gì mà ghê vậy anh Tư? Thôi nó giỡn chơi vậy thôi. Bây giờ mấy cô mấy chú nhắm làm được không?
Được, được, được. Trời ơi, bây giờ chú nói làm được nha. Được, tôi trời bảo đảm mấy người này không làm, tôi làm, tôi lấy chương trình dễ quá trời. Con nấu mà, có đủ để gì đâu. Con thì nè, có cái hầm cá vô cái bên này cho. Vô lấy cái dĩa cho nó trà cho tôi coi. Ủa chú vẫn chưa biết nhiệm vụ thiệt của con luôn hả chú? Chưa, tao chưa, hồi giờ tao chưa thấy ai trà dĩa. Bây giờ trà thử cái dĩa nha, thảy lên quăng xuống trà nha. Ờ cái dĩa này đâu? Đây mày trà thử coi, hễ mà nó không ra nhạc tao quất cái dĩa này trên đầu mày liền. Tao một dĩa, mày một dĩa, mày trà cho ra nhạc nha. Mày trà không ra nhạc tao quất mày liền. Mà trà là phải ra nhạc cải lương. Chết cha. Ở dưới đây không có ai nghe cái nhạc đùng 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 á. Đi làm mệt mỏi, hát nghe không? Cái lương nó thoải mái. Rồi. Nó sảng khoái tâm hồn, nó đúng tinh thần người nhà quê. Vô. Chà cho ra cái lương nha. Không ra cái lương là cái dĩa này tụi. Tèo. Không, ở đây toàn nở không, không ai tèo hết. Tèo. Lời đâu. Không có lời. Anh giờ có lời rồi, ai tèo cho em hả? Không, bây giờ để cho nó thử xếp hàng vô. Mày xếp hàng vô đi. Mày đám cưới tao. Mày đem xếp hàng vô. Mày ơi. Bắt đầu mày chà từ tao. Mày chà tới bển. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mày chà 40 vòng như vậy. Rồi bắt đầu mày teo từ tao đi. Mày cho tao là teo đi. Mày rồi, tới là mày phải nở. Con chà từ chú là chà hết luôn nha. Rồi chà đi. Teo. Chưa hết bài mà. Hả? Mỗi người một bài hả chú? À. Ăn thì phải ăn nhiều món. Con biết ông tới 3 bài nữa chú. Mày nhắm làm nổi không? Bài đó mà đổi chữ cái thôi. Khó quá chú. Chú hỏi gì chú? Mới tao mới hỏi nhắm làm nổi không? Tới viên cô. Đó, bây giờ cô đãi bao nhiêu món? Dạ con đãi 12 món. 12 món? Dạ. Trong đó có món gì? Dạ có bao nhiêu cá từ miền Trung rồi con đánh vô hết rồi. Tất cả các món liên quan đến cá là mình đãi hết. Cá gì? Dạ ở trong đó là đầy đủ chú thích cá gì? 12 món cá đó, cá gì làm món gì nói nghe. Nhanh. Trời hết rồi đủ rồi chú. Không suy nghĩ. Nhanh. Không suy nghĩ luôn. Gọi cá chim. Cá chim làm gọi hả? Tiếp. Lâu cảm ơn. À. Rồi tiếp. Cá gì? Là hai món. Cá hồi lăn. Cái gì? Cá hồi lăn một. Trời cá đất hồi ơi, lăn một hả? Lăn. Cá hồi lăn chảo. À, cá hồi lăn. Đừng có nhắc. Tôi phản đối. Cái gì vậy thằng này? Phản đối. Kỳ cục kích con nào tin Phương là mày phản đối à? Tao đang thử con Phương này mà. Chú thôi tao thử con Phương nhã rồi mày hẳn nói nha. Bấm nhảy nha. Lắm con chơi hả? Rồi tiếp. Món thứ tư. Món thứ tư hả? Dạ cà ri cá. Món thứ năm. Món thứ năm rồi đó hả? Món thứ năm là cá đuối khô xé chấm với lại mắm me. Món thứ sáu. Đám cưới mà đại với quán nhậu chống mặt không? Đám cưới hả? Ăn vô là muốn thử á. Món thứ hai món cá hồng chân tương. Món thứ bảy luôn, con này nó chưa giờ vô bếp đâu. Cá bóng mũ hấp xì dầu. Chắc đổi đi. Cá mũ hấp xì dầu. Nó đề xuất kìa chú. Con làm luôn nha. Rồi làm luôn đi. Món thứ tám. Gì? Rau câu cá cơm. Rau câu cá cơm ăn cá miệng. Món thứ chín. Cái món gì mà gớm gì, rau câu cá cơm mà ăn tráng miệng. Trời ơi, chúng ta cô gái ngọng quá ông. Cái gì? Ba cô gái. Ba cô gái là bác mày với nói với con kia. Không, cá mồi á, ba cô gái cá mồi á. Cá mồi cá hộp á chú. Cá mồi cá hộp á. Dạ. Cá mồi không, nhà tao ăn cá tươi chứ không ăn cá hộp. Cá nóc hấp chết cô dâu chú rể. Bây giờ sao, nhắm làm nổi không? Dạ. Vậy thôi, cá lóc pha tổ đi. Trời ơi. Nhà quê ăn cho dân dạ. Tôi chỉ là phải ăn cơm trưa. Thôi ông ơi, đổi cái con đầu bếp này, tôi thấy là mấy món ăn nó nói không có ra cái đám ôn vậy trơn. Nói chung tôi nói cho bà dạ. Nghe. Chưa ba. Còn chị con nữa. Ai? Đây. Đây hả, bà này giám đốc hỏi bà con không biết gì đâu. Con phản đối.
Vậy mày tới hỏi, mày phản đối, mày không hỏi, mày tới hỏi. Em phản đối em qua đây. Chị, chị. Mày tới hỏi đi. Nó khùng quá, nó khùng quá, nó khùng quá, nó bị khùng quá, nó bị khùng quá. Nè, nó cắn á, nó cắn á. Cái gì? Cắn á. Cái gì? Nó ôm nữa chứ, không có gì hết đó. Gì vậy? Nó hỏi gì kỳ vậy? Nó hỏi gì kỳ vậy? Sao vậy? Thôi, chú? Bây giờ vậy đi. Cảm ơn các con đã xuống đây. Dạ. Để chuẩn bị hợp tác làm cái đám cưới cho hai bác. Dạ. Và sau khi kiểm tra các con xong xuôi. Dạ. Nói hỏi thì hỏi dẫn chơi vậy thôi chứ nghề dạ. của tụi bay mà. Dạ đúng rồi. Thôi dạ. về thành phố làm đi, tụi tao tự làm dưới quê. Trời ơi, vậy đi. Phải vậy khỏe thôi. Bà đó trai. Được rồi. Ôi, phải vậy tình là nghĩa xóm, tình là nghĩa xóm. Bà con mình có gì ăn cái này. Chú ơi, dạ, chú. Ở dưới quê mày đặt muốn ì quên đi đồ về đi, chú ơi, đồ xuống rồi sao chú? Bây giờ lỡ rồi thì tụi con đồng ý tụi con về, nhưng mà bây giờ nhiều khi gọi là cái phần tiền đặt cọc là mời tụi con xuống đây rồi tiền xe cộ tiền quần áo tiền các thứ nữa, chi phí xuống đây thì chú phải quần áo này mày lấy ở trong nhà hàng mày ra mày đi, quần áo này mày mặc hàng ngày. Vậy quần áo thằng kia có bao nhiêu tiền? Này con mới thuê bộ này chứ nhà hàng có làm gì có đồ mới vậy, không phải đồ bếp sao phải đi thuê cái bộ này? Dạ có, nhưng mà thường có mặc đồ bộ nấu không à. Nếu chiếu theo trong hợp đồng chúng tôi sẽ thanh toán trong vòng 7 ngày. Mà mới hợp đồng bữa nay ký chưa? Dạ chưa ký. Ờ à, vậy đâu đâu có gì đâu cả. Rồi về luôn. Hay quá, hay rồi, quá. Về luôn. Ôi được rồi. À, như vậy là rất vui và rất hài hước, rất hài lòng nghệ sĩ Chí Tài. Hôm nay được gặp con cháu em Út. Gặp lại, gặp lại. Gặp lại, gặp lại con dễ thương, đẹp xinh. Ủa hồi nãy em thấy anh ôm nhiều hơn á. À, tại cái da. Thôi thôi tặng quà đi, tặng quà. Tặng quà đi ha. Đây tặng quà. Thôi còn quá chú làm mùa 2 có quà tặng cho ba vị khách mời. Cảm ơn. Cảm ơn các vị khách mời hôm nay đã đến cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, như vậy là hôm nay là số cuối cùng của chương trình Hồi Quán Tiêu Lâm mùa thứ 2. Cảm ơn quý vị rất nhiều thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hứa với quý vị là nghệ sĩ của chúng tôi ngày càng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và sẽ làm ra nhiều chương trình hấp dẫn hơn nữa để phục vụ quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây mới mẻ, Hội Quán Thiếu Lâm tuần này sẽ chào đón những khách mời thú vị, những tình huống bất ngờ. Năm con khỉ thì chơi khỉ, năm con mèo thì chơi mèo, tới năm con chó tự nhiên bị chơi là chơi chó. Tất cả những đàn ông đều nói như thế cho đến khi có một người như tôi xuất hiện. Cháu ơi đừng ra cỏ ăn người ta, coi chừng ăn cám cho nhà người. Cùng những phút giây lắng đọng, ngày đêm sáng tối bà má đi móc bọc nuôi tụi con, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Và sự đối đầu đầy kịch tính. Không có phụ nữ xấu, đúng không? Đúng không? Chỉ không, không có thịt cá sấu cho phụ nữ ăn là bà đó. Thì bảo là con đã có bầu. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Chim mối.
Xin chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình Hội Quán Chú Lâm mùa thứ hai. Xin cảm ơn sự thể hiện tuyệt vời của nữ ca sĩ Phi Nhung, nữ ca sĩ Hương Giang Idol và diễn viên Quỳnh Lập. Kính thưa quý vị thân mến, khác với mùa trước, mùa này ba tình huống của ba khách mời, họ sẽ là người nắm thế chủ động. Những khách mời này sẽ biết trước được tình huống mình sẽ làm cái gì, do đó sẽ gây khó dễ cho gia đình ông chủ quán Hoài Linh. Nhưng mà quan trọng là cái tình huống thứ tư là Tiếu Lâm Hội là họ không biết gì hết. Đúng, nhưng quý vị đừng lo, các khách mời cũng đừng có lo. Bởi vì sao? Bởi vì đã có sự hỗ trợ của hai vị khách bí ẩn. Đó là ai? Đó là ông Tào Trường Giang và ông Lao Chi Tài. Vị khách mời đầu tiên nào sẽ mang đến những tiếng cười rộn rã, những tình huống vui nhọn? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Khi mà nhận lời mời đến với chương trình này thì Lập có những đêm mất ngủ, cảm giác lo lắng lắm. Không biết là khi mình tham gia trong cái Hội Quán Chú Lâm nó có những cái gì và cái gì để cho Phi Nhung làm. Rất may là mình có sự hỗ trợ của ông Tài và ông Lao. Ông Lao rất là nhiệt tình trong việc hỗ trợ, thì cảm xúc của Giang thực sự cũng không phải là quá lo. Nhưng mà mình chỉ sợ rằng là chị Tài và chính Giang thì rất là hay lật mặt cho mình. Nhiều khi có khi không phải giúp mà vào lại đầy mình vào tình huống mà khó hơn nữa, thì chắc chắn là đấy là cái mà điều mình lo nhất. Tất cả trong những người trong Hội Quán Chú Lâm này Phi Nhung đều biết hết. Ai cũng hiền và ai cũng thật thà, và ai cũng thương ca sĩ hết á, nhất là ca sĩ đẹp. Tại vì em đẹp quá mà không thương em sao được. Thường mà mọi người nói với Lập á, mà nhấn mạnh của Lập đó chính là nói to nói lớn hoặc là chửi. Có nghĩa là mình đi đâu mình cũng được đề nghị rằng là kêu Lập chửi cho nghe. Trời đất ơi, cái cánh bên nhà tao, tao đeo lên người tao là cánh công cánh bồn. Mày cắt mày đem về nhà mày, nó cánh con cú con tòng nanh, nó mọc lông mọc đầu mọc mỏ, nó mổ ông mổ rồi con quát. Nhìn bộ mình chửi hài lắm, nhưng mà ai cũng kêu mình chửi cho nghe, cho nên là lát nữa cũng suy nghĩ là lên sân khấu là chắc cũng là sẽ có những một vài tình huống kêu Lập chửi đây. Trước đi, tôi mệt, tôi nằm ngoài này chút. Thôi, không có ông, tôi chả ngủ được ý. Bình thường á, tôi muốn ngủ ông cứ phải ôm tôi một tí cơ. Cô ở đâu? Cô ở đâu mà cô vô cô sàm sỡ tôi vậy? Mất gì chưa? Ơ, anh ơi, trần đời ai oán thì có con gái là bị sàm sỡ và bị mất. Đàn ông con trai có cái gì mà sàm sỡ mà mất? Nhưng tôi là người đàn ông đàng hoàng. Tôi là thanh niên nghiêm túc mà. Ơ, tôi cũng là người phụ nữ đàng hoàng. Tôi là học sinh gương mẫu. Cô gương mẫu tại sao cô vô nhà tôi? Anh quên rồi sao? Hôm trước, anh đi với bạn bè anh uống say. Lúc đấy anh bảo anh cần một vòng tay nên anh đưa cho tôi chiếc chìa khóa. Anh bảo bất kỳ lúc nào tôi muốn tôi đều có thể đến đây để say cùng anh đêm nay mà anh quên à. Xin lỗi cô, trong gia đình này tôi là người đàn ông đàng hoàng nhất. Tất cả những người đàn ông đều nói như thế cho đến khi có một người như tôi xuất hiện. Không phải tự dưng tôi đến đây nhá. Cô không phải là thèm hơi anh mà đến đây. Tôi đến để hỏi anh một điều đấy. Cô muốn hỏi điều gì? Đêm hôm trước, lúc mà anh say ấy,
Anh chạm tay tôi. Sao anh bảo là em có thể đưa anh về được không? Thế tôi cũng đưa anh về. Thế nào mà tôi đưa anh về xong, hôm sau tôi đến gặp bác sĩ. Bác sĩ lại bảo là con đã có bầu. Bác sĩ nào giỏi như vậy? Chỉ đêm trước đêm sau là khám ra có bầu. Bác sĩ vừa là bác sĩ vừa là thầy bói. Một tuần sau tôi lại đến gặp bác sĩ. Bác sĩ bảo bây giờ có bầu thật. Còn nếu như anh không tin, tôi có bằng chứng. Không tin à? Thậm chí còn là bầu con trai kia. Mày nhìn đi. Nhìn đưa kiểu đó sao nhìn? Đưa qua này mới nhìn chứ. Nhìn đi. Đây chính là bụng của tôi. Xin lỗi, con tên gì? Đồ bôi bạc. Anh ăn nằm với người ta xong, anh gieo rắc vào người ta như hạt mầm nhỏ bé rồi không biết tên người ta. Anh tên gì? Cô đã nói rồi, lúc đó tôi say xỉn tôi không biết. Bây giờ tôi muốn hỏi cô tên gì? Nói say xỉn là xong tất cả à? Có thể. Ôi chu choa, tôi lại tưởng đâu anh là cầu thủ bóng đá chứ. Đó chính là con của anh. Tôi đã đi xét nghiệm rồi. Xin lỗi cô. Nếu tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi và cô chưa quen nhau, chưa yêu nhau. Trách nhiệm đó tự nhiên bây giờ cô đổ ra tôi. Một ngày một bữa tôi nhận liền được à? Không phải đứa con nào cũng là sản phẩm của tình yêu đâu anh. Anh nhìn lại tấm hình đi, giống anh như đúc. Nếu cô nói cái sản phẩm này không đến từ tình yêu thì xin lỗi cô, tôi cũng có quyền từ chối nó vậy. Còn cái chuyện nó có giống tôi hay không á, ở trong này tôi thấy toàn là muối vừng thôi. Anh ơi, đến bây giờ trong người anh có bao nhiêu cái xương sườn tôi còn biết nữa là học sinh vật. Cô làm gì vậy? Anh xương sườn. Ôi, ai đây hả anh? Anh. Anh ai đấy? Chị là ai đấy? Tôi là vợ của anh Linh. Vợ của anh Linh? Ừ. Em cũng là vợ của anh Linh. Cái gì? Anh ơi. Mình à. Cái gì đây? Cái gì mà nhập nhằng này? Mình à, đừng nghe lời cô ta. Bởi vì thật sự ra bây giờ anh cũng chưa biết thực hư ra sao. Cô buông ra đi. Thì em có làm gì đâu. Không, tôi đàng hoàng, tôi tinh trắng mà kỳ cục. Anh ơi, bây giờ anh nói cái sự thật cho em đi. Em không hiểu sao mà bây giờ tự nhiên có một cô gái chân dài tới nách vào đây không mặc gì, phong phanh từ trên xuống dưới, xong rồi bảo là vợ anh. Khỏi cần diễn tả, tôi đang nấu ông nóng đây nè. Bây giờ đó, bà đã từng có bầu có thai rồi. Em nghiên cứu cái này giùm anh đi. Anh rối quá. Em hỏi chị một điều. Đêm hôm thanh vắng, nếu không phải anh Linh dắt em vào nhà thì làm sao em vào được nhà của chị? Đúng không? Làm gì diễn sâu quá vậy? Anh ơi, bây giờ dắt nhau vào đây, bây giờ chữa đẻ ra con này thế này hả? Đẻ đâu mà đẻ. Tôi có bầu rồi thế này. Cái này là đi khám ở đâu đâu có biết đâu. Đi khám chứ mà. Ngồi đây. Cái này vô bệnh viện sinh được mà. Nhìn đi. Tôi còn định đặt tên nó là Hoài luôn đây này. Anh nghĩ đi. Cái chuyện đặt Hoài luôn á, Hoài gì đó kệ cô. Cái đó là cái chuyện của cô, không có liên quan tới tôi, bởi vì tôi tên Dũng. Không có liên quan tới chuyện luôn hay không luôn. Này anh Dũng Linh gì thì Dũng Linh. Tôi hỏi anh hôm anh ngủ với tôi, anh bảo rằng chỉ có tôi là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh. Anh không có vợ con gì cả. Hôm nay tôi đến để đánh ghen đấy. Tôi đến ghen kìa. Tránh ra. Để tôi xem thế nào. Phải có bầu thật không? Chị sờ đi. Đưa cái bụng ra xem. Bầu con trai. Ôi trời ơi, chị làm gì mà có con trai? Đúng không? Làm sao tôi biết bí mật đấy? Trời ơi. Mặt của chị nhìn là biết trứng lát rồi. Trời ơi anh ơi, anh còn gai thật là biết là em không có khả năng đẻ con trai cho anh nữa cơ à. Bà điên à? Bây giờ tôi đi khai chi? Bây giờ làm sao mà nó biết hết thế này? Đúng, làm sao biết?
lát xác có chìa khóa vào nhà. Ờ, bây giờ cả cái xóm này ai không biết nhà mình không có con trai. Nhỉ bà có đẻ được đâu mà bà la ông sùm mà. Sao bà nhả cho người xem lưng. Bây giờ cô đừng có vô đây khuấy động cái cuộc sống yên lặng trong cái gia đình này. Ai xúi cô hả? Tôi không làm. Không làm mà. Bây giờ xong xuôi hết rồi nói là không làm mà. Gia đình mình lúc nào mình rối đầu là mình về gia đình mình là nó thoải mái trong đầu hả? Anh xem như thế nào đi. Trời ơi, gia đình xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông và hai người phụ nữ. Sao mẹ khóc dữ vậy? Có ba chuyện con rồi. Bỏ mẹ đi lấy con khác rồi con ơi. Con nào? Ba sao vậy? Bà đang rối não nè. Ba ai vậy? Tự nhiên có cái cô này nè. Cô vô cô nói là ba. Ba ăn nằm với cổ bây giờ có thai rồi. Đấy con thấy chưa? Khoan, cứu mẹ. Con gái anh phải không? Em bao nhiêu tuổi? 20. Ok, hơn chị một tuổi. Ba, con còn lớn hơn nữa mà. Thôi bây giờ vậy, tôi ở đợi trong nhà cho tôi nói lại vài tiếng được không? Bây giờ tình hình bây giờ gia đình con đã tan vỡ rồi. Bây giờ ở với ba cũng được, ở với mẹ cũng xong. Thôi về ở với dì đi, sắp có em đó con. Mày phá hả? Bây giờ tôi nói cho cô nghe, gia đình tôi đang im ấm. Tôi không biết cô là ai. Tôi không biết cô có ý gì. Được, bây giờ nếu cô nói cái thai đó là của tôi, nam nhi đại trượng phu, tôi làm tôi chịu. Bây giờ cô có đồng ý lên bác sĩ để khám và tôi sẽ đi thử máu để thử cái thai đó không? Nhưng nếu như bây giờ chúng ta cùng nhau lên mà đây đúng là thai của anh, tôi yêu cầu anh phải bỏ hết vợ con nhà này đi để đi theo tôi. Anh có chịu không? Ba, ba ơi, ba thương con nhất mà. Mẹ thương con như mẹ nhất mà sao ba mẹ không có nghĩ mà cái cảnh ba con bỏ mẹ đi được không? Chết con ơi. Sao? Chuyện gì mà ồn ào vậy mấy con hả? Hả? Mẹ nói. Ừ. Ba, bây giờ ba có người ghét rồi, ba không có thương con nữa. Ba ơi, con trai bác với cháu bây giờ có bầu rồi, tên là Hoài luôn bác ạ. Bây giờ bác bảo cháu phải làm sao, cháu cũng khổ lắm bác ơi. Có con trai. Vâng, có con trai. Thì con trai của bác. Đúng, cháu nội, cháu nội. Trời ơi, bà vui quá là vui. Bà nói em có được đâu, bà nói em có được đâu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà nói em có được mà. Mà sao không được? Con là con duy nhất của ba thôi. Em ơi, bình tĩnh đừng khóc em. Em xe cái đấy không giải quyết thì nó nằm trong bụng chị em ơi. Vậy chị bỏ nó đi. Mày. Em ơi bà ơi. Sao lại có lỗi kỳ cục như vậy? Ba. Được rồi, bình tĩnh. Con gái qua đây nè, con gái. Con ngồi xuống. Con ngồi xuống đây. Dạ mời má. Mẹ. Ôi mẹ của con, mẹ ơi. Mẹ chồng yêu quý của con ơi. Chồng con là một con khô hố mà bây giờ nó cũng bỏ con. Mẹ ơi. Bỏ con hồi nào? Nó bỏ con, nó đi với người đàn bà khác đẹp hơn con. Ngày xưa nó bảo với con là nó chỉ yêu một mình con. Bây giờ nó lại rước một con khác về đây. Chân dài hơn con, da trắng hơn con, tướng nuột hơn con. Con không chịu được. Không có nói nữa. Sao? Chuyện nó có thật hay không? Hả? Dạ thưa má. Con kêu má mà cái miệng con nó ngượng ngượng sao á. Tại sao ngượng? Tại con cảm thấy mắc cỡ trước má. Con là con của má mà con làm xấu hổ gia đình. Cô này á, cô nói con là trong lúc say xỉn. Mà lúc say xỉn mình đâu có tự chủ được đâu. Chứ thật sự là con không có tình ý gì với cô này hết. Thế bây giờ con đã gần cổ, con đã tạo ra một cái bào thai, mà cái bào thai đó là nam. Con biết mà, mẹ từ lâu, từ lúc mà bố con mất, mẹ rất là cô đơn. Mẹ chỉ muốn trong nhà có một đứa cháu trai để là nối dõi sau này. Thì bây giờ có cái này rồi, rất là tốt. Người ta nói trai năm thầy bị thiếp chuyện bình thường, hiểu chưa? Mà sao má lại nói như vậy? Má nói sao? Má nói gì là sai à? Bà ơi, lấy lại công bằng cho con với ạ. Ừ. Sao bà già rồi mà tay bà đô thế? Bà ơi, cháu không cần biết là bây giờ là say xỉn hay như thế nào đấy, nhưng đã gieo vào người cháu rồi thì là con của ảnh đúng không bà? Đúng như thế. Mà bà lại có cháu nội để ôm nữa. Đúng. Bà hãy đuổi chị này ra khỏi nhà đi bà. Không được. Đừng. Chị làm mà chị nói đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Chị là mẹ sắp
của em ấy. Mẹ Miền hả? Từ từ, để cho bác à. Sao? Bây giờ con, mẹ ơi, con là chồng, con quyết định sao? Mẹ thì mẹ muốn có cháu trai. Con không thương mẹ hay sao? Mẹ già rồi. Con thương mẹ. Sống bao lâu nữa? Con thương mẹ nhưng chịu trong chuyện này nó hoàn toàn vô lý mẹ à. Làm sao mà vô lý được? Mẹ chồng của con ơi. Con sao? Con tủi thân lắm mẹ ơi. Lâu nay ở trong nhà sống nhìn vậy thôi chứ con biết mẹ đâu có ưa con đâu. Đi ra đi vào mẹ mặt mẹ cứ chầm dầm như cái mâm vậy đấy. Mẹ không có thích con. Sao chị biết? Thôi đừng có hỏi nhá, này chuyện riêng tư của nhà tôi nhá. Thế à? Mẹ không có thích con tại vì con chỉ sanh mỗi một đứa con gái. Trả tiền. Chuyện gì anh? 5 triệu đâu? 5 triệu gì anh? Từ anh. Gia đình tập trung ăn Tết hả? Gia đình đang có chuyện, tôi thiếu thốn anh gì vậy? 5 triệu. Giờ đang rối đầu quá, 5 triệu gì? 5 triệu thì để tao còn đưa cho con nhỏ này 3 triệu nữa mày. Nhanh đi. Để từ tôi chuyển khoản cho từ. 5 triệu đi. Biết rồi, biết 5 triệu. Bây giờ rồi. Mày có đưa không? Mày cái gì vậy? Tiền đó là tiền gì? Tiền kìa, không hiểu không? Tiền đứa tôi không hiểu, mà họ làm gì? Ê, về mày, không chưa? Về. Trời tiền ơi. 5 triệu đâu? Mày có đưa không mày? Phải, bà chủ đưa cho tôi mới đưa cho anh được. Tại bà chủ, bà mướn tôi làm tao gì tao biết bà chủ vậy? Tự nhiên có bà vợ nào mà đi đưa tiền mướn con gái gì cho chồng mày khùng hả mày? Ai biết bà xuống tôi vậy? Sao lại để lộ hết thế này? Trời ơi. Thì bà chủ kêu tôi là mướn. Khoan đã. Chuyện này là sao? Dạ. Thì nói cho rõ ràng, không thì chết với tôi. Đầu đuôi có chuyện là sao? Không lại. Hả? Tôi ai kìa cha tôi chứ? Khổ lắm. Tao bao nhiêu tuổi không? Bây giờ tôi vô đây tôi lấy tiền mà tôi bị quánh nữa hả? Muốn quánh không? Trời ơi, cái mặt cái góp vậy. Sao? Nói cho tôi nghe, chuyện gì xảy ra trong cái nhà này? Hả? Dạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Những cái việc này con bày ra là chỉ vì con thử lòng chồng con xem mà chồng con dành cái tình cảm cho con như thế nào. Mẹ bỏ qua cho con đi. Ta mà tát mày chết đi chứ. Chị ơi, em xin lỗi chị, lúc đầu em nhận tiền của chị chỉ là định đến nhà làm quá lên thôi. Cuối cùng em làm việc có tâm quá, em lại có bầu thật chị ạ. Thế nào có tâm nhở? Ôi đừng lo, em đùa thôi, không có bầu đâu chị ạ. Cái gì? Ta xin lỗi bác nhá. Không có bầu à? Không có bầu. Không có bầu. Trời ơi, không lẽ tao tát này. Ôi bà này bà muốn là được có bầu thật bà. Con trai thật. Nghĩ sao? Con nhỏ này không bao giờ có bầu được. Tại sao? Có được bà ơi. Chào, làm sao được? Anh làm được mà. Không được. Được. Thôi đi về. Ok. Để gia đình người ta giải quyết đi. Thôi đi về. Ơi. Bây giờ con biết lỗi của con quá rồi. Thế bây giờ mà con xin phép mẹ cho con cùng con gái con chuộc lỗi bằng cách đi ra khỏi nhà này luôn được không ạ? Không được. Người có lỗi không phải là con mà là mẹ. Mẹ nói. Mẹ nó quá cổ hủ, ham con trai làm chi? Để cho con phải có những cái ý nghĩ mướn người này người nọ về. Mẹ xin lỗi con nha. Bây giờ mẹ hiểu rồi. Con trai con gái gì cũng là con là cháu mình hết nha. Bà chủ, xin lỗi cho mẹ. Bà chủ qua nói chuyện với ông chủ kìa. Bà đừng giận mẹ nữa bà. Bà xin lỗi chồng con đi. Ông xã. Ông xã ơi, ông xã của em tưng tưng em xin lỗi ông xã. Sống với nhau hơn 20 năm rồi, tới giờ này cô vẫn chưa hiểu tôi à? Dạ hiểu thì em có hiểu nhưng mà tin em chưa. Được, hôm nay em đã tin rồi chứ gì? Dạ em tin rồi. Dù anh ở đâu em vẫn cứ tin anh chứ gì? Anh đi.
Anh ơi, anh đi đâu đấy? Anh đi đâu? Đừng có như vậy mà con. Lỗi là lỗi của mẹ, con đừng có giận. Không, con đi. Con đi đâu? Con đi đâu với cả nhà đi mà. Mày con đi đâu? Vô lấy chìa khóa xe, xong rồi chở gia đình mình đi ăn, con khỏe quá rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Từ từ giải quyết. Giải cho từ từ. Trời ơi, cái gì mà nói ra cái gì? Tài đất ơi. Rồi là cái tình huống buổi sáng, quý vị cũng thấy là cái tình huống này thì nó thiên về gia đình, sự chung thủy và niềm tin dành cho nhau. Và đặc biệt trong cái tình huống này thì Hương Giang cũng là một cô gái rất là thông minh và lanh lợi, xử lý rất là nhẹ nhàng, tinh tế, những câu nói đầy hài hước. Bên cạnh đó thì có một nhân vật xuất hiện thì làm khán giả ê chề và hụt hẫng, đó là nghệ sĩ Chí Tài. Đóng vai bà mẹ, không có người phụ nữ nào xấu tệ hại như vậy hết. Có một bà nội như thế này thì không dám lại gần để nói chuyện. Người đàn bà có râu. Người biết đọc. Vẫn biết đọc hả? Và bây giờ là tụi nó không ngủ trưa. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải, cảm ơn các bạn. À, quý vị hãy dành một tràng pháo tay nữa cho nữ ca sĩ Phi Nhung. À, bây giờ chúng ta sẽ hỏi chị Phi Nhung là cảm giác của chị khi đến với chương trình Hội Quán Chú Lâm. Lo sợ. Lo sợ cái gì? Luôn không biết. Chị yên tâm đi, anh Hoài Linh là một người rất thân thiết với chị. Ủa, chị mà anh càng thân thiết thì anh càng bụp. Anh Hoài Linh là chủ nhà và vợ chủ nhà là nghệ sĩ Thúy Nga. Xem chủ nhà sẽ là những người đáp trả cái tình huống mà chị đưa ra như thế nào thôi. Mà chị cũng biết tính anh Linh rồi. Anh cũng đáp dữ lắm. Trời ơi, đừng có vô đầu. Rồi, bây giờ không nói nữa. Chúng ta cùng đến với tình huống của chị Phi Nhung. Hey, tình hình như thế nào thì không biết, nhưng tôi biết chắc là nhìn cái xe này là tôi móc bọc rồi đó. Chị Tư. Ủa, à, sao Nhung phải không? Đúng rồi. Sao cô biết tôi ở đây mà tìm? Sao không biết, đi ngang qua thấy anh đứng ở ngoài đó, đứng với cái xe rác này nè. Cái ủa, anh bán ve chai hả? À, tôi bán mua gì cũng có hết. Mời cô ngồi, ngồi nước. Anh Tư khỏe không anh Tư? Cũng khỏe cô. Ủa, cô mới dưới quê lên hả? Em lên trên Sài Gòn ở lâu rồi. Ủa vậy hả? Em cũng quên. Nhưng mà có một điều là không hiểu tại sao em cứ nhớ anh hoài nên em phải tìm. Sài Gòn này thiếu gì người đẹp. Sao cô không tìm ai đẹp hơn tôi? Cứ lựa cái đẹp vừa vừa vậy hoài. Em cũng không biết tại sao nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa trước khi tôi đi học, cô còn hát cải lương cô tặng tôi mà. Đúng rồi, ở đó em hát cải lương. Em hát Lan và Điệp cho anh, anh hát lại cho em nghe nữa mà. Anh đừng... Giờ còn hát được không? Đã lâu lắm rồi, em không biết là em còn nhớ không nữa. Nhưng mà em hát, nếu em quên thì anh hát cho em được không? Có gì tôi nhắc cô. Tôi nhắc cô hát được. Thấy chưa, anh vẫn dễ thương như ngày nào, làm sao mà em lấy chồng được. Trời ơi, tôi cứ nói vậy hoài. Tôi cứ nói vậy hoài, đâm ra tôi mắc nợ cô á cô. Mình không duyên nợ thì đừng chờ Nhung ơi. Bây giờ anh đứng đó hay là anh ngồi đây em hát? Ra đây hát ngay. Để em nhớ lại xong lúc đó mình làm gì ta rồi mình mới hát Lan và Điệp. Tôi diễn y chang lại cho cô giống cái lúc mà tôi chuẩn bị đi học vậy á. Sao Nhung, ngày mai á tôi đi học rồi, ở nhà vui vẻ nha. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong. Xin đừng quên người bán cà phê. Dạ. Xin anh đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà. Trốn được thành.
chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ. Điệp đừng để lòng mình xa ngã bê tha. Dạ đúng rồi. Điệp đừng để lòng ta ngã bê tha. Đây chút tiền mọn. Đây có chút tiền mọn, xin anh dành dư. Từ lâu anh em dành dụm. Dạ. Đây chút tiền mọn, từ lâu em dành dụm. Trao anh trao làm lộ phí. Cho anh để làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây. Mai mốt đây khi danh phận rõ ràng. Xin chớ phụ phàng người yêu duyên cũ. Tiệc em nói già rồi, nên em hát cũng không có còn hay nữa. Thế tôi chứ. Dạ anh hát đi à. Tính em, hát mà hát không được. Hát đi anh, em bị theo dõi. Cô đâu có đưa tiền thiệt đâu. Đưa tiền thiệt mới hát được. Cái gì vậy? Cái nghề của tôi vậy á, đưa tiền tôi mới hát không thôi à. Anh tối ngày chọc em hoài. Thật thôi, sự là thấy em theo dõi cô anh khỏe vậy á, tôi cũng mừng. Đúng rồi, ơi. Trời ơi, anh làm gì vậy? Để nãy giờ tôi kiếm anh quá trời. Nói thấp thấp xuống, nói thấp thấp xuống. Mèn ơi, trời ơi. Đây là cô Sáu Nhung. À, bạn của anh ngày xưa ở quê. Trời ơi mẹ ơi, chị đẹp quá, chị xoay lại vòng em coi coi. Trời ơi sao chị đẹp quá trời quá đất vậy chị. Bỏ đồ lên đi. Bởi người coi nhìn thấy người ta đẹp rồi bà tự coi lại mình. Nhìn bà thấy ghê hả? Mời chị ngồi chơi chị. Ngồi đi. Mời ngồi ngồi chơi đi. Cái tính bà rộn rãng vậy dạ. Chứ không phải bà khùng đâu. Bà điên thôi chứ bà không có khùng. Dạ xin giới thiệu chị, em vợ ảnh. Dạ em chào chị Tư. Dạ em chào dạ. Dạ em chào chị dạ. Trời ơi dạ. Tay thơm quá. Trời, nói chuyện đàng dạ. Hoàng đi. Dạ dạ em chào chị. Cái tính bà vậy á chứ bà bình thường. Dạ. Dạ chị biết không, em là vợ ảnh dạ. Nói chung em cái gì em cũng được hết. Nhanh nhẹn nè, thông minh, lanh lợi. Cái gì em cũng có hết. Mà cái sắc đẹp không có thôi. Chị đừng có nói vậy. Phụ nữ mình á, ai cũng đẹp hết á. Là ăn thua là mình phải biết làm đẹp hay không thôi. À, hồi đó tôi cũng có mua mấy cây son về cho bả rồi. Bả đánh hai bữa hết hà. Môi giống miếng thịt bò. Đánh vô hai lần, cây son gãy hết. Không có đâu anh Tư, anh hay giỡn với. Hồi nhỏ tới lớn giờ là tụi tôi ở chung với nhau tụi tôi biết. Hả cái gì? Ở chung với nhau nữa hả? Ủa có ở chung nữa hả? Thì ở chung với nhau, dạ. Ủa dạ, ở chung là ở chung sao? Dạ, ở chung... Ở chung xóm? Dạ, chung xóm với nhau á chị. À, chung xóm hả? Vậy chung xóm không sao? À, cứ ngồi chơi đi không sao đâu, bà không có cắn đâu mà sợ. Ủa, sao hôm nay tự nhiên là chỉ lên đây có chuyện gì với gia đình mình mà sao chỉ lên chỉ đẹp quá trời vậy anh? Dạ cũng không có nói dối gì chị, thì nói chung thì từ nhỏ tới lớn giờ em với lại anh Tư này là bạn thân với nhau. Thì nói chung là cũng là mối tình đầu của em. Hả? Dạ. Cái gì nữa? Tới giờ tôi cũng ở như vậy, tôi đợi ảnh đó. Trời ơi. Trời cái gì vậy? Nhung không có gì đâu. Cái gì vậy? Sao mà đây đi. Nói chung là cái chuyện đó là quá khứ rồi. Bây giờ là tôi có vợ với là hai đứa con. Dạ dạ em biết. Rồi mấy đứa con tôi dễ thương lắm. Dạ em đứa biết. Nào cũng học giỏi hết trơn á. Dạ học vợ giỏi. Vợ chồng tôi làm cực khổ vậy. Nhưng mà được cái con cái tôi nó chăm học. Là hai đứa nhỏ đâu hả anh chị? Đi học ơi. Đi học tụi rồi. Tụi tôi móc bọc vậy chứ đứa học bác sĩ, đứa học luật sư luôn đó. Giỏi vậy đó. Hai đứa nó học giỏi lắm. Hai con anh chị hay là ai vậy? Thoải mái quá. Anh hai, cố lên. Vô. Lên luôn. Lên luôn anh hai. Thôi. Thôi được rồi. Dạ chào ba, chào má. Trời ơi, chị thấy không? Chị thấy con em không? Tụi em con móc bọc, móc bao ni lông vậy chứ con tụi em thấy đẹp không? Rần rần luôn vậy đó. Ai em má? Ai ba? À, đây là cô Sáu Nhung, bạn của ba. Dạ, chào cô Súng Dao. À, sao Sáu Nhung? Cô Sáu Nhung, ăn mặc đâu có thua gì những đứa mà trẻ chơi trên thành phố đâu anh. Dạ, chị nghĩ đi. Hy sinh đời cha mẹ cũng có đời con, chứ tụi em mất bọc cả đời rồi. Trời ơi, tao đã mặc như con mai á. Nó đời con mình phải đầu tư nó như hết bo hết gơ chứ, đúng không? Nói gì thì nói, tụi nó đi học mà. Cũng phải cho nó nở mày nở mặt với bạn bè nó. Miễn sao nó ngoan là được. Tụi con tôi ngoan lắm. Dạ con kêu ba má con bận giống vậy đi. Ba má nói thôi lớn tuổi rồi mặc kỹ lắm. Đúng rồi dạ. Mà con kêu ba má con mặc vậy rồi con có mua đồ cho ba má mặc không? Dạ
Tại ba má không tiết kiệm. Vậy là cô hỏi tụi con ở trên Sài Gòn tụi con học trường ở đâu? Y dạ tụi con tụi... này học y nè, này học luật. Học trường y mà trường nào con? Học được trường luật là trường nào con? À dạ con học Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. À đúng rồi. Con học trường luật ở trường nào? Con học trường luật trường luật. Trường luật đó là cái trường đại học luật mà tên lệ ta gọi là trường đại học luật lệ. Tụi con học giỏi lắm. Mà cái trường học luật đó nó nằm ở đường nào ta? Trường luật đó là nó nằm ngay. Cô hỏi dùng dập sẽ nó nhớ được. Từ từ. Bây giờ học học nhiều quá. Bây giờ luật không, ra con, nhiều quá, luật giao thông luật gì ra nhiều quá. Con đừng nhớ nữa, để con tập trung việc học đi, để mẹ thương con. À, sẵn đây về gặp ba má xin tiền đóng tiền học ba má. Cho con xin mỗi đứa thêm 1 triệu. 1 triệu đó hả con? Dạ. Ủa con. Trời mới ơi. Tuần rồi đó là ba đưa tiền con đóng rồi mà sao bây giờ mỗi đứa 1 triệu nữa dữ vậy? Thôi đưa cho nó đi ông ơi, thì mình móc bọc 3 tháng mới được 1 triệu rồi đưa nó đi. Bữa giờ được. Không 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 phải, không phải. Vậy chứ con đóng cái môn kia, bây giờ con đóng thêm một cái môn nữa là mổ nội tạng. À bây giờ nó học tới cái mổ nội tạng rồi. À, nó mổ nội tạng hả? Lấy tiền đi, lấy tiền. Con cho cô hỏi nè con. Mổ nội tạng là làm sao vậy con? Giống như là con phải học thêm để mai mốt con mổ không có làm chết người á cô. Mổ đúng lấy đúng chỗ. Tụi nó siêng năng học lắm. Ủa bữa nay thứ mấy ta? Dạ. Bữa nay hình như thứ 7. Dạ. À cái lớp MTV nó có mở cửa không con? Trời có chứ, trời ơi, cái đó là mở coi như ngày nào cũng mở, vui lắm. Cái đó là con... cái gì, cái trường hả? Cái gì, cái trường gì con? Dạ, cái club. À, cái... À, vậy tại vì mỗi lần tụi con đi học cái chạy ngang cái chỗ đó, cái tụi con biết, tụi con nhìn lịch, tụi con biết. À, nó nhìn ngang, nó biết. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó sáng dạ. Hình như là, cô nhớ không lầm là hình như là club tối nay thứ 7 hình như nó free rượu đó con. Ờ trời ơi thì nó phi chứ. Ờ tụi bạn con nó hay nói vậy. Dạ, một chai nó bao nhiêu mà nó phi uổng vậy? Ai biết đâu giờ mấy triệu bạn mà giờ toàn rượu phi cái dạ, rượu. Dạ không phải đâu. Anh hai con là một người học sinh rất là gương mẫu cô. Có nghĩa là bạn bè anh hai ăn chơi dữ lắm. À. Nhưng mà kể cho anh hai rượu anh hai nhưng mà anh hai không có đi. À. Anh hai chỉ biết như vậy không. Để vậy thôi. Bây giờ là con học hết cái khóa luật pháp rồi giờ con đang tân tiến để đăng ký để học cái khóa luật rừng nè. Không biết sao. Bây giờ tôi hỏi anh chị có tin tôi không? Ủa nhưng mà tin là tin chuyện gì? Tin có nghĩa là con anh chị nó không có học hành gì hết trơn á. Tôi theo dõi từ đầu tới cuối rồi, mấy năm nay rồi. Không, 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 cái chuyện này là tôi hoàn toàn không bao giờ tin. Tụi con tôi biết mà, trời ơi nó lo ăn học dữ lắm. Tôi đi hát tôi cũng gặp chứ không phải là không. Nhưng mà tôi thấy hai em rất là nhiều. Uống nhậu nhẹt say sưa là nhiều. Không, cô sao, tôi nói cô nghe nè. Bây giờ cô có ghét gia đình tôi hay là thương gia đình tôi chịu. Nhưng đặc biệt cô không được gán ghép con tôi như vậy. Bởi vì con tôi nó siêng năng học hành. Nhiều khi người giống người. Bây giờ đứa nào nó ăn bận không giống nhau. Cô đừng nói vậy. Ngày nào tôi cũng chăm sóc nó, tôi quan tâm nó. Tôi đi móc bọc gì chứ lúc nào tôi cũng hỏi thăm tụi nó sống làm sao, ăn làm sao, học làm sao. Ngày thăm tử tào lao sắp xuất hiện rồi. Ghê lắm. Làm gì có cái chuyện mà nó đi chơi. Dạ. Thôi anh quá mà tôi phải điên đình đi mò như vậy. Bây giờ anh không tin anh hỏi đi. Đó anh hỏi hai người này đi. Ai vậy? Nhân viên vệ sinh. Nhân viên vệ sinh công cộng hả? Giữ. Tự nhiên trong chạy lại lộ mèo tôi lưa vậy. Ai vậy? Wow. Sao không? Đây hai cái người này là hai cái người chứng kiến từ đầu tới cuối hai đứa con của anh. Tôi bỏ tiền ra tôi cho hai người này theo dõi anh đó anh Tư. Là tôi tình cảm của tôi đối với anh Tư như cỡ nào. Tôi chỉ cần anh nghe tôi, cho tôi một cơ hội tôi giúp đỡ, tôi âm thầm để cho tôi có một cái niềm vui thôi anh Tư à. Không có đâu, bao nhiêu cái gì vậy, cái gì vậy? Nhiều khi muốn nói vậy làm cho gia đình mình không có được. Để ủa cái gì vậy, ý chị làm sao? Để chị vô đây là chị nói chị thương yêu chồng tôi rồi đó. Chị giả bộ chị nói con tôi ư rồi đó. Chị đến chồng cô sao? Cô nói cái gì á, tôi cảm ơn cô cái đó. Nhưng cô nói về con tôi á là tôi không có đồng ý. Bởi vì tôi biết nó siêng năng học hành. Bây giờ bằng chứng đâu? Tôi biết cái tánh của anh. Nếu tôi tới đây mà nói không có bằng chứng thì anh không tin. Thì đây, đây là bằng chứng đây. Đây là bằng chứng đây. Không, cô không có đem hai người, người đeo kính, người khùng khùng, điên điên, lăn lộn rồi cô kêu bằng chứng. Điên bằng chứng, bằng chứng là người khùng. Đưa hình đi. Ông này tên bằng, ông kia tên chứng, kêu bằng chứng hả? Im. Đây. Thấy chưa?
Đó anh coi đó, đi. Anh dạ. Hai đứa này tới trường học là chỗ nào ông nhìn kỹ đi. Có trường học nào mà đèn chói sáng vậy không? Nó vô vũ trường nó nhảy nhót, nó uống rượu, nó cặp kè, rồi nó hút thuốc, rồi xong nó dắt đi khách sạn, rồi nó đập đá nữa, nó đủ thứ hết á. Trời ơi lại. Đây. Ủa sao cái đèn hơi mờ, sao cái người cũng giống vô của nó vậy đi. Ông? Đây, mở ra cho con thấy cái mặt đó. Ba không có đâu, cái này người ta làm Photoshop bây giờ hiện đại lắm, người ta chỉnh đừng hình được. Giờ. Người ta cắt cái mặt con bỏ vô được. Tôi không rảnh đâu mà bỏ tiền ra làm Photoshop. Nè, nè, đây đây, chú nhìn đi. Nè, có đứa nào lên trường học, có đứa nào học bác sĩ mà cái quần nó rách vậy không? Có nào học luật mà mặc đồ như giang hồ vậy không? Nè, có thể là gia đình tan nát hết rồi. Tan nát hết rồi. Đi đâu vô đây, cái gì nó bậy bạ vậy? Một... Đó con, một đứa con đi học mà có ăn nói chuyện với chú của con như vậy. Con đá đít, con đá đồ như vậy. Ba, rồi thật ra thì cô nói cũng đúng. Tại con vô trường thì hai đứa con nghe tụi bạn nó dạy nghe cái câu thơ chí lý quá. Học không chơi, đánh rơi tuổi trẻ mà. Cũng mần liền. Chơi còn học mất cả tương lai. Có con sao nữa hả? Tại mày không biết thôi, con sao bây giờ mày mất rồi. Ai biết, mới nghe đọc con đầu cắm đầu chạy đi chơi rồi. Trời ơi, nói chuyện đời. Ba, vậy là ba hai con tại nghe tụi bạn nói suối thôi à chứ. Tại sao? Dạ. Tụi mày không thương ba má mày à? Dạ thương chứ ba má. Con xin lỗi ba má. Ba má. Ba tại... lo lắng cho tụi con. Quên cả ngày ăn, ngày uống của mình. Tới giờ tụi bay lại trả ơn cho ba má bằng cách là ăn chơi lêu lỏng như vậy. Thôi ba. Thôi được rồi. Ba má đẻ con ra, ngày đêm sáng tối ba má đi móc bọc nuôi tụi con. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Mặc cái đồ của con này lúc nó 10 tuổi tới giờ nè. Cũng may là có cô Sáu bay. Bà thương tao, bà mới theo dõi tụi bay được. Chứ nếu không á tụi bay còn gạt cha mẹ tới mức nào nữa hả? Ba. Má ơi. Ba má, con xin lỗi ba má. Chứ thật ra là má. Thật ra là. Thôi ông ơi, con nó cũng còn dại cái mang, nó còn nhỏ nó không biết gì hết trơn. Thôi chú cũng đừng buồn chú ơi. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Con Nhung là cô tốt, cô bắt con là phải đi coi tụi nó sao. Lỡ hư cái nào là mày kéo tụi nó về mà con kéo đâu có nổi. Giờ nhắm hai đứa ra bàn kia nuôi không được, để bà nuôi luôn đi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đi vô đây là tự nhiên chứ hả? Mới giúp được gì gia đình người ta rồi cái kêu, cái tự nhiên cái kêu chồng tôi đi về ở cô sống luôn là sao? Xin lỗi, xin lỗi. Phải chứ. Ý là nói là cô này cô tốt với gia đình quá. Bà nhìn lại bà đi, bà giống như cá sấu vậy bà ơi, bà hiểu không? Trời, tôi không biết là tôi cá sấu nhưng mà người ta nói là không có phụ nữ xấu, hiểu không? Đúng rồi. Chỉ có không có thịt cá sấu cho phụ nữ ăn là bà đó. Tôi thích ở con cá sấu được không? Tao tức là tại sao cái người tốt như vậy mà gia đình đối xử tàn nhẫn vậy? Tôi cảm ơn cô Sáu đã lo lắng giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi cũng không biết nói gì. Còn yêu nhau thì về với nhau. Cái gì nữa vậy? Từ xưa tới giờ tôi yêu anh có. Cho tới giờ phút này tôi 50 tuổi rồi, tôi cũng chưa có chồng nữa. Nhưng mà tôi nói với anh chị tôi không còn ở đây nữa. Tôi về Mỹ tôi ở. Chứ thôi tôi không phải ở đây mà để dành chồng của chị đâu nha. Dành làm gì? Non nước gì nữa mà dành? Bà ăn hết rồi còn ăn giọng gì nữa, bà nhả cái bả không bắt người ta hốt hả? Đúng rồi. Không còn nha. Không lớn hết rồi. Cô Nhung á là cô phải về Mỹ, cô lo gia đình, rồi có công việc bên bển, khi nào ổn định thì cô rước ổng qua. Còn cái gì nữa vậy? Trời, cái gì vậy? Sao má mà nát gia đình đâu mà vậy? Vô má ai chứ? Cái quan trọng nó vô đây là để nó phá nát mà. Mình phải vững chí lên chứ. Đúng rồi, mình phải vững chí, mình giữ những gia đình mình lại chứ. Chị bớt giữ lại, chị bớt lại rồi chị mặc đồ đàng hoàng lại, rồi chị đánh son rồi lên chút chút cũng được. Nó bà cũng muốn làm nhưng mà bà sợ bà làm quá, bà thành á hậu cho nên là thôi. Rồi hai đứa em con cũng làm vậy, rồi, học hành mà làm hoài nó không có ra. Bà đẹp rồi, bà không có sửa gì nữa trơn, chặt cái đầu người khác gắn vô đầu bà. Trời ơi, đừng biết ông nội. Đàn ông bởi tôi nói mày vững lòng mà. Cho tôi nói chuyện hiền tới đi làm gì. Thôi được rồi. Bây giờ đó tụi con, vì thương ba má tụi bay ráng cố gắng học hành. Dạ con biết rồi. Lỗi đây cũng là lỗi của ba má. Dạ. Cứ đưa tiền cho tụi con đi học mà không quan tâm tới con mình nhiều đó. Từ nay trở đi á,
ba sẽ quan tâm tụi con nhiều hơn. Cho tụi nó nghỉ học về móc móc da chai đi. Ôi mà bác sĩ nào mà đi học ở cái quần sát áo vậy? Con đi vô thay đi con. À, biết lỗi rồi mà. Tôi cũng ở đây buôn bán. Nếu có dịp gặp lại. Còn yêu nhau thì về với nhau. Được cái gì đó vậy em lại vậy? Tôi ghét cái quỷ này ghê vậy. Chân nó ngắn 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 rồi nó vô trọt hoài à. Giùm cái tôi. Thôi bỏ đi. Hôm mấy giờ tôi cho anh 100.000 đô anh xài. Cái gì vậy? Bài, đừng, đừng. Mắc mấy gì cho 100.000 đô. Cho 100.000 đô là cũng đưa tiền cho mấy đứa này đi hút chết nữa. Cho em. Trời ơi, ông rảnh quá. Cảm ơn cô. Cô lo cho gia đình tôi như vậy á là tôi mừng lắm rồi. Để cho tôi biết tụi nó như thế nào để tôi sửa sai. Dạ, cô cứ qua lợi lo công chuyện, rồi rảnh rảnh ghé thăm vợ chồng tôi. Tôi hy vọng lần sau cô tới, với cái sự chung sức của con cái tôi, gia đình tôi tốt hơn. Dạ, chứ bây giờ là... Thôi! Ơi, khổ quá rồi. Nếu mà anh nói vậy thì tôi quá mừng. Dạ. Cảm dạ. ơn cô. Không có gì. Dạ, cảm ơn chị. Cô đi. Dạ, cảm ơn chị Sáu Nhung. Chị nhớ gửi 100.000 đô liền tay trong ngày hôm nay nha. Thảm tiền quá à. Thưa quý vị, vừa rồi là cái tình huống của chị Phi Nhung. Và chị Phi Nhung phải nói là một người dày dạn kinh nghiệm trong cái việc xử lý và dày dạn kinh nghiệm trong cái ứng xử ở đời. Xử lý rất nhẹ nhàng, rất tinh tế mà đôi lúc những lại có hài hước nữa. Và bây giờ sẽ tới tình huống buổi chiều. Chúng ta sẽ cùng đón tiếp khách mời diễn viên Quỳnh Lập. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Hello. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thank you, bye thầy. Đúng rồi. Này là cái nhà mà. Đâu phải cái gò ma đâu mà sao kêu qua em gò ma nào cả lâu nha. Lên nó đầu tiên cho Gia Lan xin gửi lời chào thân thương cho trân trọng tới Gia Chu. Mời Gia Chu ngồi. Nói nào ngay là bữa nay Gia Lan tới đây bàn một vài chuyện. Và trước khi bàn thì Gia Lan có một câu muốn nói như vậy. Tôi là Gia Lan nên tôi nói gì thì mấy người phải nghe. Không nghe là dân làng bắt ra trừng phạt là nhổ hết lông. Bớt hết không còn một công lông nào. Yên tâm không có lông không sợ. Dạ không có lông thì hết lông thì lột tới da. Lột da xong mà không còn da thì mình lóc tới xương. Đó mình lóc hết xương không còn răng mình bẻ luôn răng. Nói chung là làm hết tất cả mọi thứ. Nha cho nên là nói gì là phải nghe theo. Dạ dạ. Dạ lan la trên hết. Rồi cho gửi đứa con đi. Ê đây. Con. Ờ thương. Nè con đi. Chết rồi nó đòi bù rồi. Bên đây con sữa nhiều nè con. Tôi gia chú có cái gì cho bù đi. Thôi chịu thua con luôn. Biết sao không? Năm con khỉ thì chơi khỉ. Năm con mèo thì chơi mèo. Tới năm con chó tự nhiên bị chửi là chơi chó à. Đúng rồi, năm con chó là chơi chó rồi, đúng rồi. Rồi, giờ vô vấn đề chính. Dạ. Chẳng qua là lên đây thì thực hiện một vài điều trong giao ước. Là gia đình mấy người là gà con gái cho gia đình tôi. Ha. Thì hôm bữa có giao ước rồi là bây giờ mọi người nói lại cho tôi nghe là gồm những điều gì trong một cái bàn ăn trong cái bữa tiệc. Làm trâu. Trâu 8-9 món vậy đó. Trâu. Trâu nướng, là trâu luộc, rồi trâu phơi khô. Ôi không được, không được. Bây giờ xã hội gia nhập WTO rồi ai mà ăn thịt trâu nữa, ác lắm. Trong bàn tiệc là phải có nè, bánh flan, cacao, dưa, cappuccino, pappadotti, matcha. Xuống dưới ăn, ở trên núi không có. Mình nhập, mình du nhập lên đây. Đó, ba roti. Ồ, nó đòi bu suốt á. Cho nó bu đi, cho nó bu, nó quen sữa và làng rồi đó. Rồi, ngoài cái đó còn cái gì nó nói tôi nghe coi.
Thì nếu mà Gia Lan muốn đại gì thì đại thôi, còn nếu không là vô rừng bắn khỉ về ăn. Không được, sao mà nhà này ngô ghê, nhà này có một cái truyền thống giết đồng vật khen, sao mà cứ đòi hết được giết trâu giờ tới giết khỉ, ngô ghê à. Thì đâu có biết, bây giờ Gia Lan quy định á thì làm, đại đám cưới á thì ba con lên xóm mà tới ăn vọng rồi về, chứ đâu có ai làm. Đi ăn đám cưới tới ăn vọng. Ăn giống ở nó về thôi. Cái truyền thống gì ngộ vậy? Mai mốt mà ai mà tới đây do tới ăn giống, tôi tới đây tôi không cho ăn, tôi cho giọng không, tôi giọng vô trong mặt từng người. Cũng à, được, cái đó Gia Lan lớn mà, Gia Lan muốn làm gì làm. Rồi, bây giờ thì tôi cần là có mặt cô con gái ở đây để tôi kiểm tra một vài điều coi là có xứng tầm với gia đình của tôi không. Dạ. Bớt tăng đồng. Bây giờ là trên đây không còn giết trâu nữa, nên trâu nhiều lắm, điên là trâu hút nha. Rồi. Đâu, bên đây bu được rồi nè, bên đây bu nè. Rồi, bu bên đây nha con. Trời ơi, cái gì vậy trời? Thề với chị luôn, nó bu chị 3 ngày, chị hợp y như tôi. Cái gì? Bu 3 ngày là sao? Là nó bu vô người chị á, nó bu vô người chị. Chứ còn nếu nó bu là hết xưa rồi. Chị nghĩ như vậy thôi, nhưng mà tôi cũng rất thích suy nghĩ của chị. Thì ra đây là con gây me. Con gây me. Con đây, vợ. Đây là con me. Ý không phải là con me mà là con gây me. Chữ me ở đây không phải là cái chữ mẹ đâu, mà là me. Thì làm vậy, ở dưới miền Nam á, người ta nói con gái đẹp là con gái mặn mòi, là nó phải mặn. Còn trên đây thì con gái nó phải chua chát. Nó chua thì có me thôi, con gái me. Ý ông khen tôi là đẹp như trái me đó. Đúng rồi đó, người cũng hơi chua dữ lắm, nên tâm đi nghe. Dạ. Bà nội này sao bà mê tôi, bà bú, bà bấu tôi hoài vậy bà? Không, tôi nói rồi, nó mê bu dữ lắm. Tay cũng để đúng đỉnh điểm ghê vậy đó. Ghét ghê à. Thôi bà làm gì làm đi, mệt quá. Đó, thấy chưa? Nhây tôi nhây lui rồi nó cũng nhây vô cái người của ông à. Khi quen đường cũ. Dạ. Khi quen đường cũ. Dân tộc là bò dấu thôi, cho nói có dấu không nói được. Vì là cái này bày rồi, chúng ta phải hội nhập. Ở đây mình nhiều khi là bình thường mình nói tiếng ngang tràng không có dâu. Dạ. Nhưng mà đôi lúc tôi nói chuyện mà cũng phải nói tiếng miền Nam. Những lúc mà tôi nói tiếng miền Nam là những lúc tôi sống thiệt với giới tính của mình. Phải lộn, sống thiệt với cảm xúc của mình. Mỗi lần cảm xúc dâng trào là nói tiếng miền Nam. Thôi vậy đi cho khỏe, vậy đi cho khỏe. Ủa gì nay giờ là xong giả tàu hết ha? Giả hết. Giả trời. Thôi giờ mình sống thiệt chung với nhau đi. Dạ, giờ chồng tôi đi. Là sống thiệt tình cho làm gì có da. Da là chỉ có chuyện. lấy con khỉ này ra rồi giết lột da nó thì mới là sống da thôi. Ôi đúng hai vợ chồng luôn á trời ơi. Hai vợ chồng tối ngày cứ đè khỉ ra giết không à. Khổ ghê vậy đó. Ngày xưa thôi, bây giờ hết rồi. Bây giờ nuôi con khỉ da này mệt chết cha rồi, còn đã là lột da chi nữa. Rồi, chuyện vậy nè. Tôi nghe nói là con gái của chị á, là không có muốn lấy chồng, mà nó muốn xuống thành phố á, nó học đại học. Nhưng mà chị nói là con gái học nhiều chi về nhà nó xem thường chồng nó. Cho nên là chị không cho nó học, chị bắt nó lấy chồng. Rồi, nhưng mà chị cho tôi lý do đi, tại sao chị không cho nó học? Tôi thì không đi học nên tôi không biết. Đè ra là thất học luôn rồi. Trên dưới nhìn lên nhìn xuống chỉ biết ông chồng thôi, không biết cái gì hết trơn hết. Nhìn vào hai người thấy hai người là không có kiến thức học, cho nên là muốn con đi theo chồng cho khỏe, đúng không? Thấy mấy đứa nó học quá thì cũng muốn cho con đi học. Nhưng mà học ra giờ 3-4 cái bằng rồi nó cũng thất nghiệp như thường. Nó cũng về buôn mình, nó cũng làm cà phê, nó cũng làm rẫy. Học chỉ cho nhiều, học cho biết cái chữ, đọc cái báo, đọc chí, để chi? Để học hỏi thêm mấy cái kinh nghiệm
phân bón thuốc men rồi này nọ lo rẫy vậy cho rồi. À, có chồng để chi ly chi ly phải học. Học đến chi? Học về dạy lại thằng chồng. Phải chi, nó học lúc nhỏ thì được. Giờ nó lớn rồi, nó 18, 19 dạ, rồi. Học gì nữa? Trời ơi, học giờ học tới áo, tuổi lấy chồng. Mở chứ có gì ở đâu. Tôi nói ông biết là tôi không học hành gì trên, hỏi tôi cái gì tôi cũng biết hết trơn. Các làng này nhất chồng tôi, nhi tôi, cái gì tôi không biết hết trơn. Dạ không, nói được cái nhiều chuyện. Nhìn mặt chị y như búp bê bị hư vậy thiệt á. Cảm ơn. Còn một mình ông anh kêu tôi búp bê, nguyên cái làng này nó vừa thấy tôi là nó kêu à, ma dài, ma dài. Chắc là con gái mẹ cũng giống như con gái. Không có, không có, nó khác. Gái con xinh lắm à. Gái con nó lai con, nó đỡ hơn. Vậy ha. À, để kêu nó về. Ờ, kêu kêu nó ra coi nó đẹp sao. Thôi đừng có mua nữa, chào già làng. Dạ, chào già làng. Chào cho đàng hoàng. Dạ. Mấy mốt đừng có tấn cái đó vô trong mặt, ngọt lắm. Nha, nha. Nè muốn bu không con, bu luôn. Không, không có chịu con đâu. Tôi biết cô học rất là giỏi. Dạ đâu có. Học giỏi nhất là tiếng Anh. Dạ đâu có. Rồi đâu, nói tiếng Ả Rập tôi nghe coi. Ả Rập, Ả Rập, Ả Rập. À, nó nói Ả Rập. Nãy giờ là con đang bị sống giả tạo đó. Không có. Mình sống thiệt, mình phải nói tiếng Nam. Dạ, Ả Rập, Ả Rập, Ả Rập. Đó, đúng rồi đấy, mình phải quay đúng không? Chào già làng á. À. Chào già làng. Ở đây thì hồi nãy giờ tôi tới đây là tôi hỏi cưới. Để cưới tôi nè. Hả? Cưới tôi. Chào ba, chào mẹ. Ủa cái gì vậy, cái gì vậy? Đấy, nãy giờ lại hỏi cưới tôi. Vậy là sao, vậy là sao? Tai tôi làm sao? Hả? Chào. Nhìn, chào, 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 chào. Nó nói là tại sao nó yêu cô mà lại cô đi lấy ông già làng này. Vậy là đây, yêu đây. Đúng. Mà hai ông bà lại hứa là gả đây cho đây. Bây giờ sao phải giải quyết cái chuyện này cho tôi, để con tay tôi nóng nổi. Nó phát tình như vậy nó không nói được luôn rồi. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Trang Gia Lao, Trang Gia Lao. Gia Lao là gì? Trang Gia Lao là chào Gia Làng. À, chào, chào Gia Làng. Tại sao hẹn ra bờ chuối mà bây giờ còn đứng đây? Cái gì đó? Đây là hẹn. Hẹn ra bờ chuối làm gì? Kiếm em bé. Em bé nào ở dưới chuối? Kiếm em bé ở trong đây. Ê, bay, bay, bay. Không, đừng có bay. Đi chứ không có bay. Bay, tầm bay ông nội. Trời ơi. Vậy là không những yêu bên đây mà còn hẹn hò với bên đây, mà còn đòi gả đây cho bên đây nữa. Quen nhau 3 năm rồi. 3 năm rồi. 3 năm. Hẹn bờ chuối 385 lần rồi. Không có. Đi ra bờ chuối. Không phải. Bây giờ có đi ra bờ chuối không? Đừng đứng yên để giải thích. Có đi ra bờ chuối không? Trời ơi, nhau muốn chết luôn mày đi hết. Nha. Mấy người lộng hành rồi. Ở đây tôi già làng nha, không được qua mặt tôi nha. Dạ xin lỗi già làng, con đi về. Ê, cái thằng đăng xanh bỏ đỏ mắt bò mặt ngựa trắng đó, lưới heo kia mày review lại. Mày phải trả lời cái chuyện là sao mày muốn. Nghe quen không, nghe quen không? Cái vụ này tôi bị hoài à. Ngày nào nó cũng vô nó chọt chọt, xong nó chạy ra nó chọt chọt chọt. Ra bờ chuối đi. Đưa tụi bay. Ê, 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 mày đừng đây đi mày ơi. Bước qua bên đây. Bước qua, bước qua bên đây. Phải giải quyết cái chuyện này, tôi không có chịu được đâu nha. Lạ qua tôi cho khỉ bú hết trơn bây giờ. Cái gì? Nè nha, hai cái chàng thanh niên nha. Có tin là tao tát một phát á là... Đi sao? Dạ là muốn nói gì? Giang bi. Mày có tin là tao tát một phát là đầu mày lật ra sau lưng, đít mày chống vào cổ, mặt mày bổ làm đôi, răng môi mày lẫn lộn không hả? Chào mẹn ổn. Cái trời. Câu này của bà già già mà à, Thuy Nga ngày xưa bà nói á. Bà bắt nước lại y chang. Wow, cái đó dữ lắm. Có đó mới phần 1, tao còn phần 2. Dạ. Sau khi tát xong tao đấm thêm một phát là ha, hồng toát ra làm 3, da rách ra làm 4, mà cái rốn bung ra làm 5, cầm xòe ra làm 6 ha. Con cháu nhận không ra kêu cha má mày ra bãi ta ma mà hốn xác. Trời ơi. Xin già làng đừng tát con.
Con chờ quá, con đi về. Đi đâu? Mày đi đâu có chơi? Tao phải giữ rồi lại đây. Tự nhiên đâu vô đây bao đồng chọt chọt không đi. Đi vô vô ra là không có dễ đâu, ngồi đây nha. Yên ký đi vậy là con không đi đâu đâu. Tôi có một bí mật và bây giờ tôi muốn nói ra. Thật ra tôi không phải là già làng. Trời đất ơi, anh là người yêu của em. Mày không phải già làng, mày không phải già làng. Mà hồi nãy giờ mày chửi tao. Chưa từ từ, mày không biết tao về. Bây giờ mày không phải già làng, tao không biết chứ. Em Khởi My, đây anh nhắc cho em nhớ. Cái mối tình giữa anh và em, có một cậu bé mồ côi cha mẹ, mắt bị lé. Em đừng có chọt vô. Con gái vậy vô duyên lắm. Có một cậu bé mồ côi cha mẹ, nhưng mà sống với dì ghẻ. Nhưng mà dì ghẻ rất yêu thương cậu bé. Mỗi ngày cậu bé đi làm kiếm tiền về nuôi dì ghẻ. Nuôi bằng cách nào? Đi giao bánh pizza. Và một ngày nọ đi giao bánh pizza tại một chung cư, và tại đó có một cặp vợ chồng sống thử với nhau. Họ sống thử với nhau rất là chan hòa hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ họ cãi lộn. Họ cãi lộn rồi ông bảo vệ mới đứng ra giải quyết cho mâu thuẫn của họ. Giải quyết xong xuôi hai người làm lành, ông bảo vệ trở về ngôi nhà sống yên ấm. Cuối cùng một ngày nọ anh ra chợ gặp em và anh yêu em. Mà có nghĩa là câu chuyện đó là móng tay thôi, mà kể cả nguyên một bàn tay để chi thêm thắt vô cho câu chuyện thêm sinh động. Mà câu chuyện hết chưa? Hết rồi. Tao về. Ôi, cho trốn nữa. Trốn nữa. Thôi cho về đi, giải quyết được nhân vật nào đỡ nhân vật đó. Bây giờ tới ta là già làng. Bây giờ ta nắm quyền già làng. Ủa đội cái đó vô là cái thằng thanh niên này ở đâu? Ở đâu đây chót xuống đây vậy? Tôi có thêm một bí mật thứ hai. Thật ra cái bộ tóc đó là của cha ta, và cha ta là già làng. Là ông là ai? Ông là con trai của già làng. Nhưng mà về làng này không biết nghĩa lễ, qua gặp người ta phải gặp ba gặp ma chào hỏi chứ không phải ra vớt về già già làng vậy. Lực ở đây là không có cho. Hồi sáng già làng bị đau bụng rồi anh cử tôi qua đây. Nhờ tôi thay ba qua đây nói chuyện, tôi mới phát hiện ra một chuyện là làng mình có một cái hủ tục không nên giữ. Đó là bắt gã ép cho bằng được. Tôi không muốn như vậy nha chưa. Ê! Còn cái quần ở trong chị ơi. Đó, cái già làng đó xuất hiện nữa. Người ta có câu lực rượu về cho ba ta. Lực vua. Chúng ta nên giữ lại những cái gì mà truyền thống đẹp thôi, còn những cái hủ tục thì nên bỏ nha. Em á nên uống thuốc tăng cường chứ nhớ đi, em bị mất nhận thức rồi đó, không còn nhớ một cái gì nữa hết. Nhớ hết mà. Nhớ gì nói coi. Anh là già làng nè. Rồi đó, hiểu rồi đó, nói vậy lại là mất nhận thức rồi đó. Người ta ở trên thành phố xuống. Dạ, trên thành phố. Đó, trên thành phố xuống mà dám đứng ngang ngửa với tao nói chuyện gì đó. Đó, thấy chưa? Dạ, em xin lỗi. Về uống thuốc đi nha. Trời ơi, con ngồi luôn hả? Người lớn đứng mà sao ngồi ra bày. Dạ, thôi vậy để cho con quỳ đây để xứng đáng để làm con rể. Thôi, được rồi. Nó có cái bụng á, xuống đây. Nếu mà hai đứa bay yêu nhau á, cứ nói đi. Ba gã sợ quá nên giấu đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy chưa, nói rồi đã nói yêu mà giấu. Thôi được rồi. Nếu mà con thiệt sự yêu á thì bác gã không có sao hết. Bây giờ tao cũng mở mang lắm rồi. Ba nhưng mà chỉ có một điều á là theo phong tục á là phải bắt rễ. Dạ. Về để ở rồi lo lắng dạy dỗ trẻ em ở trong bản trong làng được không? Được luôn, với những cái kiến thức mà con học ở dưới Sài Gòn lên đây con làm được hết cho cha luôn. Rồi vậy được rồi, quyết định rồi. Mai mốt là xuống gặp cha mẹ con làm đám cưới luôn ha. Làm luôn nha. Chào đám cưới con ơi. Đi về đi. Đi về luôn. Dạ tôi có làm lê quy. Vừa rồi là tình huống của gia đình. Sao mặt căng quá vậy? Căng cái sao không căng? Tại sao căng? Tự nhiên con trai mình yêu con gái vậy ta. Nó nổ mầm khung riêng luôn. Qua là không có được giải quyết gì trơn á. Tự nhiên gả cho cái thằng ở thành phố. Không sao đâu, cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Yeah, cái chuyện đó. Ôi là chơi vui quá.
Khoan đã, khoan đã, bây giờ vô đây, vô đây, vô đây. Lại đây. Tất cả mọi người tập trung lại đây. Bây giờ con bà này đâu? Con bà này là ai, bà con áo đen đây, này. Con tôi đây, con áo đen ngoài đây. Thằng này với thằng này là con hai đứa này. Đó, đó. Rồi đây là vợ tôi, là đây con tôi. Qua đây, qua bên này, qua đây. Dạ, 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 dạ. Con qua đây con. Đó, đó. Dạ, hai đứa con. Hai đứa con. Xin đôi. Xin đôi. Này, này chị con. Trời ơi. Không, anh con. Anh con. Cái này phải dạy con, tại con không phân biệt được giới tính á. Nói nghe nè, Tàn ơi, bây giờ anh về anh hỏi chị lại nha. Không biết phải con anh không, cho tôi thấy nhỏ này giống con Bạch Long đó. Mặt y chang Bạch Long luôn. Bà bậy quá, lúc bạn ơi, qua bên kia chơi đi bạn. Lúc có bầu coi hài Bạch Long và cái mặt y chang hả? Con thằng này nha, coi lại coi nó có bệnh tật không chứ nhìn mặt nó si chim đau quá bà ơi. Con tôi mà bà nói vậy, bà coi lại con bà đi, bà coi lại con bà đi. Sao con tôi sao? Ông nói tập tạ, đi. Tập tạ đâu mà heo đô quá vậy? Con tôi ông biết nó tên gì không? Phi Thường. Con bé này chị ơi, con bé này giống chị lắm chị ạ. Đặc biệt là cái điểm lùn. Lùn bà sao đâu? Bà cứ khoe con người ta không, con mình đấy bà không khoe. Con của bác giải mộ. Con đừng có nói bạn vậy. Nè, không phải tôi khen chị với ông anh đẻ đứa con mà nuôi quá khéo luôn, nuôi sao mà nó dư dinh dưỡng, tao nói như nhìn như con heo kìa đó. Nhưng mà nó giỏi lắm. Nó giỏi vậy tôi không biết. Cho tôi thấy nó mập quá, nó ăn hết phần ông anh. Người ông anh như con khô, nó như con heo, không được. Chừng nào nó qua nó ăn nhà bà thì bà mới nói. Đúng rồi, má tôi giỏi mà. Chửi má lắm á. Trời ơi, con bà bằng con tôi không? Đúng. Xin lỗi bà đó. Trời ơi, hai cái nhà này cả hoài. Nhìn nó như vậy thôi. Nhưng mà nó rất là độc đáo. Đúng. Độc đáo ở cái chỗ mà nó ăn mặc thôi. Đó. Rồi tài nghệ của nó còn ghê hơn nữa. Bà chưa thấy nó cắm đầu mà nó quay 80 vòng đâu. Làm gì vậy? Làm đi con. Làm cho bác coi nhanh làm, lên. Đừng làm mất mặt. Làm đi, làm đi, làm đi. Làm mất mặt ba. Đừng làm mất mặt ba. Đừng làm mất mặt ba. Đừng có cắm đầu vậy, mất công á. Người đầu bạc tiễn cái đầu xanh ghê lắm. Không được đâu. Chị ơi, nói chẳng phải khoe chứ. Con em từ lúc sinh ra ấy mà nó biết nói tiếng Anh trước khi biết khóc chị ạ. Ở nhà mẹ con em toàn nói chuyện tiếng Anh với nhau. Con ơi, vài lời cơ bản con ơi. Hello mom. Hi con. Trời ơi. Con ơi, tiếp đi con ơi. Con với cô làm đang bao nhiêu? Đúng rồi á. How are you? I'm fine, thank you. Em con? I'm fine, thank you mom. Ok, không vấn no problem. Chị ơi, mẹ con tôi nhà giao lưu bằng tiếng Anh. Nói chung là chị mẹ con chị giao lưu là nãy giờ tôi không hiểu gì hết trơn á. Đại loại là vậy. Thì đúng là mèo khen mèo dài đuôi chứ. Tôi là không, cuộc đời tôi đẻ đứa nhỏ này ra không bây giờ tôi khen nó. Cái sự à, sinh ra nó giống như một gọi là cái thiên thần mà thần đồng. Hát đi con. Con hát lên để con thể hiện được cái giọng của con là cái một cái đứa trẻ thần đồng. Hát một cái là Phương Mỹ Chi cũng đi ngủ luôn. Vậy không má? Hát đi con. Cháu ơi đừng ra cỏ ăn người ta, coi chừng ăn cám heo nhà người. Trời lắm. My God, my God. Tôi không biết bà đẻ ra cái gì mà tôi thấy ăn cám với ăn cỏ là tôi hiểu con bà rồi đó. Thì nói lại là tại má con nói ăn mà. Mày được cái đúng là khôn nhà dạy chở nhà mày hát hay mày ra đây tự nhiên mày không hát nó bỏ đi. Ê, nè con nói má nghe. Má nói con nghe. Sao lại đi đâu chị? Đi qua nhà chị đâu mê con tay đi đây bóp đây nè, đây nè. Nãy giờ khoe con hát chưa? Xin ơi, nè, đặc biệt con em người ta đẻ cái gì ra chứ em không biết nhưng mà thằng này là cái miệng ra chứ. Bây giờ là nó là có năng khiếu luật sư lắm. Một xóm là không chơi lại nó đó. Thì vậy không? Đó hả? Lẻ lên con máu làm cho má nữa mày nữa. Lại là sao? Em người ta cãi. Không có, ý mẹ con nói là con là luật sư rồi con có chức năng hùng biện á. Nãy giờ anh em con nằm quá trời luôn không ai để tâm lý hết trơn. Nằm một hồi mà tao nói mà khói bộ nó lấp đầy hành hai cái mộ luôn mà không ai để ý. Đó, còn này đó nè. Trời đất ơi, tôi chưa thấy ai bao tôi thấy bạn nào mà thiệt nha. Bạn bằng tuổi tôi mà bạn y còn già hơn là cha mẹ tôi nữa. Nhìn đúng bạn tôi biết tôi là kêu bằng bạn hay là tôi kêu bằng chú nữa. Còn bạn á nha, bạn tuổi con chuột mà tướng bạn như con heo. Bạn ăn hết của cha của mẹ rồi. Trời ơi, mới bây lớn là bạn phải đi làm lụng kiếm tiền chứ. Con nói nãy giờ quá trời mọi người phải thương con chứ. Đây, nãy giờ con thể hiện cái sự năng động của tuổi trẻ của thiếu nhi đó. Con hiền lắm, cái miệng con nói vậy thôi chứ cái bụng con rất là lành, không có nghĩ gì hết á. Trời ơi, thấy thương quá trời. Thấy thương quá. Về con về. Tôi không phải tôi nói con khen chị
vậy chứ? Bây giờ sinh đôi là thường thường nó giống nhau lắm nè. Còn thằng này con sao? Thằng này con nó nói sao? Con nó nói coi nó nói được không? Cái thằng này á là cái gì nó cũng biết hết luôn á. Mà tài năng nó chưa biết gì, coi nó mập mập tròn tròn chứ này dẻo lắm nè. Con đố dẻo nè, con đố dẻo coi nè. Sạch ngang con. Sạch ngang. Cuộc sống này vô vị lắm. Con trai là chứ mẹ trai à, mày nó thể hiện tay. Cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính. Thua rồi, nó bị khùng rồi. Ba mày kia kìa. Ba mày bên kia, ba mày bên kia. Đúng rồi chị ơi. Con nói chú bị khùng rồi. Không phải. Ba. Mẹ ơi, có khi nào anh bị tâm thần phân liệt không? Không phải. Mẹ ơi. Anh con nó bị suy chùm đau. Với lại này con nói đúng rồi. Cái gì? Bộ phận thủy. Má ơi. Má ơi. Phụ thủy. Thôi, trời ơi mấy đứa nhỏ. Ê, cái đâu rồi? Thế đâu giờ tôi thấy nó nói cái câu đấy là hợp lý đó bà. Hợp cái gì? Bà, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà là hư nhất á. Bà dạy con cái kiểu gì kỳ cục. Bà dạy nó nói tầm bậy tầm bạ không à. Thế thì yêu thương con tôi và cho nó ăn 6 bữa một ngày. Rồi dạy cho nó những điều cơ bản, những ngôn ngữ như language thật hay. Giống như là tiếng Thái Lan, tiếng Anh và tiếng Campuchia. Sao bà dạy tiếng Thái, sao bà nói tôi nghe coi. Thả phun thả. Tiếp rồi, đi con. Bà nín luôn rồi. Bà gạp có được nhiêu đó thôi, bà còn gạp nữa. Đời đó. Gạp gì khác không? Campuchia. À nó gạp bà. Ôi trời, nó văng qua tới bên này luôn rồi mẹ ơi. Con. Trời ơi, hai cái này thân quá vậy. Cái này là, nè tôi nói chị nghe, cái chương trình này là chương trình là tụi mình ở trong sớm là lâu lâu ra đây rảnh rỗi khoe con. Mà chị nãy giờ chị cứ thể hiện tài năng hoài, tôi thấy chị kỳ cục quá. Tài năng là cái xóm này không ai tài bằng tôi. Tôi nè, nghĩa? Người đàn bà nè, không chồng mà có con là thấy tôi tài năng rồi, thấy không? Đây nè, bây giờ tôi thấy con bà nó hơn bà nè. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc nè. Bây giờ nhiêu đó mà nó cua trai là tôi thấy nó tài năng hơn bà rồi. Trời ơi mày cua mày lựa cái nào mày cua. Bộ quân thủy. Mày lựa cái thằng đẹp, mày cua cái thằng xấu quắc, cái quẻ mày cua gì con? Con đâu có đâu, con chơi đồ hàng với nó mà. Ủa con chơi đồ hàng á, nè, nói về tài năng nè, con tôi ha. Dụ như tôi nói là con cưới chồng, hát cái bài cưới chồng sao con? Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, chim ru điệu hát, dòng hò trên môi. Rồi, ly dị. Hát bài nào ly dị? Má tao kêu tao hát, mày kêu không có được tao không hát đâu mày. Tao biết nè mày. Mày hát đi. Kết thúc, cuộc tình này đã chấm hết, cuộc tình này đã phôi phai. Nhờ chị mà tôi biết được tài năng của con tôi. Thôi chị ơi, con chị thua rồi. Con người ta giỏi hơn, nhưng dù sao không bằng con tôi. Làm sao con bằng gì làm gì, con thì làm gì? Con tôi mà hát những cái ca khúc mà về tình yêu mà chia ly thì nó lại còn là đỉnh điểm chị ạ. Lên đây mẹ với con mình xong ca. Con là Đan Trường, mẹ là Triệu Vy. Ok. 2, 3. Quang chào hàng chị. Chào hoa hàng chị. Rồi bà này đâm ba rồi đó. Chào hồ ly. Giờ đã chia ly. Con gì hát cứ như nhai ngải trong họng à. Đúng rồi con, thể hiện đi. Con là con nít cho nên con sẽ hát nhạc thiếu nhi. Đúng rồi. Con, hát đi con. Mèo 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 rửa mặt như mèo. Sau sau lắm chẳng được mẹ yêu bà lắm. Tao bà trăng rồi lại vàn bông ở giữa ngơ. Bông lê cho bằng bông hồng em dành tặng cô. Bọt bài ca em hát riêng tặng thầy viết bản. Bụi phân rơi rơi có hạt bụi nào hóa chi tâm tôi. Vì một mãi tôi trở về làm cát bụi. Hay quá. Dạ tại vì con hát là con hát từ lúc con đẻ ra cho đến khi mà mồ chôn thanh cỏ luôn. Trời ơi, con chị nó hát tào lao. Hát cái gì mà nó trộn hầm bà lằng mấy bà vô. Đó gọi là remix. Bà trộn như nó được không? Không, tôi không có cần trộn. Bà trộn tôi coi. Tôi không có trộn được. Con tôi nó trộn. Đó, trộn đi. Con hát mà cái kiểu mà giống như là hoàng hôn mà nó lên mà tới trời trời tắt nắng cho mẹ đi con.
Ờ. Cái bà đưa ra cái gì mà khó cho con bà vậy? Hoàng hôn lên mà tới trời tắt nắng à. Chiều hoàng hôn tiếng cả dòng sông. Đó nó con lên từ dòng sông. Mày khuya hả? Mày khuya. Vô, khuya đi con, khuya đi con. Gió lạnh lạnh buồn ơi, khuya nay anh đi rồi sao trời đưa lỗi. Ok chị quá. Hai bài Bình Minh. Bình Minh hả? Ừ. Bình Minh hả? Bà Bình Minh sẽ mang em đi. Bình Minh đã mang em rồi. Bình Minh sẽ mang em. Má con hát rồi, má con hát rồi. Dạ, má con hát rồi. Thôi, được rồi. Tôi nói cho mấy anh chị nghe. Làm gì làm á, mấy đứa nó cũng còn nhỏ. Ráng cố gắng, đừng có tâng bốc con mình quá. Mình khen con á, hay là thương con á, cũng phải chiều con cũng vừa phải thôi. Đừng để coi chừng tụi nó hư nghe không? Ờ, tôi đâu có chiều con vậy đâu. Đó, sao quýnh con tôi vậy? Mày phá, mày phá. Ủa, dậy đi, về đây. Ây, trời ơi, sao con quýnh mẹ? Mất dạy. Ôi, anh ơi. Anh phải dậy đây rồi. Mày biết cái dạy đó. Con bắt mày quýnh đầu hơn. Trời ơi, trời nó quýnh nhau. Trời ơi, nó quýnh, nó bắt nó bị khùng rồi. Cho nó vô bệnh viện đi. Rồi xong rồi nghỉ rồi. Đó không? Cô chúc mừng con. Con trời ơi, thôi con à. Thôi anh ơi, anh thiệt luôn á. Anh già không có mà anh nhỏ không tao luôn nè. Từ quýnh mặt tao hả? Quýnh mặt tao hả? Chúng ta vừa trải qua những tình huống với những khách mời vô cùng duyên dáng và dễ thương. Những tình huống của chúng tôi mang đến là những tình huống đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đầy thông điệp, ý nghĩa về cuộc sống cũng như gia đình. Anh thấy sao? Anh thấy thì thật ra là cái thông điệp sau cùng đó là con nít chúng ta đừng nên đánh lộn ngoài đường. Lúc nào cũng phải yêu thương nhau, phải không? Học cho giỏi để cho cha mẹ vui lòng. Phương pháp giáo dục phải đúng cách mới được. Dạ đúng thế rồi. Chứ đừng có cho nó học tiếng nước ngoài nhiều quá nó quên tiếng Việt. Không, ở đây chỉ có mình anh thôi. À, bỏ đi. Và bây giờ chúng ta xin một tràng pháo tay cho sự trở lại của ba khách mời ngày hôm nay. Xin mời Phi Nhung, Quỳnh Lập và Hương Giang. Và sau đây là ba phần quà từ chương trình Hội Quán Tiểu Lâm. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Có vợ mà siêng năng trong cái chuyện mà chăm sóc chồng con, chăm sóc mẹ chồng, chăm sóc gia đình. Lười biếng, không có nấu ăn. Tôi giết người rồi, tôi giết gia đình rồi. Tôi giết gia đình rồi. Ba, ba, ba. Cá nữa cho tỉnh đi con. Anh ơi, con ăn đi. Giỏi không? Ăn sống tôi rồi gặp nhà cũng vẽ ta là bụt đi. Ông bụt vô mặt kìa nè, đó. Thì tên của tôi là một con tôi là đừng vì một chút khó khăn mà quên đi nụ cười. Nào hãy đến với chúng tôi, hồi con tiêu lờ. Những câu chuyện từ xưa đến nay, từ bình thường đến bất bình thường, những vấn đề y tế được thể hiện dưới góc nhìn hài hước của những khách mời tuần này. Ca sĩ Nam Cường, diễn viên Hà Linh, nghệ sĩ hài Minh Béo. Cha đừng chém đầu, đem đi thiêng là được rồi. Hả? Với sự ngẫu hứng của ông Lao, ông Tàu. Kể từ ngày đó, đời ta chẳng thấy nhau. Em sống không vui, anh mừng thấy bà. Mang tới những câu chuyện đáng suy ngẫm. Cái này nó làm cho mình trái với lương tâm rồi bác sĩ. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Sẽ đến ngày hôm nay tất cả danh hài giờ này đều đã
Xin chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Hội Quán Thứ Lâm mùa thứ hai. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải. Xin cảm ơn anh Tài. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ. À, bữa nay là toàn là đẹp trai với lại thư dữ không đó nha. À, danh hài Binh Béo nè, ca sĩ Năm Cường nè, danh hài Hà Linh nè. Mình không, gọi là danh hài luôn, tại chương trình đi chương trình hài mà. À, danh hài Năm Cường luôn. Danh đừng thêm cái chức danh hài nữa hả? À, là chuẩn bị nghỉ hát luôn đó. À, coi như là ba chàng đội Lâm pháo thủ. À, Hội Quán Thứ Lâm mùa thứ hai có một điều đặc biệt là những tình huống các anh tham gia sẽ là người chủ động và gia đình chủ quán sẽ là người không biết gì cả. Tuy nhiên ở phần cuối cùng đó là Tiếu Lâm Hội thì ba người lại rơi vào tình huống bị động và chủ động sẽ là gia đình của nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Thúy Nga. Bây giờ chủ động hay bị động gì ba người cũng đừng có lo. Bởi vì sao? Bởi vì trong chương trình này lúc nào cũng có hai vị khách bí ẩn, lúc nào cũng kề cận và hỗ trợ cho ba người, đó là ông Tào Trường Giang và ông Lao Chí Tài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi ba vị khách mời này, ai sẽ là người xuất hiện đầu tiên và ai sẽ là người mang đến niềm vui đầu tiên đây. Chúng ta hãy cùng chờ trong giây lát. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Ra thì diễn kịch cũng nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ diễn hậu quán hết. Mà hậu quán thì cần là phải Tiếu Lâm nữa, cho nên phải căng thẳng lắm, là phải làm sao cho khán giả phải cười, đúng không? Hoặc chính mình cũng phải cười, mà quan trọng mấy người kia không được cười là tại em, cười là mình thua. Em sợ là người ta không cười mình tự cười không ạ? Thôi ráng đi, ráng chồng. Cái sợ nhất của mình là mình biết là mấy anh chị với lại mấy em nó có duyên, nó diễn hài vui lắm. Ừ. Mà sợ nhiều khi sợ không hài. Mới hỏi không có sợ mình hài cũng nổi là vừa nói xong cái ba đứa ngồi cười không, không có diễn gì hết là chết. Nếu mà mình mà đuối về lời nói thì mình sẽ dùng tới hình thể, mình có thể lấy chiêu lấy thịt đè người. Ngay cả Hoài Linh Minh Béo cũng sẵn sàng đè được, bởi vì với số ký này mình chắc chắn là mình hơn rồi. Còn anh lấy chiêu gì? Thật ra thì bây giờ trước mắt thì ngoại trừ Hoài Linh ra thì ba đứa em mình thì anh nghĩ chắc là Thúy Nga. Nghe đồn là 3 giờ sáng chứ vẫn tươi mà. Nên là 3 giờ sáng chứ tươi chứ giờ này là chỉ đừ là mình chỉ đừ. Kính thưa quý vị, Nam Cường là một ca sĩ và anh ấy cũng tham gia rất là nhiều cái chương trình game show. Tuy nhiên ngày hôm nay đến với Hội Quán Thứ Lâm, chúng ta hãy chờ xem Nam Cường vượt qua thử thách như thế nào. Thử thách ấy chính anh ấy mang đến, tuy nhiên là có bị chủ nhà làm khó để trở ngược lại hay không? Anh Tài nghĩ sao? Anh nghĩ đây là một cái tình huống rất là gay cấn và hồi hộp. Bởi vì không biết Nam Cường có là trội nổi với cái gia đình này không? Đúng rồi, với lại đây là cái chủ đề là y tế cộng đồng thì có rất nhiều vấn đề xảy ra, và để vượt qua được những cái chủ đề như thế này là phải có một sự trải nghiệm và hiểu sâu rộng, kiến thức nó bao la lắm. Đúng. Nhưng mà không sao, cứ để Nam Cường vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Phòng mạch, ê bác sĩ ơi. Hồi sáng giờ kêu đốt phong long đốt chưa? Dạ cũng đốt quá trời mà sao không có khách gì hết trơn à? Dạ. À trời, mới nói xong là khách đến liền. À, tôi bấm số 1 và tôi vô khám. À số 1 hả? À? Rồi, đi vô rồi ngồi đây đợi người thứ 10 tới anh nha. Đau quá. Bác sĩ ơi, y tá ơi, vợ tôi nó đau quá rồi, đau nè. Đau quá, nó tự vô đi. Cho vô khám liền đi em đợi. Trời ơi, khám liền được không bác sĩ? Phải theo thứ tự đàng hoàng chứ đâu phải được. Cái gì bốc cái số 51 thì làm biết nào mới khám. Thì chờ cái số 50 là 51 tới không? Trời ơi, nhìn từ từ chứ. Mà tôi nhập viện từ hôm qua đến giờ rồi. Tôi nói cho bà vợ tôi vô mổ đi không chịu. Bây giờ sáng giờ là ói oải quải nè. Đau ở tụi tôi á, phòng mạch tụi tôi cái gì cũng phải từ từ. Khám bệnh mà cái gì mà nho vậy sao khám được? Bà nói bà đau cái bụng, bà đau cái mỏ đâu bà lai hoài vậy? Tôi phải lai như vậy để cho mọi người bình tĩnh lại để mà còn khám bệnh chứ. Dạ tôi chửi vợ, tôi chửi vợ tôi. Nè, bà cầm cái số của bà đi. Có tôi bóc cho bà. Bóp tay đâu. Trời ơi, cái gì vậy? Chú ơi chú, mời số 1 lên. Chị. Cái gì? Chị Nga. Cái gì? Nói gì nghe nè, chỗ chị em quen biết, em vô đưa vợ em vô đây khám chị. À. Chị cho vợ em khám trước đi. Nha. Trời ơi, không được đâu, ở đây người ta làm việc lương y như từ mẫu, người ta làm đàng hoàng, ta phải theo thứ tự. Lương y từ mẫu là từ mẫu mấy người kia, thấy không? Chị em mình chỗ quen biết, nó hồi nhỏ chị hay chơi búp bê với em á. Thôi, cái chuyện trời ơi. Đổ,
chị vậy với em hay 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 chơi bắn bi à, nếu mà nhỏ chơi búp bê lớn lấy vợ là hơi là hơi kỳ rồi nha. Chỗ em biết mà nè, mà thôi không được đâu, bạn bè chứ quen quen không được đâu. Có chồng ơi, không được đâu. Cái gì bác sĩ Đạt khám giùm vợ em đi. À, mời chị đi vô khám bệnh trước đi. Em mời chị vô khám bệnh đi chị. Đây đây đây, vô để em lo đỡ bé thịt vô. Sao bánh nặng quá vậy anh ơi? Anh ơi, cái gì vậy y tá? Dạ, cái chú này bốc số 1 mà. Dạ không có, tại vì thật sự em làm y tá đây bao nhiêu lâu em biết rồi. Lạ hả? Đừng ồn ào quá sao? Không phải, cái cô này cổ bệnh đau quá mà. Cái bác này bác cũng lớn tuổi mà bác vô đầu tiên nhưng mà bác không bệnh gì hết trơn á. Thôi để nhường cho cái cô này. Bác sĩ biết không? Mình giúp, người ta già rồi, người ta có kinh nghiệm, người ta chịu đựng được. Dạ. Vậy mới đau lần đầu. Dạ, nó đau đau đau. Không cầm bệnh được, phải vậy chứ mà. Không, đau đau quá. Bác sĩ ơi, giúp đi, giúp đi. Cái gì vậy? Tại sao bữa nay? Giúp đi. Tại sao bữa nay làm việc ơi? Trái với nguyên tắc. Tại sao nay làm việc trái với nguyên tắc? Đây nè, cái này nó làm cho mình trái với lương tâm nè bác sĩ. Ủa cái này hả? Nhớ chìa nhớ đi. Ủa cái gì vậy? À, bác à, ở đây chúng tôi làm việc lúc nào cũng nguyên tắc hết. Bác bốc số 1 đúng không? À, tụi tôi làm việc là bốc ngược từ dưới lên trên. Nên bác vui lòng nè, có nguyên tắc hết. Bác nghĩ từ dưới. Vô. Cho vô. Ê rồi đây mà đặt đây đâu à, bóp dai bị cái gì, bị triệu chứng sao? Dạ vợ em bị kiến cắn lỗ rúng. Kiến cắn lỗ rúng hả? Dạ rồi đây cái gì kiến cắn lỗ rúng? Dạ được, cái này chị được. Đúng rồi, ôi nặng lắm bác sĩ. Mình chích luôn không bác sĩ? Mấy cái này mà chị chữa hoài mà. Cái này là chim chích heo chích trâu gì thì bà không khác gì con heo đâu. Chích đại đi, hãy chết chứ. Nó nghe nè, cái bệnh này khó chữa lắm. Nếu muốn khám nhanh thì cũng phải hiểu cái vấn đề gì đó chứ. Anh hiểu chứ? Bây giờ cái ca này là phải chuyển khóa, anh hiểu chứ? Sao em hết bùa rồi? Hết bùa. Nhanh lên lẹ, đẩy em xuống đi nào. Luôn nhanh lên, trời cái gì vậy? Tạm thời chích thuốc giảm đau đi. Dạ chích thuốc giảm đau. Biết mà, cái này em làm rồi. Tại vì quay lại. Trời ơi, chị ta. Ôi chị Nga, chị chích kiểu gì mà nó. Tôi không phải khen vợ ông, cái chảo của vợ ông cắt bằng đồng hay sao, kim gãy luôn rồi, nhưng mà tôi vẫn chích được. Để thôi. Trời ơi. Trời ơi, cái gì bác vậy? Bác sĩ ơi, dạ. Em xin lỗi bác sĩ là cái ống xà ranh của bệnh viện mình nó dởm quá bác sĩ ơi. Mình phải trên coi lại. Rồi được rồi, dạ. Bớt đau chị. Tắt thở rồi đau gì nữa. Vậy thôi chị tắt thở vậy là vui đó. Đợi chừng nào có bùa, rồi tính tiếp nha. Rồi. Giờ mời bác. Cho về đi. Vậy là bớt đau rồi đó. Bớt đau chưa? Trời ơi. Ẩm em đi. Rồi nằm đây đi. Cho bớt nè. Chừng nào. Nè nói nghe nè, chừng nào chồng đem bùa lên rồi tính tiếp nha. Mới bình thường. Nằm nó đi nha. Sao ba ơi, ba ơi, ba đừng chết ba ơi. Cứu ba tôi đi. Sao? Cứu ba tôi đi bác sĩ. Ông bị cái gì? Tôi đâu có biết, tôi đâu phải bác sĩ đâu, tôi biết ông bị bệnh gì. Cứu ba tôi đi. Không, cứu đi bên kia cứu, tôi không biết. Cứu ba tôi đi. Trời ơi, chúng tôi. Cậu bé à, ổng chết rồi, đi chỗ này cứu không được, đi quan tài hay gì đo luôn đi chứ ổng chết rồi, leo vô không kịp nữa rồi. Cứu ba tôi đi. Ai dạ? Cứu ba tôi đi. Cậu bé à, cứu ba tôi đi lại. Tiền tôi nhiều lắm. Ổng hết bệnh luôn. Hết bệnh luôn hả? Hết bệnh luôn. Cho thứ tự 101. Trời ơi, 101 là phải đến tháng 101 mới vô chứ. Đi đâu vậy? 11 triệu. Ê, tôi bắt quả tang nha. Bắt quả tang gì? Bỏ cái túi cái gì vô túi. Tiền. Cái gì, làm gì có tiền bạc. Nó tầm bạ không à. Tôi đưa tiền rõ ràng mà tầm bạ gì? Cái này là tiền hả? Ở đây làm gì có nguyên tắc lắm nha, cái gì vậy? Cái gì vậy cô Nga? Dạ, thưa bác sĩ. Chị đâu? Đưa 5 triệu rưỡi. Cái này con đâu có biết đâu bác sĩ. Đã nói rồi, bỏ đi, ở đây làm gì có nguyên tắc là đếm. Đúng dạ, rồi. Đúng lên trên. Dạ, đếm từ dưới đi. Lên trên. Bậy à. Cậu hiểu chứ, hồi nãy là đếm ngược, bây giờ số này số cao hơn cậu nè, bây giờ phải đếm từ ngược lên. Ở đâu ra nguyên tắc mà ngược lên trên, nguyên tắc là như vậy. Chú thông cảm nha, chú số 1. Cứu ba tôi đi. Cứu ba tôi đi. Để nó từ từ tôi cứu nè, tôi chưa cứu được, tôi chết bây giờ đây nè. Bây giờ ổng sao? Phải ổng bệnh chứ ổng sao? Tôi phải bác sĩ. Cứu ba tôi đi.
Cứu anh đi. Tôi đang cứu. Bác sĩ ơi, trước khi cứu ba ông này, mình cứu ông trước đi, trông khùng quá bác sĩ ơi. Cứu anh đi. Mệt quá. Ba ơi. Ông bị triệu chứng sao? Ba ơi. Bây giờ là phải... Cô Nga. Dạ. Ba ơi. Cái cách này phải hô hấp nhân tạo đó cô. Dạ, Nga. Dạ, đúng rồi. Ba, dạ, đúng dạ, rồi. Dạ, mình phải. Ba ơi. Con tưởng ba chết. Con thấy ba nằm ngủ mà không có thở. Hồi đó giờ tao ngủ có thở đâu. Ủa? Giờ hồi nãy giờ ba làm gì? Tao ngủ. Sao mà chở tao tới đây làm cái gì? Về ba ơi. Cứu người ta đi. Cứu người ta đi. Mày tào lao quá vậy. Hồi nãy có lấy đủ tiền không? Dạ, nói chung là cái số mình hên. Gặp chúng bệnh nhân bị khùng. À, lấy ổn chứ gì? Đi vô chậm không ấy. Dạ. Không ai chuyển cái bùa đó. Ôi, qua đây dạ. Cứu ba tôi đi. Cái gì vậy? Cái gì nữa? Cái gì? Trả tiền lại đây. Cái gì? Vụ gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bác sĩ. Cái này làm ăn gian dối quá. Đó, người ta làm ăn gian dối, tôi có lấy lại đâu. Cho vợ tôi vô mổ giùm cái đi. Thì nãy là khám rồi, hiểu dạ. không? Mà bây giờ cái ca đó là nặng quá, phải qua nhiều khâu. Muốn đi khám liền là phải thêm nữa, hiểu không? Tôi làm giữa nguyên tắc lắm. Bây giờ là ngồi đợi nha. Dạ, bác sĩ, bây giờ mình làm cái gì nữa? Làm cái gì? Mình khám xong rồi phải không? Bây giờ phải thêm bùa mới, bây giờ phải lời cái thuốc giảm nữa. Trời ơi, cái gì vậy? Nữa hả? Trời ơi, bác sĩ ơi, cứu con tôi đi. Cái gì mà làm hoài vậy? Ủa biết sao? Tao ra ngoài tự nhiên nó xỉu ngoài xe. Tại nó lấy cái bao thư lại, nó chạy nhanh quá, xe quýt rất là đáng đời. Cứu con tôi đi, cứu con tôi đi. Bây giờ cái cặp này hình như mình nó thích nó không cô chị? Cái cặp này nó kỳ quá. Cho đi ra ngoài đi bác sĩ ơi, chịu hết nổi. Tôi làm gì có nguyên tắc. Là bây giờ là tới ông chú này khám. Tới ông chú này khám là phải tới ông chú này vui lòng. Đúng rồi, làm gì có nguyên tắc mà. Đây bác sĩ. Lão ban hết đủ hết gạo luôn bác sĩ. À ổn chứ gì cô Nga. Dạ. Ổn. Dạ ổn hả? Mình dạ. Chỉ có nguyên tắc. Bây giờ mình làm gì có lương tâm đi. Đây. Cô, để tôi vô tôi lo cho cô. Vô. Đây. Đi vô đây. Đến với cô bé này. Còn hai. Dắt nhau. Đau quá. Ơi chị. Con đi trời ơi. Con đông quá rồi. Chị sao? Anh chưa tới số bạn kia ngồi anh. Ôi chị ngồi vậy. Bác ra hả? Chuyện bác sĩ là chuyện nghề tụi con, tự nhiên bắt ở đó bắt chen vô rồi bắt lấy bắt kẹp nách kẹp cánh gì. Sao? Trời ơi cái gì mà hôi quá vậy ông nội? Chết luôn à. Đi ra ngoài kia ngồi đi. Đi ra ngoài kia đợi. Đi ra ngoài kia. Sao? Đi ra ngoài kia. Ai đưa tôi tới đây vậy? Ba thấy con xỉu ngoài trước. Đâu con xỉu đâu, đi dép tê chứ xỉu đâu. Mày nghe hả? Chị có đứa gì? Bấm về. Nữa hả? Ôi chết rồi. Rồi chút xíu cả hai, ổng xỉu ai đưa vô vậy? Ổng xỉu ổng chết mà đường luôn chứ sao? Sao mọi này bệnh rất nặng lắm ổng? Bệnh viện này chứa ổng đâu, bệnh viện dạ mùa về chứa ổng thì cho em cái. Lẹ gì đuổi qua đây. Chị uống kiểu uống thuốc này đi chị. Không có đau răng, đuổi qua đau răng rồi. Ủa đuổi qua đau răng hả? Đây. Bác sĩ bình tĩnh để đó cho em cho ba uống thuốc này cho ba khỏi liền hả? Ngồi đi chú. Chưa tới, đợi chút xíu. Xin lỗi. Dạ. Tôi là người bốc số 1 đó. Dạ đúng rồi, ở đây làm việc nguyên tắc là đếm ngược từ dưới lên. Chú thông cảm. Chú biết sao không? Tại người ta nói chung là chú chưa hiểu đâu, từ chú sẽ hiểu. Chú ngồi đi ha. Cái gì? Sao? Thông cảm bằng cách này đó hả? À, có cái thủ tục này mới được khám trước đúng không? Ủa thì nguyên tắc là như vậy mà, trước giờ bệnh viện nào không vậy? Đúng không? Anh cho đây là nguyên tắc của bệnh viện. Dạ thì trước giờ trời ơi, tôi nói mẹ tôi đi khám cũng vậy, cha tôi đi khám tôi cũng vậy, vợ tôi cũng vậy thôi. Vậy chứng tỏ là anh muốn làm tha quá bác sĩ chứ gì đúng không? Không phải nói gì nó ghê vậy, nó giống người ta tha quá. Như đây là mình, giống như là mình phải có cái gì đó cho người ta thì người ta giúp đỡ mình. Có cái này mới giúp, không có thì không giúp. Phải không chị? Ở trong ngành y các anh học có cái này không? Cái này là nó cũng thì, chi tiết tình hình chung á mà nó, đúng rồi thì có một cái sự ưu đãi riêng khi mà có một cái gì đó người ta ưu đãi riêng khi người ta đưa tiền người ta còn nếu không cứ để cho người ta chết à. Anh chị cho tôi biết tên đi. Bác sĩ mà tôi bác sĩ cũng nổi tiếng à, tôi bác sĩ Văn Đông Gun. Anh cũng sắp văn rồi đó à. Anh tìm cái gun nào anh vô anh nằm đi ha. Tôi thông báo cho anh biết, tôi chính là viện trưởng bệnh viện này. Tôi mới về nhận chức. Ngày hôm nay nhờ như vậy tôi mới nhận ra được một điều rằng các anh chị không sống với đúng với cái bản này. Lương y như từ mẫu. Đúng vậy. Các anh chị hành hạ bệnh nhân. Khi nào có tiền thì anh chị khám trước, không thì anh chị muốn nói gì các anh chị nói. Được.
cái gì bỏ qua đi bởi vì tôi xin chỉ hiệu, tôi trợ lý của viện trưởng, tôi là bảo vệ mới ở đây. Viện trưởng có gì bỏ qua em bao nhiêu 3-4 tháng này. Nếu tôi bỏ qua được thì tất cả những người như anh chị sẽ còn nhiều người bắt chước như vậy nữa. Xin lỗi, bệnh viện này không chứa chấp những bác sĩ mà không có y đức như vậy. Còn anh. Dạ. Dạ. Chắc chị ngủ rồi, chị dạ. Mệt chị ngủ à. Dạ, dạ. Trời ơi, tôi tưởng chết rồi không à. Chú cái thuốc gì muốn chết. Thuốc gì vậy? Dạ, thuốc lắc. Cái thuốc giảm đau á mà. Giảm đau là mà chứ gì đâu. Còn anh, từ nay trở đi tôi yêu cầu anh, và tôi cũng muốn nói với anh một cái điều như thế này, là người bệnh nhân chúng ta đừng làm tha quá những lương y như vậy, để cho họ làm đúng với trách nhiệm của họ, đúng như những gì họ học ở trong ngành y. Bảo vệ đâu? Dạ, cho tôi ý kiến. Ý kiến gì? Dạ, nãy giờ mấy người vô đưa bao thư nhưng mà bao thư không có tiền. Vậy là sao? Vậy là có những tụi tôi thiệt thôi. Tụi tôi vừa mang tới lỗi rồi, đi theo tôi đi đâu đi gì? Trời, đâu có được. Tụi tôi không có lỗi gì đâu nè, đâu có tiền gì trong này đâu. Thưa quý vị, là quý vị cũng thấy là trong cái tình huống vừa rồi thì cái chuyện mà gửi tiền, nước, tiền trà để mà người ta quan tâm đến mình nhiều hơn, nó xảy ra rất nhiều và cũng rất lâu rồi. Chúng ta chỉ nhắc đến ở một khía cạnh nhỏ thôi. Đúng. Tuy nhiên chúng ta nhắc bằng góc độ hài hước, cũng mong rằng quý vị coi và cũng thấy được một phần nhỏ trong đó và hy vọng rằng là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tình huống buổi trưa để xem nghệ sĩ Hà Linh sẽ vượt qua tình huống này như thế nào. Hãy để cho anh ấy vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Giờ là như vậy đi nha. Tôi thấy á, từ ngày mà hai đứa mình tự nhiên gặp nhau, làm như cuộc đời nó thay đổi. Đúng không? Trước giờ tôi đâu có nghĩ là trên đời này có ai giỏi hơn tôi đâu. Mà từ ngày tôi gặp ông tôi mới biết nè, cái điều đó là sự thật. Có nghĩa là sai rồi. Sai sao? Ông không có giỏi bằng tôi đâu. Sao không giỏi bằng ông? Cái người thông minh không bao giờ nói nhiều. Nhưng mà hôm nay cái trách nhiệm của mình ở đây nặng nề lắm. Ông có nhớ tại sao mình có mặt ở đây không? Nói đi. Tại sao mà con người bây giờ lại có nhiều bức xúc mà bấn loạn mà đau khổ như vậy? Cái trách nhiệm của mình làm gì? Cứu, chữa. Phải. Làm sao phải giúp cho người ta trở lại bình thường. Vậy mà tại sao ông không hết bệnh? Tôi bệnh rồi nào. À quên, hai đứa mình đâu có bệnh đâu. Tôi không bao giờ bệnh. Đúng. Ông nói nhiều mới bệnh, thấy chưa? Ủa vậy là tôi bệnh hả? Người bình thường không bao giờ nói nhiều, hiểu chưa? Đúng rồi. Nhìn cái mặt là biết có tỉnh hay không rồi. Bây giờ nói vậy đâu bây giờ tôi nghi ngờ lắm. Nhìn ông là biết là rất là uyên bác. Ông học cao lắm phải không? Chứ sao? Trong các ngành khoa học ông nghiên cứu tới đâu rồi? Tôi không nghiên cứu ở mặt đất. Chứ ông nghiên cứu ở đâu? Trên không gian. Hả? Vậy ông là bác học hả? Đúng. Bây giờ tôi hỏi ông câu này ông trả lời được nghe không? Hỏi đi. Tôi nghe nói mặt trăng á, lúc mà nó quay qua bên kia thì mình không bao giờ thấy được. Đúng. Vậy thì người ở bên mặt trăng có thấy được mình không? Sai. Sao sai? Mỗi câu tầm bay tầm ba cũng hỏi. Sao tầm bảy? Trên mặt trăng làm gì có người. Trời ơi, như vậy đúng rồi. Vậy là đó giờ tôi nghi ngờ cái năng lực của ông. Bây giờ tôi biết ông đúng là thiên tài. Ông mà xứng với lại cái nhà bác học gì nè. Cái nhà bác học gì Satan. Satan gì? Ông đừng có giỡn mặt với tôi nha. Cái gì đó, cái gì tanh tanh đó. Anh tanh. Tôi không cần biết ông nói chuyện tào lao rồi đó. Là cái gì? Nói là không biết, nói chuyện không có hợp với ông rồi. Nhưng mà ông nhớ cái mục đích của ông tới đây là làm gì hay không? Tôi biết, tới đây là cùng ông để mà cứu người ta, hiểu chưa? Đúng rồi. Cứu ai? Nãy giờ ông nói qua tôi không thấy ai ở đây cho ông cứu. Mình hẹn nó ở đây nhưng nó phải vô trong nó uống thuốc rồi nó mới ra đây. Uống cái gì? Kêu nó đây lẹ lên. Từ từ. Tôi đâu có chờ đợi gì nữa hết. Tới giờ người ta ấy là dắt em đâu vậy? Tính anh nó siêu lưu lắm. Tới những cái nơi nào đó phải biết hiểu một chút. Ngồi đây chơi, ngồi đây chơi. Ủa sao siêu lưu biết hiểu mà ngồi chơi? Ở đây thoáng mát. Ôi chào chị. Ê, chị khỏe hả? Ê, chị bảy kìa. Đợi đi, tao quýnh anh bây giờ. Ngồi ngồi đọc sách đi nha chị bảy. Ê, I'm sorry, đừng giận nghe chị. Ok, chị ngồi đi. Trời đất ơi, hai đứa nó bước ra tôi tưởng đâu là Mission Impossible không à. Anh công nhận ở đây có hai con cún dễ thương quá. Một con áo xanh, con áo xanh. Nó nói cái gì vậy? Nó nói có đây có hai con thú dễ thương. Một con màu xanh, một con màu sọc. Ôi, ông có thấy con thú nào không? Vậy là cuối cùng
tôi cũng được nhận định đúng giá trị của mình rồi. Hả? Vậy là hai đứa mình là hai con thú đó hả? Cảm ơn chị em nha. Như vậy là bắt đầu tụi nó tiến triển hơn một bước rồi đó. Bữa nay khá lắm. Uống thuốc xong rồi phải không? Dạ. Uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa? Ổn, sáng nào cũng uống mà. Đó, biết là uống thuốc rồi mà. Sao rồi? Dạ. Tình hình cái con người bữa nay thấy nó khỏe chưa? Sao? Đủ tỉnh táo chưa? Khỏe rồi, thấy tỉnh táo rồi chưa? Số mấy nè? Đó, thấy chưa? Ba ngón tay. Sao ba ngón? Như mấy ngón? 8 ngón nội. Cái gì? 8 ngón lận. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi, 6, 7, 8 nè. Đó. Chà, tôi thấy cái bộ không được rồi đó. Ông phải coi lại đi nha. Nó đếm dạ. Sao mà ra 8 ngón? 9 ngón mà. Nè. Đếm sao 9? Quên lên lộn, 9 lóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lóng. Đúng rồi, 9 mà. 9, vậy là hay. Đúng ra hôm nay á, tôi có mời ông bác sĩ này về đây. Sau khi ông chữa trị cho hai người rồi, có thể cho hai người về thăm gia đình. Ông này bác sĩ hả? Bác sĩ. Phải ông đi thử không nè. Cái này số mấy? Số 0. Sai rồi, số 3. Cái gì? Số 3. Nói số 0 chỗ này nè. Không phải, cái này sao tính được, mình tính số bên này nè. Cái này số 30 ông nội ơi. Hả? Nè cái này 1, 2, 3, 30. Ngu, số 03. 03 hả? Nhưng mà với ổng là số 30. Thôi bây giờ đừng có cãi nữa. Trời ơi, thông minh quá. Bây giờ vậy, đừng có la. Bây giờ số mấy? 03, 30. Đánh bao lô hết, 03, 30 luôn rồi. Chiều nay đánh sửa chủ luôn. 30 con gì? Con ơi, con thú. Không ấy mình đánh 11 con chó nhỏ đi. Hả, giống con chó luôn hả? Là ông này là bác sĩ hả? Chó sợm đánh con gì? Vậy mình đánh 111. Tí nữa nói anh cho già đó. Không ra đi, chữa bệnh hay là ông tào lao vậy? Bây giờ vậy nè. Dạ. Tụi em cố gắng hết bệnh, tụi bác sĩ và anh rồi. Sẽ cho em về. Tụi em hết rồi. Chắc chắn là hết bệnh không? Chắc không mà. Bây giờ em nói đi, lúc ở ngoài đời á, chưa vô bệnh viện, em làm cái gì? Trời ơi, em làm phi hành gia vượt không gian nội ở. Trời ơi, ngay khớp luôn. Đây, nghiên cứu vũ trụ. Thì con rành lắm ha. Thấy được chị Hằng với chú Cụi luôn, có gì tới bắt tay gặp chúc mừng sinh nhật nữa. Quá hay. Rồi còn em? Tôi hả? Ừ. Tôi trước khi vô đây là tôi là con người. Dĩ nhiên rồi, không lẽ là con thú? Mày vô đây bắt đầu tôi từ vô thành con thú lên nè. Tại sao lại thành con thú? Trong khi vô đây một ngày ba bữa cơm, có thuốc uống nữa, thậm chí có em gái ngồi kế bên nữa mà sao thành con thú được? Muốn mà biết là có chắc là bình thường hay không mà phải trải qua một cái bài gọi là trách nhiệm. Tiếng Anh gọi là Testeromation. À. Không, bây giờ vậy, tụi em sẽ chứng minh tụi em hết bệnh rồi. Lập tức ngày bác sĩ sẽ thả cho tụi em về. Chẳng hạn như em ở ngoài em có bằng lái chưa? Có chứ. Có bằng lái không? Rồi. Xe gì? Cái xe gì cũng có hết. Bây giờ vậy đi, em hãy tưởng tượng cô này là một chiếc xe. Em là con ngựa mà. Nhưng mà cứ coi giúp cho em nó đi. Vậy bây giờ em hãy leo lên xe em lái đi. Xe này xe gì vậy? Xe này xe chắc cũng xe ngựa hả? Em nghĩ sao biến em nói xe ngựa? Chứ bây giờ anh muốn xe gì? Xe thỏ thôi. Xe thỏ. Xe thỏ. Xe thỏ. Bây giờ ghi đông đâu? Đây. Dạ. Ghi đông thấp quá vậy? Ừ. Không, cái đó là cái yên rồi. Bây giờ cái ghi đông nè. Cứ căng tay làm ghi đông đi. Đó, rồi. Bây giờ cầm lên ghi đông đi. Rồi. Tìm coi cái nút đệ nằm đâu. Ở đây nè, ở đâu đây nè. Nút đệ nằm sao? Ở trước là nút đèn khác. Làm cho đúng. Không ấy nút đề nè. Không. Đây. Nút đề nào đây? Không phải hả? Cái đầu phải hướng đằng trước. Nút đề, cứ coi tưởng tượng nên nút đề đây. Là cục này nè, nút đề. Cục này đề hả? Rồi. Đâu cái nào nhô lên mới là nút chứ. Bên này nút kèn nha. Bóp kèn đi. Kèn này chưa gắn tiếng sao chưa ngộ vậy? Rồi, xe này ổn quá rồi. Bắt đầu chạy nha. Ủa em phân khối bao nhiêu vậy? 250. 250. Có bằng A2 chưa? Tôi bằng gì cũng có, bằng lái máy bay tôi có luôn rồi. Hay quá. Vậy giờ tưởng tượng này là máy bay đi. Bay luôn, máy bay luôn hả? Rồi. Cái dù của em đâu? Dù phi công á, trái nó nhảy á. Mẹ cái này làm cái dù chùm. Trời ơi. Được hết. Bác sĩ vô đây uống thuốc liền luôn đó. Giờ để vậy đi. Rồi. Bác sĩ nó giờ nghe vô. Rồi bắt đầu đây đi. Đây. Nổ máy đó. Thôi bây giờ nó không có chơi số đạp nữa cưng. Nút đề. Đây, cậu đây. Đút chìa khóa vô, trời ơi. Đút vô đây nè, dặn cái đó. Rồi đề nè, máy nổ nè. Chu. Hay quá. Rồi, mày chạy. Chạy đi. Xe ga chứ không phải xe ngựa con ơi. Chạy luôn. Chào thím Bảy. Vậy còn đọc sách hả? Rồi bác ngồi đọc sách hoài luôn ta. Anh làm cảnh sát giao thông anh hỏi lại đi. Wow. Chào anh. Dạ chào. Anh cho coi bằng lái xe. Khó quá hả?
Ờ, để quên nhà vậy anh. Tưởng tượng không được. Mình không. Mình không là cái gì? Mình không. Tôi không có giỡn mà. Mình không à, bỏ ý, mình không. Tôi không có biết ai là mình không hay không mình hết trơn. Biết không? Biết là phạm lỗi gì chưa? Lỗi gì anh? Vừa chạy xe vừa nhảy. Đâu có nhảy đâu. Có cái xe nó nhảy mà. Nó nhấp dữ vậy. Cái xe nó phải nhảy. Cái đó là do ổ gà. Cái khu đường này nó còn dấp. Đúng vậy, anh phạt quan người ta rồi, tội nghiệp. Thôi hai đứa lên xe chạy tiếp nữa đi. Không mấy giờ phạt quan thối tiền lại cho tụi em đi. Hôm qua em đi chùa hương. Dắt xe vô đây đi. Bà này bác sĩ đó. Bác sĩ à? Bác sĩ nhưng mà bà hòa nhập với lại bệnh nhân cho nên bà giống bệnh nhân hơn mình nữa. Bác sĩ quá bộ tới thăm chúng em có điều gì dạy bảo. Trời hôm nay nắng đẹp nó sợ luôn. Bác sĩ. Ê, cỏ xanh quá nè. Chứ chà, bác sĩ cũng vậy hả trời. Ê, nguyên con dê chó trên mặt mâm. Thưa bác sĩ, hôm nay chúng tôi hân hạnh rước được một ngày gọi là khoa học gia vũ trụ. Ngày tới đây có nhã ý là sẽ chữa cho hai bệnh nhân chúng ta khỏi bệnh để về quê thăm gia đình. À, gia đình đã mong chờ các em này lâu năm rồi, cho nên là bây giờ là đề nghị bác sĩ xem lại hai bệnh nhân coi có đủ điều kiện chưa để cho ba chúng tôi cùng về. À, hay lắm. Dạ. Chị... Hai tên tên gì vậy? Chị tên gì á? Gì? Trời ơi, chị tên gì chị biết chị chết liền á. Thì tụi em cũng có biết vậy. Bác sĩ. Công nhận ha. Trời nóng chết luôn vậy đó. Chị nhìn cái mền của em đang quấn trên người, chị muốn đi vô phòng lạnh. Chị ghê. hình như em nghe anh này nói là chị tên Sĩ, họ Bác là bác sĩ. Ủa? Chết mộ đây mới bác sĩ nè. Bà này lòi sĩ rồi, qua đây. Ngồi xuống đi. Dạ em đứng lên hả bác sĩ. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống hả, không chết đích bây giờ. Sao thấy trong người sao, khỏe chưa? Dạ tôi vẫn khỏe. Hồi sáng chích thuốc chưa? Dạ hồi sáng em có uống thuốc rồi. Nhưng mà chích thì ông này ông dành chích luôn 2 mũi. Trời đất ơi. Muốn về với gia đình là phải chích đủ liều lượng nghe chưa? Dạ có. Ráng cố gắng phải chích đủ. Chích thuốc chưa? Dạ em chích dư rồi sáng rồi để tranh thủ về. Số mấy? Ngón út. Mày. Không một. Ngón út. Không một. Không một. Số. Số 10. Số gì cái này ngón tay mà số gì cái này. Trời mình... thử sao quá. Cái này là cái gì? Làm gì rồi? Rồi vô khu đặc biệt luôn rồi. Số mấy? Em tỉnh rồi bác sĩ. Móng tay đắp không. Số mấy? Qua khu đặc biệt luôn. Ê, ấy ơi. Qua luôn. Qua. Đây có 4 lần 1 2 3 4 lần. Ấy đứa là còn 3 mà qua 4 là chú sĩ bị lỡ rồi. Mày. Qua khu đặc biệt. Cái này nó có được tính giống cái này không bác sĩ? Số mày. Ai nhắc bài em đi, có gì được gọi người thân tới chạy đi. Số 10. Tại em được về rồi, thấy chị mới bệnh rồi. Đưa lên phòng cấp cứu. Trời ơi. Chích bao nhiêu thuốc cũng không hết. Ông có chích mỗi lần đem vô con dành uống không à? Bởi vậy cô không bao giờ hết bệnh là... Hết rồi. Không bao giờ hết là vậy. Hết rồi mà. Hồi nãy là tôi đã thử mấy người này rồi. Bây giờ tôi sẽ thử anh. Dạ. Anh là tôi thấy ổn hơn những người khác. Dạ thưa bác sĩ. Số mấy đây? Đó, thà bác sĩ chỉ. Cái giếng tụi xe, cái giếng. Vậy nó cái giếng gì? Dạ số 2. Tại sao lại là số 2? Dạ dựng lên vậy. Em móc thêm nữa thành số 2. Rồi, ủa không ra số 2, ra số 6. Vậy thưa bác sĩ em nói lại được không? Số 6. Số này là số mấy? Số này khó quá vậy bác sĩ. Hình như nếu đúng ra là số 6. Đúng rồi số 6. 6 nè, nó quẹo nè. Số 6, cái mỏ mắt. Trời, ổng ngóc luôn, có móc cái gì không kìa. Số mấy? Số 3 mà thôi. Quay đi chơi. Quay đi chơi. Không khó quá, bây giờ. Số mấy? Quay đi chơi. Số 1. Tào lao, cái này là cái lai ở trong Facebook. Tốt lắm mà số 1. Phải khó quá à. Không biết cái gì hết. Đúng ở rồi. Trong này bao nhiêu thuốc rồi.
cho mọi người bao nhiêu thuốc rồi? Đưa cái áo đi. Sao vậy? Suốt ngày lấy áo bác sĩ mặc không ha? Nói la nhỏ nhỏ thôi. Lần nào chơi cũng la cho bự miệng. Đưa con nón đây. Trời ơi là trời, thì ra gã này là gã khùng chúa đây đó. Hôm nay tôi nói được vô tôi nghi rồi. Cãi mình bởi vậy hả? Thứ gì đâu dạ. Khỏe chưa? Dạ, em khỏe rồi. Này số mấy? Hả? Dạ. À không ai chung với mình. Dạ. Số 1. Giỏi. Dạ, em hết bệnh rồi. Cái này số mấy? Số này số 2. Giỏi. Hết bệnh luôn rồi, trời ơi. Ổn rồi, ổn rồi. Số mấy? Bác sĩ vô có khác. Số 5. Giỏi. Này số mấy? Không. Nặng nhất nè. Không ấy đố con nói được hết cho con vậy. Này số mấy? Nút like á. Số 1, ngu. Bên kia nói nút like mà. Khỏe chưa? Dạ. Khỏe chưa? Có còn bệnh không? Thưa bác sĩ, từ lúc em vô đây tới giờ em không có bệnh. Rồi, đang bệnh đó. Bây giờ vậy, mỗi người sẽ trả lời tại sao lý do vô đây. Cô, tại sao cô vô đây? Em vô đây tại vì em thích em vô đây. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Nghe là bà đi giải phẫu thẩm mỹ đó. Xong rồi cắt lộn dây thần kinh. Em vô đây em mới biết là em là một người đẹp nhất ở đây. Ngồi xuống đi. Dạ em đang ngồi rồi đó. Ngồi xuống. Dạ em đang ngồi rồi. Rồi đứng đi. Dạ em đứng cũng như ngồi mà ngồi cũng như đứng. Nằm đi. Dạ. Ừ rồi. Tại sao vô đây? Lúc đầu tôi là người bình thường. Xong rồi sau cuộc sống rồi tôi cũng bình thường. Thì bây giờ tôi vô đây tôi ở cũng là thấy điều bình thường. Ngồi xuống đi. Rất không bình thường. Không căng thẳng. Từ từ hết bệnh sẽ về với gia đình. Tại sao vô đây? Tôi vô đây là nó có nhiều cái trường hợp. Rồi. Nhưng mà cái trường hợp mà tôi nhớ nhất là tiền nhiều quá không xài hả? Tôi hồi xưa là một người rất giàu. Tiền nhiều quá xài không hết. Mà tánh tôi thì không thích cho ai hết. Đúng, tôi biết cái đó tôi rành lắm. Mà tôi có rất nhiều người yêu rất nổi tiếng. Rồi. Những người tôi yêu toàn trong giới showbiz. Những ngôi sao ca nhạc. Biết. Không liên quan. Sau đó đó. Khỏe rồi. Khỏe hơn hôm qua rồi. Lát lên bệnh viện trung ương. Chưa nói hết mà. Thôi khỏi nói đi. Sao vô đây? Rồi ở lại đây luôn đi nha. Sao vô đây? Trách nhiệm em phải vô đây. Trách nhiệm mới vô đây hả? Sao vô đây? Bệnh. Bệnh. Bệnh nhất à? Hỏi sao vô đây? Hỏi sao vô đây? Bệnh. Biết bệnh. Bây giờ trả lời nè. Dạ. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Con nghĩ là cái trứng có trước. Tại sao? Giống như Tề Thiên vậy đó, nó nổ ra cái nó ra con gà. Tề Thiên là cục đá bà nội nha. Thì bây giờ con gà là cái trứng. Rồi ai đẻ con gà nào đẻ ra cái trứng mà cái trứng có trước? Thì Tề Thiên có ai đẻ nó đâu. Tề Thiên không có, đang nói về con vật. Thì Tề Thiên là con khỉ. Tề Thiên là cục đá đang về sinh nở. Cái trứng có trước hay con gà có trước? Nhưng mà con hỏi bác sĩ Tề Thiên là con gì? Thì nó là con vật. Đúng rồi. Thì con gà cũng là con vật. Thì hỏi bây giờ họ cái trứng có trước hay gà có trước? Đâu hỏi Tề Thiên. Con nói cái con gà có cái trứng có trước. Con gà có trứng có trước. Thường lắm. Tội nghiệp gia đình. Không trả lời đúng mà. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Dạ thì lúc nào tôi cũng suy nghĩ như vậy. Thực ra khi mình đặt ra câu hỏi cái trứng có trước hay con gà có trước. Đúng rồi. Đó là do ý thức của mình. Đúng rồi. Tự nhiên nếu cái trứng có trước thì cái gì đẻ ra cái trứng. Đúng. Mà con gà có trước thì cái gì đẻ ra con gà. Đúng. Cho nên có thể suy nghĩ được rằng thậm chí không thể nào có con gà có trước, mà cũng không thể có cái trứng có trước. Trời. Mà cái quan trọng nhất là ở đời này cái gì có trước, để nó có thể sinh ra những cái có trước từ cái có trước đó. Gửi email đọc sao? Con gà có trước hay cái trứng có trước? Tôi bệnh tôi đâu biết gì đâu. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Tôi có trước. Vậy là bà đẻ hai đứa. Tại cái mặt tôi
cũng đâu có khác gì con gà. Con gà con trước hay con trước con trước? Em kỵ con gà, anh hỏi con khác luôn. Tại con gà em kỵ, đang ngồi kế bà này giống con gà của em kỵ nãy giờ rồi. Rồi né né. Hỏi dịch đi chú. Con cá heo có trước hay là cá trứng có trước? Cá heo đẻ con. Ơi à, thông minh nè, thông minh nè. Để tôi hỏi ông già. Mỏi luôn ha. Ông làm già nhất ở đây nè. Ba ông có trước hay má ông có trước? Mày có trước hay tao có trước? Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có một số phận và ai cũng có một tình cảm. Những người tâm thần họ cũng cần có những người để sẻ chia về tình cảm. Họ cũng có một số phận, không ai muốn như vậy. Nhưng vì cuộc sống nó quá nhiều đau thương, quá nhiều trắc trở, chúng ta hãy dang rộng vòng tay để nhìn họ với một cái nhìn khác hơn. Chúng ta phải hiểu họ, phải thông cảm. Dạ dạ dạ. Đi 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 chưa? Đi trả đồ cho bác sĩ cái. Đi trước. Ở trung phòng tôi là nó mới nhậu mà. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua một tình huống mà có lẽ quý vị đã thấy nhiều ở ngoài đời cũng như trên sóng truyền hình, trong các chương trình. Ai cũng có một số phận và không ai muốn mình phải rơi vào những cái số phận mà cay đắng như vậy. Tuy nhiên, cuộc đời mỗi người đã được sắp đặt một định mệnh phải bước qua. Và những người bị bệnh về tâm lý, về thần kinh thì họ sẽ bị một cú sốc gì đó và họ rơi vào điều đấy. Đúng. Nhưng mà thực sự chúng ta phải nhìn họ với ánh mắt khác đi. Họ là những người đáng thương hơn là đáng trách. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Ôi, mẹ bếp đại phu của em ra đây cho đây. Ôi kìa. Cho nên mẹ. Tiểu thư. Tiểu thư cái gì? Trời ơi, tụi mình quen nhau mà không biết hay là sao trời. Chàng ở nhà lúc nào cũng vậy à. Sôi lên bằng cân em vẫn nặng hơn con quỷ đó mà. À, tại vì con người. Nhớ không? À, sao? Tụi mình á, mặn nồng từ đó giờ quá trời rồi, không nhớ gì hết trơn à. Em lúc dạ. nào cũng tươi mát trước mặt chàng mà. Chàng nên nhớ bây giờ cái gu á, hot girl là thương lắm. Hot dog là em nè. Oh my god. Cái gì my god? Oh hot dog, hot dog. Ừ. Nè, chàng ơi, chàng phải làm sao nha. Em thấy chàng là không có được rồi, chàng đi học tắt không à. Ha, đi học người ta 2, 3, 4, 5, 6 không, chàng học thứ 7, chủ nhật không à. Học cái đó làm sao mà lên nghề được. Mà nha, chàng mới học có 1 năm mà chàng muốn đòi làm đệ nhất đại phu làm sao được. Chàng chỉ là đệ bét thôi. Bây giờ muốn đòi làm gì là quyền của mình chứ. Nhưng mình có quyền chứ. Em sẽ giúp chàng dạch mặt cái cha đệ nhất. Đúng rồi, phải đè ông xuống mình mới lên mình làm đệ nhất được đúng không? Đúng rồi, mà em có thể đè được. Được không? Em có thể lấy thịt đè người. Hay quá, em nhìn em là biết rồi, em có thể lấy thịt đè người. Đó mà chàng muốn làm thử không? Chàng nằm xuống thử. Bậy, bậy lắm, bậy lắm. Để ta còn dưỡng sức nữa. À, dưỡng sức hả? Dưỡng sức nữa. Nhưng mà chàng nhớ nha, chàng đừng bao giờ quen cái con nhỏ tiểu thư con của ông đệ nhất nha. Nó có gì hơn em chứ? Nó chỉ có đẹp hơn em, nó chỉ có trẻ hơn em và nó chỉ có giàu hơn em thôi mà. Sao cái gì nó cũng hơn em hết? Em hơn nó cái gì? Thịt. Cái điều đó thì anh không thể nào phủ nhận được ở em mà rồi. Em nói cho chàng biết nha, bây giờ thịt á mà phải lai mỡ vô thì ăn mới ngon mà mới an toàn chứ bây giờ thịt toàn là chất tạo nạc không à. Vậy sao? Cho nên chàng á ăn mỡ đi thoải mái. Em thật là hảo hạng quá đi. Cho em là vậy đó. Bây giờ vậy nè, em nói thiệt cho chàng biết nha, cái con nhỏ tiểu thư á thấy ghét lắm. Nó làm như một cái con quỷ đội lớp người hay sao á. Như vậy sao? Cái mặt nó đẹp vậy chứ trong lòng nó là thú tính dữ lắm. Trời ơi, bữa nay em đang quét nhà nè. Trời ơi, gì mà nó đạp em gì nè, nó dám đạp em luôn hả? Bầm hết trơn á. Lúc đó em làm sao mà em nằm xuống đây cho nó đạp vậy? Em lăn à. Em lăn cho nó đạp lại em. Mà nó có nhiều cái xấu lắm chàng ơi. Phải không? Thí dụ như á, lúc nào mà nó thấy người ta bệnh hoạn gì nó chạy lại nó thăm. Xấu lắm, tính xấu lắm. Ủa sao kỳ vậy, cái người ta bệnh hoạn lại thăm là cái tính. Thăm để đem về cho ba nó hút thuốc. Có tiền chứ bộ. À là nó lại. Chưa kể nha, ba nó còn liên quan đến cái vụ chạy hòm nữa đó. Liên quan chạy hòm là sao nữa? Chị bệnh nó uống thuốc cho chết, đem qua quăng qua đống hòm. Liên kết. Chàng ráng đi, mai mốt chàng mà là đệ nhất một cái, em sẽ lo cái ban nhạc. Em sẽ múa đèn cho chàng. Làm sao? Thí dụ như ai chết rồi em sẽ dịch vụ múa đèn đó. Thôi nè. Để dành đi. Dạ. Để dành đi, khi người ta chết rồi hãy múa. Chứ mấy người ta còn sống rồi nàng múa cái là người ta chết. Ủa gì hả? Được rồi. Khi mà mình trở thành đệ nhất là mình sẽ làm được tất cả. Đúng rồi. Là em nói cho chàng nghe. Chàng phải suy nghĩ lại, đừng có quen cái con nhỏ tiểu thư đó nữa. Nó thấy ghét lắm, nó như một con quỷ mà. Trời ơi nó.
Ngọn gió nào đã thổi chàng tới đây? Gió Lào. Gió Lào thổi nàng tới đây hả? Gió Lào thổi ta tới đây. Tiểu thư, tiểu thư đẹp quá ha. Con gái nên nết ghê và thấy trai là xà lạ gì đó. Đâu có phải. Dạ. Người ta nói là gái gặp trai là phải dính vô thì mới có em bé được. Tiểu thư rất là phóng khoáng đó, hèn gì có bầu hoài. Chưa có bầu. Chưa nữa hả? Còn cái này chữa trâu sao lâu quá chưa đẻ. Em nói tiểu thư nghe, người ta từng nói lù khù với cái lưu chạy qua lại lấy cái nắp với ba cục gạch mà. Em là vậy đó. Thôi kệ em đi, em xấu quá em nói chuyện. Tiểu thư, tiểu thư ra nó nghe nè. Okay. Hồi nãy giờ em khen tiểu thư trước mặt coi công tử quá trời luôn á. Có khen hay khen gì vậy? Khen công dung ngôn hạnh nè, hình nết na thùy mỹ nè, trong kỳ thi hòa chim sa cá lặn. Có chim sa cá lặn nữa hả? Đúng rồi, nhan sắc chim sa cá lặn đẹp quá mà, chim nó phải lặn thôi. À tiểu thư, tiểu thư nè, em nhờ tiểu thư khuấy bột cho em để đổ bánh xèo ăn á. Tiểu thư làm chưa? Khuấy bột hả? Dạ. Bột gì? Bột gạo. Ủa đâu có, sáng giờ người ta chỉ có giao kem trộn cho ta thôi. Đi mà, đi 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 vô chuẩn bị làm cho em đi. Sao tự nhiên kêu ta đi vô làm chi vậy? Vô làm đi mà, đi tới vô làm đi. Để ta vô ta phụ, để ta vô. Đi rồi. Ơi đạp xúc quần nè. Chàng yên tâm đi, em sẽ làm cho chàng thấy. Trời ơi, phu nhân đẹp quá. Em ghen tị với sắc đẹp của phu nhân. Phu nhân có phải là vợ của đệ nhất đại phu không ạ? À? Đúng rồi, xin lỗi ai đây dạ? Dạ, em là... Ngươi là ai? Em là thị nhỏ. Thị nhỏ hả? Dạ, rồi. Em là bạn gái của đệ bé trường phu. Bạn gái? Dạ. Trời ơi. Nhưng mà tụi em sống thử lâu rồi. Ủa cái gì nữa? Sống thử nữa hả? Dạ. Trời ơi, cái tướng ngươi như vậy mà nó cũng chịu thử nữa sao? Dạ, anh thử xong anh nói thôi khỏi thiệt luôn đi. Trời ơi. Dạ. Rồi hôm nay vô đây làm gì? Dạ, em đi tìm đại phu đó mà đẹp để quá. Làm cái gì? Dạ, để em nhờ tư vấn, em bệnh dữ lắm. Em bệnh muốn... gì? Dạ, bệnh nhiều thứ bệnh lắm. Em là... khủng không? Dạ không, em là bị máu trong mỡ. Này không dám đâu, mỡ trong máu à? Dạ không, người ta là mỡ trong máu là người ta vì mỡ nó ít còn máu nó nhiều. Còn em giờ là mỡ 90% rồi cho nên em bị cái này là máu trong mỡ. Là mỡ này máu với thịt, trời ơi gì mà quá trời quá em đó. Em yêu nhiều em bệnh đó. Không biết là phu nhân có yêu đệ nhất trường phu không ha? Sao không yêu? Chồng tôi phải yêu chứ, sao hỏi câu gì? Nhưng mà chắc yêu quá nên trên ông không bệnh phải không? Ừ. Trời ơi, cái này là lá cây gì vậy phu nhân? Lá cây này phơi khô. Để làm gì vậy? Xong rồi xào lên. Xong rồi phơi. Phơi nắng. Xin lỗi xin lỗi. Nói lại nha, cái này phơi khô xong xào lên. Xào lên xong phơi khô lại. Xong xong khô lại. Cho quỷ nó uống hay sao? Không có, xong rồi quăng thùng rác. Thì bà rảnh quá vậy bà? Thì rảnh mà, đâu có chuyện gì làm đâu. Hoa nó nở nhiều quá thì mình làm gì cho có chuyện là mình đang sắc thuốc gì đó. Chứ đâu có thuốc đâu mà sắc. Phu nhân nói gì cũng dễ thương chứ. Trời ơi, phu nhân nè, phu nhân dưỡng da ở đâu mà đẹp quá vậy? Dùng loại thuốc gì nè? Trời ơi. Nè, nói nghe nè. Bây giờ để ta chỉ cho ngươi cách chế độ ăn kiêng nha. Dạ, 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 cảm ơn. Ăn kiêng đi cho bớt mỡ trong máu. Dạ. Cho chết mà để kiểu này là chết luôn á. Dạ, thế ăn kiêng như thế nào thưa phu nhân? Sáng ngủ dậy, ăn 3 chén cơm. Ăn một con gà. Uống 3 lít nước. Rồi đi ngủ. Nghỉ ngơi nha, không được ăn gì hết nha. Dạ. Không được ăn gì hết. Cảm ơn phu nhân nha. Chắc ăn cái kiểu đó chừng 3 ngày thôi không chết có, rồi. Chưa. Chưa nữa. Chưa ngủ dậy. Vậy hả? Ăn một con heo. 10 con cá với là một nồi cơm. Ăn xong rồi đi ngủ nha. Không được ăn gì nữa nha. Rồi buổi tối mình ăn kiêng mà. À hả? Rồi cái buổi tối sao? Mình ăn nữa. Hả? Mình ăn nữa, ăn nhiều lắm. Chứ ăn gì không? Ăn cái gì? Ăn xương. Ra uống nước xương rồi vô đi ngủ. Phu nhân cái chuyện cái dễ thương cái sợ luôn á. Trời ơi. Mà phu nhân là họ lãng đó, lãng nhách hết. Không phải đâu, hình như họ vô tên là Duyên. Đệ nhất trường phu đây rồi. Trường phu là trong kia, ta là đại phu. Đại phu đây là chồng ta nha. Dạ. Em học ít, mong đại phu thứ lỗi. Đại phu có phải là đệ nhất đại phu không ạ? Danh xưng đệ nhất đại phu là do mọi người yêu mến mà cho ta, chứ không có tự nhận. Thật sự ra ta cũng không muốn nhận điều này. Chữa được bệnh cho người á là đó là trách nhiệm của ta. Dạ. Nhận nhất nhận nhì để làm gì? Dạ.
Ngài hay quá. Ngài nói cứ như là một cái người am tường về văn chương chữ nghĩa, cái gì cũng rành hết trơn ạ. Dạ thưa ngài, ngài ơi, ngài hãy coi giùm cho tôi là... Trời ơi, ngồi nhẹ thôi bà ơi. Trời, bà ngồi muốn sập giường gia đạo ta luôn à. Em xin lỗi nha, em không có ý tứ gì. Dạ. Dạ. Ngài hãy rút vào bên trong. Phải rút vào hả? Để cho ta khám bệnh cho cô nương này. Dạ. Mời cô nương. Tề phu ơi, khám giùm em đi. À xin lỗi, ta phải bắt mạch trước khi chích. À, em tưởng đâu là chích trước khi bắt mạch chứ. Giờ đây ạ, mạch em nằm dưới chân á. Ở đâu cũng có mạch, quan trọng là thầy biết bắt hay không. Dạ. Dạ nó nhảy dữ lắm ha, nó im lìm mà đại phu lâu vậy đại phu. Cô nương. Dạ. Xin chúc mừng cô. Cô đã có thai nhi. Sao cô lại buồn? Em có thai hoài, đâu phải lần đầu đâu mà bất ngờ. Nhưng mà được cái không bao giờ biết cha của đứa bé. Hình cô như... nương à. Dạ. Làm gì thì làm, chúng ta vẫn phải cẩn thận là trên hết. Em biết chứ. Vừa bảo vệ sức khỏe cho mình, vừa bảo vệ sức khỏe cho người khác. Em đến đây khám bệnh chỉ là cái cớ. Em muốn ngài có trách nhiệm với em. Ngài nhớ bữa ngoài bờ đê không? Ra ngoài không có ngắm gì hết trơn, toàn hành động không à. Đâu phải 3 tháng đâu ngài. Ngài làm thần y sao vậy? 9 tháng 14 ngày rồi của ngài mà ngài từ chối sao? Cô nương, cô ăn nói cho cẩn thận. Cả một đời tôi làm đại phu, chưa bao giờ tôi biết lợi dụng về nhan sắc của ai. Huống chi em hiểu chứ. Nếu như người nào đến với em mà vì nhan sắc là chắc chắn là không bao giờ yêu em. Người nào đến với em bởi vì hai chữ độc và lạ. Xin lỗi cô nương, vậy thì cô càng lầm hơn rồi. Có lẽ trong đêm tối cô không nhận ra ta là ai, hay là người kia là ai. Không. Cô ăn cho đã, bây giờ cô tới cô đổ dạ cho ta. Ta là người không thích độc lạ. Ngài ơi, ngài nhớ đi, cả cái làng này không có ai có nhiều xương như ngài. Em ta nhớ biết. Người nào đến gần em cũng rờ rờ. Và em biết được xương nhiều chính là ngài thôi. À vậy cô nương cũng am hiểu về y học. Cho ta hỏi, trên thân thể con người có bao nhiêu cái xương sườn cô nương? Chi vậy? Ta hỏi cho biết đó mà. Nói giỡn với ngài thôi, chứ thật ra tôi là người công dung ngôn hạnh. Thật ra ngài không có đụng được tới người tôi đâu. Mà tôi có thai vì có nhiều lý do lắm. Lý do đầu tiên, hôm bữa trước, một cái ngày không trăng không sao, ngài đi tắm ở đầu suối, tôi tắm ở cuối suối. Cuối cùng tôi có thai với ngài. Hiểu rồi đó. Coi chừng cô lộn rồi đó. Ta đây giống dị ít có tắm suối, bởi vì ta không biết bơi. À, ngài hay lắm. Nếu vậy thì chắc chắn là lý do thứ hai. Một ngày kia tôi đang nằm ngủ, tôi nằm mơ tôi thấy mặt của ngài, ngài hiện ra và ngài cười. Kết quả tôi có thai với ngài. Cái đó là do cô. Cô, tôi sao? Vì quá mê ta nên cô nằm mơ đó thôi. Ta không phải thần thánh, không đi vào giấc mộng của ai. Nhất là những người mà có tướng phì nhiêu như cô. Nếu vậy thì đây là nguyên nhân thứ cuối cùng thôi. Nguyên nhân cuối cùng là nguyên nhân gì? Ngài đi tới đâu, chân ngài dẫm lên cát, lên đất thì tới đó. Tôi đi tới nơi tôi dẫm y chang cái khuôn của ngài, tôi có thai. Cô nên về trách đôi giày của cô thì hơn. Vậy cô mang giày để làm gì? Để đạp lên cát lên đất. Cô đâu có đi chân không mà đổ thừa ta. Cô nương, ta không biết cô tới đây với mục đích gì. Cô cứ bắt bẻ ta này nọ, ta không biết cô có thai hay là không. Nếu như đại phu mà nói là ta không biết có thai hay không, vậy thì dẹp luôn cái bằng đại phu đi. Chắc là bằng mua đúng không? Chuyện đó là chuyện của ta. Ta đã chữa bệnh cho bao nhiêu người lành rồi, chỉ có những người khó tính như cô. Ta rất là đàng hoàng nè, giờ mà có bụng ta đàng hoàng. Nhìn ra là thấy biết chứ rồi. Chuyện gì đã xảy ra với gia đạo nhà này? Phu nhân. Chuyện gì? Em đâu có thai vậy không? Cái gì? Đâu có thai à? Đúng. Ông dụ em. Ông đâu còn sức nữa đâu mà làm cho ngươi có thai. Ngươi bậy rồi. Hỏi phu nhân của ta đi, lấy nhau mấy chục năm rồi, có đứa con nào đâu, đừng có đổ thừa ta. Ủa thì con nhỏ tiểu thư đó là con của ai? À nó vậy ra. Con nhỏ tiểu thư đó chỉ là nghĩa nữ của ta mà thôi. À, ta đưa về đây để dạy thuốc cho nó.
Thì ra Lan Y cũng có bệnh hiếm muộn à. Ta không muốn đẻ chứ không phải bệnh hiếm muộn. Bởi vì dòng họ ta có một điều là chỉ truyền nghề thuốc này cho người trong nhà chứ không truyền cho người ngoài. Ta sợ mỗi ngày nó mỗi mai một, bởi vì ta là thần y nên ta muốn truyền cho người ngoài. Đó là nghĩa nữ của ta. Sao cô nương còn gì để nói không? Cô nương bước vô đây, tôi cứ tưởng là cô nương vô đây muốn gặp thần y để chữa bệnh. Cuối cùng đâu là để vô đây đấm chọt phá nát cái gia can của gia đình tôi phải không? Cô nương rảnh quá ha. Thật ra tôi đang thử hai người đó chứ. Bởi vì hai người cứ biết rằng hai người đang bị một người con rể hụt đang vô đây để chuẩn bị cướp đoạt cái tài sản. Đó là gì? Đó là cái nghề của ông không? Ta nói quỵt tẹt luôn đó. Mà người đó là ai? Người đó chính là bồ của ta đó. Trời đất ơi, bánh ngon quá đúng không? Ngon quá, hai chúng ta làm bánh ông tay áo rồi. Rồi. Dạ, con chào cha, chào mẹ. Nghĩa nữ đó. Chào đại phu. Khởi Nhi. Dạ. Khởi Nhi. Nghe ta hỏi. Dạ. Con có thật lòng yêu người đàn ông đó không? Dạ, con rất thật. Con yêu bằng cả trái tim của mình. Con đã tìm hiểu gia cảnh người ta chưa? Dạ chưa. Chưa tìm hiểu gia cảnh. Tại sao con lại dám làm điều đó trước mặt của ta? Như lời của cô nương này nói, người này chính là bạn trai của cô ấy. Làm sao mà bạn trai của cô gái đó được? Làm sao mà chịu nổi cái cân nặng đó? Cái bụng này, cái thai này là của hắn đó. Cần không? Cần mở ra cho coi không? Cần, mở liền đi. Khoảng chừng vài năm nữa đi, đã đẻ một cái giờ mặt y chang á. Ngoại cỡ hiểu không? Không biết ta là ai sao? Ta là quan quyền. Ta nghe nhiều người ta tới đưa đơn ra nói rằng đại phu ở đây đã chữa bệnh không đúng, kê những toa thuốc tầm bay tầm ba. Có đúng hay không? Dạ, không bao giờ đúng. Cha của con là một người đại phu rất là giỏi, giỏi cực kỳ giỏi, chữa được bách bệnh. Khởi Nhi, chuyện này không phải của con. Bước vào bên trong. Dạ, bẩm đại quan hãy suy xét. Đại phu thì hằng hà. Không cần. Vào bên trong. Ông đây là đại phu à? Đại quan, ta đây đường đường cũng là quan ngự y của triều đình. Ông nói ta như vậy có bằng chứng hay không? Dĩ nhiên là có. Nếu không có ta đến đây làm gì cho nhọc công ta? Bằng chứng đâu? Đây, bằng chứng thứ nhất chính là cô gái đằng kia. Bệnh gì? Cổ bệnh béo phì. Mà ngươi chữa làm sao không thấy giảm béo mà càng ngày càng tăng béo vậy? Trước tiên ta trả lời câu nói của đại quan. Cô này mới đến đây lần đầu tiên, làm sao ta có thể chữa cho cô ấy trong thời gian vừa qua được? Làm sao ngài có thể nhận ra được? Bởi hồi xưa tôi có chỗ này nè, còn bây giờ tôi như vậy nè. Nếu cô nhiều đó thì cô đến chữa bệnh béo phì để làm có, gì? Tôi hơi bị béo một tí. Sai rồi. Kìa, nạn nhân thứ hai. Ngươi là sao đó? Ngươi sao vậy? Ngươi sao vậy? Bị giật kinh khủng. Không, cứ để im như vậy đi. Tôi nắm một tay, ông nắm một tay. Coi thử ông bệnh gì. Thả ra, thả cái đầu ra. Đó, vậy đi. Mỏi. Mỏi gì? Mỏi cổ. Nằm xuống luôn đi. Đồ ác độc. Cái gì? Đồ ác độc. Tại sao? Bán thuốc giả. Thuốc giả ở đâu? Ở đây. Tại sao ông biết đây là thuốc giả? Uống vô nói không ra hơi. Ông đọc cho ta những cái vị thuốc ở trong này. Nếu ông nói là thuốc giả, vậy chứ thứ này là thứ gì? Cái này mà phân tích chắc mệt lắm mà nha. Đừng bốc lên bốc xuống làm gì. Đâu có học thuốc đâu mà thuốc biết tên gì. Ông không học thuốc thì tại sao ông biết ở đây là thuốc giả? Chị ông hết. Uống không hết bệnh. Ông uống đủ liều lượng chưa? Uống đủ. Ta cắt cho ông bao nhiêu thang, mỗi thang sắc bao nhiêu nước, mười thang sắc năm còn một, uống xong hết sức luôn. Chữ đại quan, đại phu, chữ thuốc của tôi từ trước tới giờ chữ chỉ cần uống ba thang thôi, mỗi thang sắc ba chén còn 10 phần. Sắc thuốc không đúng cũng là thuốc độc đó. Thưa quan huyện, thật ra nãy giờ chúng ta vạch mặt sai người rồi.
cái người mà đáng tội đó chính là đệ bếp. Là chính là ta. Ác độc, ác độc. Sao người ta phải như vậy? Chuyện này là muốn sao? Muốn học có một năm để trở thành đệ nhất, cho nên hắn đã gài tôi hãm hại đệ nhất đại phu đó thưa ngài. À, thì ra câu chuyện này từ dạ. đầu chí cuối là ngươi. Và tôi vì giúp hắn mà phải bán mình cho hắn đó. Cái gì? Trời, trời ơi, ơi. Thiệt sự người mua nữa, ta không ngờ ngươi ăn tạp như vậy. Không phải đâu cha, không phải đâu người. Người thương của con biết. Đại quan à, hãy nghe tôi nói. Thật ra tôi và Khởi cô nương đã yêu nhau từ lâu, và tôi biết được mưu đồ xấu xa của cô gái này, nên tôi đã tìm cách trà trộn để vào làm thân với cô gái, và biết được mọi mưu đồ. Ngày hôm nay xin vạch tội cô ấy ấy. Mày đã sai rồi, mày đã sai rồi. Mày không biết tao là ai à? Tao chính là con gái của quan huyện đó. Cãi sao đi, cãi sao đi. Kim bằng chứng. Bằng chứng thì ngươi đem tới, ai tin? Trong nhà này ai có cái bịch y chang vậy là bị thảm tội. Kim nào? Kim đi heo. Thì kim lại lên. Nếu không có bằng chứng, chúng ta không thể buộc tội được. Không, đúng rồi. Khi mà nói á, đây là cha con, ta mới biết đúng hai người như hai con heo vậy đó. Gói thuốc này. Có kìa. Gói thuốc này. Ở đâu? Có phải là gói thuốc của tiệm ông không? Có đề tên đó. Không phải cha ơi. Đại quan, thuốc này không phải thuốc của ta. Đúng rồi, bao nhưng mà hôm bữa là ông này đưa mà. Ông này đưa nè. Đây là thuốc của ta. Sử, sử. Ngươi hãy nhìn xem. Chữ. Thuốc của ta có cái chữ giá rẻ này không? Cái gì? Có chữ giá rẻ này. Không bao giờ có chữ giá rẻ này. Ông này đưa. Nó đưa thì bắt nó đi. Bắt nó đi. Thôi đừng nói gì nữa. Có gì bắt ta đâu hả? Đại quan ơi, là kẻ đại quan mới xin xét cho chính chắn. Bà không có biết đại quan. Đại quan gì vậy? Như vậy là quan. Như vậy là quan. Không có quan. Mày. Ta là quan mà. Mày. Đại quan à. Con gái của đại quan nên tìm cách thảm hại đại phu. Đại quan gì của mày hả mày? 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 Cho mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Thưa quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa trải qua tình huống về trong một cái nhà của đại phu. Và đại phu là một người sống vì tâm đức, cứu người là trên hết. Nhưng mà có những đệ tử là không sống vì tâm đức. Kính thưa quý vị, đã quan trọng lắm quý vị ơi. Bởi vì sao? Lương y như từ mẫu. Nhưng có nhiều người hành nghề nhưng mà lại gọi là vì những mục đích khác, nên mang tới những điều không tốt cho tất cả mọi người xung quanh. Cái nghề y là một nghề bao la và rất là nhân văn. Đúng. Anh Chí Tài ngày xưa thì khoảng chừng 4 mấy ký thôi, và đi khám bệnh vài lần thì bây giờ nó lên như thế này. 80 ký. 80 ký. Và hiện tại trong đây thì mỡ rất nhiều hơn là máu à. Và bây giờ cũng rất nhiều bệnh trong người à. Cũng không còn sống được bao lâu nữa à, này, bắt đầu giỡn rồi đó. Cái này giỡn. Giỡn cho vui. Bây giờ tới tiết mục tiếp theo, đó chính là Tiếu Lâm Hội. Chúng ta hãy xem ba khách mời vượt qua tình huống này như thế nào. Bởi vì họ là bị động, và những người trong gia đình này nắm thế chủ động. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. La 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 la. Hùng thiên thờ giận, hoàng đế chiếu rằng như vậy nè. Công chúa bỗng nhiên trở bệnh, không cười không nóc à, không khóc không cười. Nay truyền tất cả các thần y tài giỏi tới, ai chữa trị được cho công chúa hết bệnh sẽ được trọng thưởng. La 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 la. Hoàng thượng ơi, mai mốt tuyển người vô đọc loa đó, tuyển cái đứa nó nói cho rõ ràng nha, nó ngọng lên ngọng xuống, dấp lên dấp xuống. Bởi vậy hả, cái triều đình này hay một sập xệ đó nè. Coi nè, con của mình đó hoàng thượng, tại sao đẻ ra nó đẹp như vậy, nó xinh như vậy, mà tại sao nó không cười không khóc, mà nó chỉ nói vài câu thôi. Thiếp thiệt là buồn quá đi hả? Hoàng thượng à, có cần nhờ thần y chữa bệnh cho hoàng hậu luôn không? Chữa luôn bà đi. Chữa luôn hả? La 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 la, cho truyền tất cả thần y tài giỏi chữa bệnh cho công chúa. Sẵn khuyến mãi chữa bệnh cho hoàng hậu. Bị cái gì kìa? Thần y. Ô, thần y kéo tới kìa hoàng thượng à. Cho cái thần y vậy. Cho truyền thần y. Wow.
chúng thần làm mấy bàn thượng. Miệng lệ, các anh hãy bình thân. Tạ hoàng thượng. À, các ngươi cho ta hỏi, tại sao trong ba thần y này đi vô có một thần y không vô bình thường mà chỉ lăn giống như là cái củ khoai vậy? Dạ thưa, thần dùng hết sức lực để trị bệnh cho mọi người, cho nên không còn sức để đi nữa, cho nên phải lăn vô. Chứ không phải là mỡ nhiều quá nên đi không nổi phải lăn luôn. Hoàng hậu, chuyện đó là chuyện của người ta, các thần y. Dạ. Này con gái ta mang bệnh trầm kha, bao nhiêu người vẫn không chữa trị được. Này, ta triệu các khanh vào cung. Nếu các khanh có tài cán, các khanh hãy làm cho công chúa cười nói vui vẻ, các khanh sẽ được trọng thưởng. Dạ, muôn tàu trọng thưởng thần không cần đâu ạ. Thần chỉ thấy là với nét đẹp của công chúa đang bị bệnh là không khóc không cười, có nghĩa là vô cảm. Mà vô cảm phát xuất từ đâu? Là do hai vợ chồng không được vô duyên. Không phải, mình chỉ bệnh mà, cứ để cho thần y nói đi. Dạ. Nếu người nói được như vậy, người phải làm cho công chúa khóc cười. Công chúa chưa cười, ông cười trước rồi đó. Tôi cười trước thì lấy đà thôi, hiểu không? Cười mồi, Dạ, xin mời công chúa bước ra đây ạ. Không bước hả? Có bao giờ vô nhà trẻ mà gặp mẹ mình chưa? Ông chỉ có quyền làm công chúa cười khóc với điều kiện không được đụng vào công chúa. Nếu tao không đụng là... tao thề luôn không đụng nè, tao coi nè, đụng không, đụng không, không được là giường của công chúa. Thần y hả? Cái giường này nhìn vậy chứ yếu lắm thần y à. Thần y mà giọng ba lần của nó là cái giường nó sụp luôn đó nghe thần y. Yên tâm, tôi ngồi là thấy thương. Trời chết hoàng thượng, ơi, thần y này khá của thần hoàng thượng. Cứ để cho thần y làm đi. Công chúa à, nếu không làm được, dạ sao? Ta sẽ thưởng bằng cách chém đầu đó. Vua cha ơi, vua cha đừng chém đầu, đem đi thiêng là được rồi. Đem đi thiêng. Bà công chúa này ác hơn, gì ghẻ nữa. Được, dạ. Theo lời của con gái cưng ta, nếu người nào không chữa bệnh được cho công chúa, từ quan ngự y ta cho làm hoàng thái giám. Cái đó ta chịu đó, ta chịu đó. Trời ơi, tướng ông này mà thái giám chắc vui muốn chết luôn á. Không sao, không ngày sao. Ngày nào ông cũng múa lụa, ta nó sập nhà luôn á. Hoàng hậu không có gì phải lo lắng. Từ vì trước khi làm thần y, ông ta đã là thái giám lâu rồi. Ông sao rành quá vậy? Sao không biết, ngày xưa hai đứa mình tự cung mà. Dạ, ý bạn ấy là tụi con có đi chuyển giới rồi. Dạ. Nhưng mà vì chuyển giới không được cho nên đành phải làm thần y để tự chữa cho mình. Dạ. Mỗi ngày bơm một ống. Vậy mà ống gì vậy? Vòng 1 tới nay chưa dậy mà dậy vòng 2 không à. Tụi con gọi là động vật bây giờ là quý hiếm lắm mà. Bây giờ mình tập trung vô chuyên môn chữa bệnh cho cháu nhỏ đi nha. Nè con không cười à? Ống. Không khóc à? Không. Con vô cảm đến mức độ đó à? Yes. Con có biết như vậy người ta nói là vô duyên không? Không, vô cảm là vô cảm, vô duyên là thần y. Ồ, hay quá. Con giỏi lắm. Bây giờ sao? Có chịu cười không? Không. Cười không? Không. Chọt lét à. Vua cha. Chứ đúng mà. Bỏ con chuột vô chỗ gì nó. Dạ. Ơi vậy nửa đêm ông rồi đó mà con nhỏ cũng chưa cười nữa. Thôi chắc thần y này chắc chuẩn bị cho đi làm thái giám là được rồi đó. Thôi khỏi đi, bỏ đi, nhỏ là lì quá. Bất tài thường hay thi trước. Đúng à. Cho ngươi hay, trước khi ta làm thần y, ta cũng không phải là thần y mà ta từng là sát thủ. Hả? Ông đã từng giết ai rồi? Giết rất nhiều người, nhưng mà ta giết ai thì người đó lại hết bệnh. Hả? Giống như người đầu tiên chết rồi còn đâu mà người ta sai ta giết ông ta cho 100 lượng vàng. Ta trở cái dao ta đâm vô bụng ông ta một cái bóp cắt luôn cái ruột dư. Vậy là khỏi cần phải đi bác sĩ. Qua người thứ hai, người ta nói rằng nếu như ta chữa hết bệnh nấc cốt, ta sẽ được cưới cô ta. Rồi sao? Là cưới không? Cưới giờ này cưới gì nữa. Nhưng bây giờ đây là người bệnh thứ ba, ta sẽ dùng mọi cách ta có được để trị cho nàng. Ý vua cha, cái này bị thần kinh chứ không phải thần y. Trước khi làm thần y ta cũng bị thần kinh nữa. Nếu mà nàng ngày nào cũng làm khán giả coi hài, chắc ta giải nghệ sớm quá.
Bình thường ta diễn người ta khó cười rồi, mà nếu có nàng nữa thì ngày hôm sau ta sẽ chuyển sang bán giày dép. Tự vì ăn gạch không mà, hiểu không? Vậy thì ông làm cách nào cho công chúa khóc được không? Làm không cười hả? Khó quá thì làm quá đơn giản. Làm cười thì khó chứ làm khóc thì khó lắm. Các ngươi không làm được thì đừng nói, hãy để cho người làm được người ta làm. Hiểu đi, chưa? Làm đi, làm qua đi, làm đi má. Làm là không được luôn hả? La quá. Đổ keo trong thẩm ba thằng y vô mà hai thằng y là rụng rồi hoàng thượng à. Bây giờ không biết làm sao đây. Thằng y này đi đường xa tới đây dép há mỏ rồi. Này là hả, phải tranh đấu với khoảng 8.000 vạn cái thần y khác để được đến đây. Thần y này hay đó, mặc đồ như hướng tiên vậy. Hứa tiên á hả? Hứa tiên á. Oh, như vậy là đây là thanh xà. Thanh xà. Còn con bạch xà nó đổi màu da rồi. Hoàng xà, hoàng xà. Bên kia là bì xà, bì xà. Bên kia là bì da, bì da. Bên đây là 11 tặng 1. Dạ con là hot dog ông nội. Ông là hot dog cái gì? Ông là nguyên cục mỡ chứ hot dog cái gì? Nè. Sao thần y? Dạ à, nãy giờ trong ba thằng y tới đây á thì hai thằng y này là ta không có chấm đâu. Dạ. Nhà ngươi ta thấy cũng đẹp trai. Chết cha mới cho đẹp. Có lực lượng. Nếu mà ngươi chữa bệnh cho con gái ta khỏi thì hổng chừng ta gả cưới luôn đó. Thần y này từ lúc bước vô có nhiều động thái rất kỳ lạ. Tại sao một chân của thần y đi cầu que vậy? Dạ. Đây chị bệnh không được người ta đánh. Đúng rồi. À, cầm thứ ơi. Ơi. Cầm thứ bị cái gì vậy? Mới đầu vô vui cha giới thiệu rồi mà. Ờ, tại nghe không rõ cầm thứ bị gì vậy? Cầm thứ bị không khóc, không cười, chỉ nói được thôi. Tại sao vậy? Tại vì thích. Tại sao thích vậy? Đẻ ra nó có sở thích vậy. Hay quá. Ôi kìa, ân nhân đã đến rồi. Sống hồn kê hế. Mới làm gì? Mới không nhớ ta sao? Có phải là Hoa Nhi không? Đúng à, vậy. Ta đây, con nàng có phải là Vĩnh Long? Anh hả? Cô Long. Cô Long. Hi. Trời ơi, độc tử tâm tư. Trời ơi, cái gì vậy trời? Tại sao nàng lại bỏ tôi đi? Quang Nhi tập trung chuyển môn đi. Đang chữa bệnh đây. Đang hết rồi. Có thai ngoài ý muốn rồi. Quang Nhi, tại sao ông làng nói vậy hả? Chàng nói vậy là sai, chàng bỏ tao đi mới đúng. Kể từ ngay đó đời ta chẳng thấy nhau. Em sống không vui, anh mừng thấy bà. Chưa cười nữa hả? Trời ơi, không có một cái gì gọi là mắc cười. Hát lại bài ca sĩ Khởi Mi mà dở quá trời dở. Cười đi. Không. Cười đi. Cười đi. Chị bên đây hết rồi. Sao con không cười? Vậy có gã hoàng hậu cười đi má đó. Không mấy gã hoàng hậu đâu. Kêu má con cười mà. Ờ đúng rồi. Cười má, cười má, cười má. Trời ơi, chúng ta đã cố gắng rồi. Chúng ta đã cố gắng hết sức. Mà con cuối vẫn không cười. Vẫn không cười. Thôi chúng ta về trả đồ đi. Đúng em. Chết mày chưa? Ta hỏi các ông. Dạ. Kiên môn của anh.